Đáng sợ, Da Đen Vũ Nhu Tử nói. Theo Tống tiền bối giới thiệu đến xem, cái này đợt chính năng lượng thiên kiếp thậm chí còn có cải biến độ kiếp giả ý chí lực lượng. Đừng nhìn Tống tiền bối độ cái này đợt chính năng lượng thiên kiếp lúc, rất khinh xảo dáng vẻ. Nhưng nếu như thay cái ý chí lực không đủ người, nói không chừng trực tiếp liền bị chính năng lượng thiên kiếp cho tẩy não, biến thành tuyệt đối thiện lương trung cực thánh nhân, thánh mẫu hình thức. Nói thật, nếu không phải vì thể nghiệm một chút phổ thông bát phẩm thiên kiếp kinh lịch, ta thật sự muốn lại độ một đợt thái cổ kiếp. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối đề nghị, thực sự động lòng người. Tống Thư Hàng nhìn lên bầu trời bên trong đang tại ngưng tụ đợt thứ tư thiên kiếp, nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm. 199 con thánh viên hư ảnh cường hóa, nhưng hắn đình trệ đã lâu tố chất thân thể, lần nữa tăng lên rất nhiều. Loại lực lượng này bành trướng cảm giác để Tống Thư Hàng đều có loại mình có thể bằng vào lấy nhục thân đi trùy cửu phẩm kiếp tiên ảo giác. Lại nói, liền chính năng lượng kiếp đều đi ra, các người nói rằng một đợt thiên kiếp lại là cái gì thuộc tính. Quy tiền bối nói, Da Đen Vũ Nhu Tử, chúng ta án lấy cái này mạch suy nghĩ đến phỏng đoán, lấy độ kiếp giả vì thái cổ tà ma vì đối tượng, như vậy chịu đựng lấy chính năng lượng loại kịch độc này về sau, tiếp đó sẽ không phải là một đợt nhằm vào tâm linh thế công, dùng để rèn luyện thái cổ tà ma ý chí. Nếu như là rèn luyện ý chí lời nói, sợ không phải muốn xuất hiện cùng loại Phật môn độ hóa trải qua loại hình niệm kinh công kích, hoặc là Tây Phương Thánh Quang Hệ Thánh Thi Ban Đại Hợp Sướng loại hình đồ vật. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng gãi gãi cằm của mình, nói. Sở các chủ khóe miệng co giật, sau đó, Tống Thư Hàng 199 con thánh viên đại hợp sướng bát phẩm thái cổ kiếp đại hợp sướng. Sở các chủ nhanh im miệng, ta đều não bổ ra hình ảnh tới. Thông Nương kêu lên. Ngắn ngủi một câu miêu tả, Thông Nương liền não bổ ra hai cái hoa lệ thánh thi ca hát đoàn PKH đối hùng vĩ sử thi tràng cảnh. Vậy ta phải trước chuẩn bị một chút mới được. Một hồi cũng không thể luống cuống. Tống Thư Hàng tự tin nói, đáng tiếc, tạo hóa tiên tử, Da Đen Vũ Nhu Tử không thể cùng ta cùng một chỗ độ kiếp, nếu không ta lôi ra công đức tiên tử, tạo hóa tiên tử tăng thêm Vũ Nhu Tử, hiện trường tổ một trận xa hoa ca vũ kịch đi ra. Tống tiền bối, ta có danh tự, Da Đen Vũ Nhu Tử nhắc nhở. Tống ngốc ngốc tạo hóa tiên tử hai tay chống cằm, hai mắt sáng lên, tựa hồ rất là tâm động. Chính giao lưu ở giữa. Trong hư không đợt thứ tư thái cổ kiếp rốt cục thành hình dáng lâm. Cái này đợt thứ tư thái cổ kiếp thành hình thời gian thoáng có chút dài, chủ yếu là vô cực ma tông tại cửu U khai ích. Cái này ma hải thế giới diện tích cũng không lớn, ước cùng hiện thế hoa hạ không khác nhau lắm về độ lớn. Lấy dạng này diện tích đi ấp ủ nguyên bản cần cả một cái thế giới mới có thể ngưng tụ thái cổ kiếp, đương nhiên cần một chút thời gian. Đây cũng là Tống Thư Hàng độ mỗi một đợt thái cổ kiếp ở giữa đều sẽ có tương đối dài khoảng cách nguyên nhân. Oanh! Đợt thứ tư thái cổ kiếp rơi xuống. Ra ngoài ý định, hắn cũng không phải là thánh thi ngâm sướng ban, cũng không phải niệm kinh loại hình công kích, mà là một loại lực lượng vô hình, lặng yên bao phủ Tống Thư Hàng. Bất quá, Vũ Nhu Tử đoán đúng một nửa một kiếp này đích thật là nhằm vào tâm linh cùng ý chí phương diện đại kiếp. Một cổ dụ hoặc tính chất lực lượng, bao phủ Tống Thư Hàng tâm linh. Có từng cái nhỏ vụn thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai không ngừng khẽ nói lấy. Phảng phất muốn để Tống Thư Hàng nội tâm bành trướng. Nhưng là, loại này dụ hoặc sức mạnh của tâm linh, đối Tống Thư Hàng tới nói cơ bản không có tác dụng gì cùng cửu U chúa tể quyền hạn làm hắn bành trướng cường độ so ra, một kiếp này dụ hoặc tâm linh chi lực, đơn giản như đom đóm cùng quá dương gian chênh lệch. Cái này nhỏ vụn khẽ nói tiếng đang kéo dài mấy phút sau, ngược lại biến đổi. Hắn bắt đầu hóa thành một loại phương thức khác cái này thứ tư thái cổ kiếp lực lượng. Bắt đầu thoải mái Tống Thư Hàng tâm ma thuộc tính, hắn tựa hồ muốn từ Tống Thư Hàng thể nội cưỡng ép chế tạo một tôn tâm ma đi ra. Cái này nhưng so sánh hiện thế thiên kiếp mạnh mẽ hơn nhiều. Hiện thế thiên kiếp, nhiều nhất là hướng dẫn tu sĩ trong lòng một số suy nghĩ, đưa chúng nó cự đại hóa, chuyển hóa làm tâm ma. Mà cái này thứ tư thái cổ kiếp lực lượng, lại là muốn ngạnh sinh sinh thoải mái ra một tôn tâm ma tới. A, à, có ý tứ. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, nói, ra đi, tâm ma của ta. Tống Thư Hàng kỳ thật đối với mình sẽ sinh ra dạng gì tâm ma vẫn là rất ngạc nhiên, có đoạn thời gian hắn thậm chí có ý tứ đi bồi dưỡng qua tâm ma của mình. Nhưng thật đáng tiếc, bởi vì hắn người mang khủng bố đại công đức nguyên nhân, tại công đức xà mỹ nhân áp chế xuống, hắn muốn sinh ra tâm ma thực sự quá khó khăn. Tâm ma của hắn tựa như là một mảnh tiểu bông tuyết,
mà công đức xà mỹ nhân tựa như là giữa hè khốc nhiệt liệt nhật. Tâm ma tiểu khả ái căn bản không kịp ngưng tụ thành người tuyết, vừa sinh ra một điểm bông tuyết tiểu miêu đầu, liền bị hòa tan. Hôm nay, tại cái này ma hải thế giới thái cổ khiếp bên trong, hắn rốt cục có cơ hội gặp một lần tâm ma của mình, đây là phi thường chân quý cơ hội, rất có thể tại hắn dài rằng giặc tu chân kiếp sống bên trong, cũng chỉ có như thế một cơ hội. Mau ra đây, để cho ta nhìn xem người dáng dấp ra sao đi, tâm ma. Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười ôn nhu. Tu sĩ tâm ma bình thường là tu sĩ nội tâm khát vọng có được đồ vật. Lại hoặc là cùng bản thể hoàn toàn tương phản tồn tại. Sở dĩ, tâm ma của ta lại là bộ dáng gì? Là một vị phiên phiên quân tử phong kiếm tu, hoặc là mọc ra linh thạch bộ dáng tài phú loại tâm ma. Lại hoặc là cùng ta bản thể cảnh giác tính cách hoàn toàn khác biệt tìm đường chết tiểu năng thủ loại hình. Tống Thư Hàng gương mặt dưới mặt nạ bên trên tràn đầy vẻ chờ mong. Hạch tâm thế giới bên trong, xem tiếp sóng các vị tiên tử cùng đại tiền bối nhóm, cũng giống như Tống Thư Hàng chờ mong. Tạo hóa tiên tử, tâm ma ngốc ngốc. Tạo hóa tiên tử ngươi giảng có đạo lý. Quy tiền bối gật đầu nói. Thông nương chân thành nói, nếu như ta là Tống lão bản tâm ma lời nói, ta nhất định sẽ không ra đến, bởi vì đi ra liền rất có thể sẽ bị sát phách biệt tuyết tiên cơ biến thành nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại, tại hạch tâm thế giới thiên đình mảnh vỡ số 111 quán cơm bên trong, biệt tuyết tiên cơ còn mang lấy Sở Sở cùng mấy vị trợ thủ, tại phong phú tà vọng menu hoa văn, thuận tiện đang nghiên cứu như thế nào để tâm ma kiếp sashimi biến mới mẻ hơn. Tống Thư Hàng tâm ma còn không sinh ra, liền đã bị đã chú định kết cục. Nhưng vạn nhất là cái nhu thuận hình tâm ma đâu, chỉ muốn Tống Thư Hàng tâm ma cầu sinh dục mạnh hơn một chút, nói không chừng có thể biến ra một cái cùng da đen vũ nhu tử tương tự tâm ma đi ra. Chỉ muốn hắn nhu thuận nghe lời hiểu chuyện, nói không chừng có thể trở thành Tống Thư Hàng một cái đắc lực trợ thủ cùng phân thân, liền có thể sống sót, không bị cắt miếng. Sở các chủ chậm rãi nói. Sở tiền bối ngươi đừng nói đáng sợ như vậy sự tình, mà lại ta cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối là tâm ma, cùng tâm ma kiếp vẫn có khác biệt. Chúng ta chỉ là một loại đặc thù tồn tại, mà tâm ma kiếp thì là một loại kiếp nạn. Da đen vũ nhu tử chân thành nói. Tạo hóa tiên tử gật đầu sửa lời nói, tâm ma kiếp ngốc ngốc. Tạo hóa tiên tử ngươi nói đúng. Bạch Long tỷ tỷ gật đầu, chậm rãi nói, bất quá Thư Hàng một mực là cái ngoài dự liệu ra hỏa. Có lẽ tâm ma của hắn cũng sẽ không giống bình thường, ngoài dự liệu. Tỷ như chỉnh ra cái tâm ma kiếp lão bà đi ra. Tâm ma Xích Tiêu kiếm nhịn không được nói, các ngươi ngẫm lại, Thư Hàng đón lấy đến lập tức liền tuyệt dục. Hắn hẳn là chư thiên vạn giới tu luyện giả bên trong, trẻ tuổi nhất một cái bởi vì cảnh giới nguyên nhân mà tuyệt dục nam nhân. Tại đối mặt tuyệt dục áp lực dưới, nói không chừng tâm ma của hắn sẽ mân mê ra một cái tâm ma lão bà đến, thừa cơ đem Tống Thư Hàng đưa vào người trưởng thành thế giới. Nói đến tuyệt dục khả năng này, ta liền không thể không nói ưu thế của ta. Sở các chủ đột nhiên mỉm cười, nói, ta trường sinh chi đạo dính đến sinh tử, khô vinh phương diện quy tắc. Nói cách khác, chỉ phải cho ta một chút thời gian ta có thể xâm nhập nắm giữ dính đến sinh mệnh đạo cùng quy tắc, phá giải huyền thánh tuyệt dục không sau nan đề. Màu trắng dài khăn quàng cổ đạo hữu, ở phương diện này ngươi đã thua. Bạch Long tỷ tỷ, lời này của ngươi đề là thế nào nhảy vọt, ngươi ngốc mau có phải hay không đâm Tống Thư Hàng sọ não bên trên quá lâu, bị truyền nhiễm chủ đề đột nhiên mù nhảy loạn mau bệnh. Mà lúc này, Tô Thị A thập lục lông mi thật dài bắt đầu vỗ, bởi vì đã rời đi bạch tiền bối buồn ngủ quang hoàn cộng ngủ một lát, A thập lục rốt cục khôi phục tinh thần. Nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy trước mắt đang tại trực tiếp Tống Thư Hàng độ kiếp hình ảnh. Thư Hàng đã bắt đầu độ kiếp rồi. A thập lục cắn bờ môi của mình, nói khẽ. Đã độ đến đợt thứ tư tâm ma kiếp, ta tính toán, ta hẳn là rất nhanh liền có thể kết thúc bát phẩm thái cổ kiếp sau đó nhân tiền hiển thánh, ngưng tụ ta quả thứ sáu thanh ấn. Tống Thư Hàng thanh âm tại A thập lục vang lên bên tai. A thập lục sững sờ, Thư Hàng ngươi đã có thể tại độ kiếp không gian bên trong mở ra hạch tâm thế giới. Không phải, cái này ma hải thế giới hỗn loạn hung ác. Căn bản cũng không có độ kiếp không gian loại vật này. A thập lục ngươi trước nhìn lấy, tâm ma của ta lập tức liền muốn đi ra. Tống Thư Hàng tựa như là cái muốn hướng người khoe khoang bản thân món đồ chơi mới hài tử, chuẩn bị hướng đám người khoe khoang bản thân sắp xuất thế tâm ma. Đang khi nói chuyện, trực tiếp hình ảnh bên trong, Tống Thư Hàng trong bóng tối rốt cục có tối đen như mực cái bóng bắt đầu hiển hiện là tâm ma.
Bất quá hắn vừa mới hiện thân, trên người đột nhiên toát ra một trận mùi khét khói trắng, bị hù tâm ma vội vàng lùi về cái bóng. Công đức tiên tử, người hướng bên cạnh đến một chút, đừng dọa đến tâm ma. Tống Thư Hàng dặn dò. Công đức xà Mỹ nhân ủy khuất ba ba co lại đi sang một bên, tận lực thu liễm trên người mình công đức chi lực phóng xạ. Nàng cũng không phải là cố ý, dù sao từ trước đến nay tâm ma xích tiêu kiếm, da đen vũ nhu tử sinh hoạt chung một chỗ, chỉ muốn nàng thoáng chú ý một số, tâm ma xích tiêu kiếm cùng da đen vũ nhu tử liền sẽ không chịu đến nàng công đức chi quang tổn thương. Nàng cũng không có nghĩ đến Tống Thư Hàng cái này mới đản sinh tâm ma sẽ như vậy yếu ớt. Đợi cho công đức xà Mỹ nhân thối lui đến một bên về sau, Tống Thư Hàng cái bóng bên trong cái kia tâm ma lại bắt đầu chậm rãi hiển hiện, nhưng lần này hắn càng thêm cảnh giác, hắn đầu tiên là nhô ra một đầu bàn tay máy móc bàn tay. Lập lòe tỏa sáng kim loại đen cảm nhận, cùng Tống Thư Hàng cương thủ hoàn toàn khác biệt, hắn là chân chính máy móc kết cấu. Là máy móc hình đó à? Tống Thư Hàng có chút tiếc nuối. Mọi người đều biết, người máy không tốt ăn, gặm bắt đầu các nha. Từ hướng này mà nói, Tống Thư Hàng tâm ma làm một cái chính xác lựa chọn. Muốn không bị ăn, vậy liền để bản thân biến thành không thể ăn đồ vật. Chú ý, nhất định phải là không thể ăn đồ vật, không thể vẻn vẹn không tốt ăn đơn giản như vậy. Phải biết, nếu như chỉ là không tốt ăn lời nói không chừng sẽ còn bị người tìm ra dược dụng giá trị, từ lương tài biến thành dược liệu. Cùng một thời gian, hạch tâm thế giới bên trong các vị tiền bối phát ra đồng dạng cảm thán. Là máy móc hình đó à, quá các nha. Tâm ma xích tiêu kiếm, ta là một thanh kiếm thật sự là quá tốt. Cái tâm ma này sợ rằng sẽ là cái tâm ma máy móc Tống Thư Hàng. Chẳng lẽ là bởi vì Thư Hàng sắt thép hóa thân bị thiên đế cướp đi, trong lòng của hắn lưu lại tiếc nuối, sở dĩ lâu nghĩ thành tật, tâm ma liền thành máy móc Tống Thư Hàng bộ dáng. Bạch Long tỷ tỷ suy đoán nói, ta cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Sở các chủ nói mặc kệ Bạch Long tỷ tỷ nói cái gì, nàng chỉ muốn phản đối là được. Chính đang khi nói chuyện, cái kia trong bóng tối máy móc bàn tay bắt đầu linh xảo bắt đầu chuyển động. Máy móc ngón tay không ngừng tại bện lấy cái gì. Mấy hơi về sau, một khối bị sắc chế xong hình trái tim bò bít tết bị đặt ở trên mâm, xuất hiện tại cái này tâm ma máy móc trong lòng bàn tay. Hạch tâm thế giới bên trong Bạch Long tỷ tỷ, sở các chủ, quy tiền bối chờ tiền bối. Đều bị Tống Thư Hàng cái này tâm ma cường đại cầu sinh dục khiếp sợ đến. Chớ ăn ta làm ăn ngon cho ngươi ăn. Đây chính là Tống Thư Hàng tâm ma biểu đạt ý tứ. Mà lại, khối này hình trái tim bò bít tết nhìn thật sự rất manh. Nó nguyên vật liệu, chính là tâm ma thành phần. Sở dĩ, đến cùng ai mới là tâm ma a? Bạch Long tỷ tỷ hí hư nói. Tống Thư Hàng tâm ma là ngạnh sinh sinh nghẹn thành bộ dáng này. Phổ thông tu sĩ tâm ma là tu sĩ trong lòng một loại nào đó dục vọng hoặc là tiếc nuối, chấp niệm các thứ, bị khuếch đại, trở thành tâm ma. Mà Tống Thư Hàng tâm ma, là đang cố gắng nịnh nọt bản thể, ngạnh sinh sinh tiến hóa ra loại này làm ăn ngon công năng. Đây chính là nhà khác tâm ma. Trực tiếp hình ảnh bên trong. Tống Thư Hàng tâm ma máy móc bàn tay cố gắng đem hình trái tim bò bít tết đưa cho Tống Thư Hàng, đang mong đợi bản thể nhấm nháp. Đây là tâm ma bò bít tết sao? Ta tựa hồ còn từ trên đó nghe ra Hà Chỉ tiền bối thiên kiếp phần món ăn chủ nghệ thủ pháp, còn có ma môn chủ tâm thêm thành hương vị. Xem ra, tâm ma của ta còn kế thừa ta một bộ phận chủ nghệ. Tống Thư Hàng giới thiệu nói. Dứt lời, hắn xoay người tiếp nhận cái này hình trái tim bò bít tết, niệm lực khẽ động, niệm lực như cắt tiếp theo khối nhỏ tâm ma bò bít tết, đưa vào đến miệng bên trong. Cảm giác không tệ, mùi vị kia. Không thể so với tâm ma sashimi cắt miếng cảm giác kém. Tống Thư Hàng cảm giác mình lại có một đầu mới phát tài làm giàu con đường. Xác định cái này tâm ma bò bít tết không có vấn đề về sau, Tống Thư Hàng duỗi tay đưa nó đưa vào đến hạch tâm thế giới, để các vị tiền bối cũng nếm thử hương vị. Ngoại trừ làm ăn ngon, người còn có những chức năng khác không? Tống Thư Hàng lại nhìn phía tâm ma của mình máy móc cánh tay, dò hỏi. Tâm ma máy móc cánh tay run nhẹ nhẹ mấy lần, ngoại trừ sẽ làm ăn ngon, lại còn không thể thỏa mãn bản thể. Một lát sau, hắn tựa hồ rốt cục nghĩ đến bản thân cái khác công năng, đối Tống Thư Hàng bày ra một cái thắng lợi chữ V thủ thế. Hắn đối Tống Thư Hàng đánh ra liên tiếp thủ thế. Ngoại trừ làm ăn ngon tâm ma xử lý bên ngoài, hắn còn có bồi dưỡng tâm ma nguyên liệu nấu ăn công năng hắn có được phát giác sinh linh trong nội tâm chấp niệm,
cũng đưa nó mở rộng, thúc thành tâm ma năng lực. Đây vốn chính là phổ thông tâm ma đều có năng lực, tỉ như lúc trước Da Đen Vũ Nhu Tử ở tại Tống Thư Hàng bên cạnh lúc, liền sẽ ảnh hưởng Tống Thư Hàng hành vi, nhượng hắn khống chế không nổi bản thân, luôn muốn lãng một phát. Bất quá, Tống Thư Hàng tâm ma máy móc đầu bếp năng lực này, là cường hóa phiên bản. Hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn thúc đẩy sinh trưởng địch nhân chấp niệm trong lòng hoặc dục vọng, loại năng lực này tên là Đại Tâm Ma Thuật. Lại phối hợp thêm hắn xử lý tâm ma năng lực, hắn có thể đem sinh linh thể nội bị thúc tâm ma lôi ra hơn phân nửa, cắt đi. Bất quá thúc sau tâm ma không cách nào trừ tận gốc, chỉ sẽ giống cắt sau hẹ một dạng, cắt mất một gốc giả về sau, lưu cái căn. Loại năng lực này tên là tâm ma cắt chém, tại cắt chém tâm ma lúc, sẽ còn mang cho sinh linh đau khổ kịch liệt. Trước hết để cho trong địch nhân trong lòng sinh ra tâm ma, sau đó lại đem địch nhân tâm ma cắt đi, rượu a. Một bộ này liên hoàn kỹ năng, cùng ta cường giả giám định thuật cộng phôi thai ngưng thì có dị khúc cùng chung chi diệu. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, hắn ngồi xổm xuống, duỗi nhẹ tay nhẹ cùng cái này tâm ma máy móc bàn tay vỗ tay, nói, ta tán thành ngươi, tâm ma của ta, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trên người ta hợp pháp vật trang sức một trong. Thân là bá tống tâm ma, không chỉ có muốn làm đến không thể ăn, còn cần có tồn tại giá trị. Hoặc là có manh điểm, hoặc là có thành thạo một nghề. Tâm ma máy móc đầu bếp cả hai đều đủ, thành công đến bá tống tán thành. Có hắn về sau, ta tương lai chiến thuật liền càng thêm phong phú, không còn là một bộ cường giả giám định thuật bắt đầu giành chính quyền. Mà lại, ta cự ly vạn pháp chi chủ cái mục tiêu này lại tới gần hai bước. Tống Thư Hàng nói. Tương lai hắn sẽ nghĩ biện pháp hảo hảo bồi dưỡng tâm ma của mình, cùng người giao chiến lúc, hắn trước tiên có thể vung một phát đại tâm ma thuật quá khứ, chỉ cần là nội tâm có sơ hở địch nhân, tại chỗ liền phải hoài nghi nhân sinh. Hạch tâm thế giới bên trong. Bạch Long tỷ tỷ, vạn pháp chi chủ. Lại là hai cái tà thuật, Sở Các chủ nói. Mặt khác, vị tiền bối, ta hiện tại có một cái thú vị ý nghĩ. Tống Thư Hàng thanh âm truyền đến. Quy tiền bối cảnh tỉnh. Thu hồi ngươi cái kia có thú ý nghĩ, nghiêm túc độ kiếp. Đừng quên mục tiêu của ngươi, là vượt qua một cái bình thường bát phẩm huyền thánh kiếp. Tống Thư Hàng vội vàng giải thích nói, ta cái này thú vị ý nghĩ, là bình thường đối kháng thiên kiếp chương trình. Ngươi không phải là muốn đối bát phẩm thái cổ kiếp sử dụng đại tâm ma thuật A. Tô Thị A Thập Lục đột nhiên hỏi, nàng là thuận Tống Thư Hàng mạch suy nghĩ để suy đoán, đạt được như thế một cái to gan giả thiết. Vẫn là A Thập Lục ngươi hiểu ta, Tống Thư Hàng nói, kỳ thật thật lâu trước, ta tại hiện thế độ kiếp lúc, liền cân nhắc qua đối thiên kiếp đến một phát cường giả giám định thuật. Nhưng dĩ vãng mỗi lần độ kiếp lúc, ta đều là cùng người thành đoàn độ kiếp, sở dĩ một số to gan ý nghĩ ta cũng không dám tùy tiện dùng linh tinh. Sở Các chủ hơi suy nghĩ một chút về sau, nói, nhưng là bát phẩm thái cổ kiếp chỉ là một loại thiên địa quy tắc, lại không có linh trí, chỉ là một loại chương trình hóa khái niệm. Người đối với nó sử dụng đại tâm ma thuật có thể có cái gì hiệu quả? Dù sao bất quá chỉ là bát phẩm cấp tai kiếp, lấy Tống Thư Hàng thực lực bây giờ hoàn toàn có thể chịu đựng được. Có thể thử một chút, Bạch Long tỷ tỷ cầm ý kiến phản đối, chỉ cần là Sở Các chủ đề nghị, nàng cũng theo bản năng sẽ đi phản đối, mà lại, hạch tâm thế giới lúc này còn mở ra lấy. Nếu như có ngoài ý muốn, liền lập tức độn về hạch tâm thế giới, sau đó trực tiếp rời đi ma hải thế giới. Ma hải thế giới phạm vi có hạn, hắn không có khả năng vượt giới đuổi theo kích Tống Thư Hàng. Tâm ma xích tiêu kiếm, còn nữa, đừng quên Tống Thư Hàng kỳ thật còn có ma hải thế giới bộ phận quyền hạn quản lý, cùng cửu u chúa tể quyền hạn. Tại song trọng quyền hạn bảo vệ dưới, kỳ thật hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Có đạo lý, Sở Các chủ bị Bạch Long tỷ tỷ thuyết phục. Vậy ta liền thử một chút, Tống Thư Hàng nói. Tại cửu u chúa tể quyền hạn. Ma hải thế giới quyền hạn quản lý cùng hạch tâm thế giới các loại tay bảo đảm bên dưới, hắn lần này thái cổ bát phẩm thiên kiếp kỳ thật thật không có tính nguy hiểm có thể nói. Đại tâm ma thuật, cường giả giám định thuật, Tống Thư Hàng bản thể thượng trang nho ra thánh nhân chi nhãn, không chút do dự đối trên bầu trời bát phẩm thái cổ kiếp kiếp vân hạch tâm thi triển cái này hai đại tà thuật. Nếu không phải cự ly có chút xa, hắn còn muốn đi lên thử một chút dưỡng đao thuật, cùng dính đến nhân quả đao. Cường giả giám định thuật quang mang, phát sau mà đến trước, đâm thủng kiếp vân, đánh úp về phía bát phẩm thái cổ kiếp hạch tâm. Ngay sau đó, đại tâm ma thuật đồng dạng từ kiếp vân chỗ thủng chỗ,
rơi vào đến thái cổ kiếp hạch tâm. Cũ mới hai đại tà thuật tuần tự rơi vào đến bát phẩm thái cổ kiếp nơi trọng yếu, bộc phát lên hào quang chói sáng. Có hiệu quả sao? Hạch tâm trong thế giới tất cả thành viên, đều hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào trực tiếp hình tượng. Kiếp phân chỗ sâu, nguyên bản hiện lên mây mù trạng bát phẩm thái cổ kiếp hạch tâm, đột nhiên bắt đầu nội liễm bắt đầu, tựa như là bị một cái lỗ đen hút vào. Mấy hơi về sau, nguyên bản đang nổi lên đợt thứ 5 thiên kiếp, biến thành một cái hào quang màu đen hình cầu, trôi nổi tại trong hư không, không nhúc nhích. Thật là có hiệu quả, Quy Tiền bối chấn kinh. Trên lý luận chỉ đối sinh linh hữu hiệu đại tâm ma thuật cùng mang thai ngưng thị vậy mà đối thiên kiếp đều hữu hiệu quả. Thiên kiếp cũng sẽ sinh ra tâm ma, thiên kiếp cũng sẽ vật lý mang thai. Như đúng như đây, chư thiên vạn giới đối thiên kiếp định nghĩa có phải là được sửa lại một chút, nói không chừng thiên kiếp đại gia thật là thiên kiếp đại gia, không còn là đơn thuần quy tắc chương trình đơn giản như vậy. Lại hoặc là, cái này cùng Tống Thư Hàng trên người cửu u chúa tể quyền hạn có quan hệ. Tại cửu u chúa tể ý chí bên dưới, chúa tể muốn thiên kiếp mang thai, thiên kiếp cũng không dám tránh thai. Trong lúc đang suy tư, trong hư không bát phẩm thái cổ kiếp lần nữa phát sinh biến hóa. Trừ bỏ bị mang thai ngưng thì cộng đại tâm ma thuật biến thành cầu cái kia bộ phận hạch tâm bên ngoài, bát phẩm thái cổ kiếp những bộ phận khác toàn bộ tập trung lại, hội tụ vì một kích cuối cùng. Dưới tình huống bình thường, vô luận là thiên kiếp, ma kiếp, thái cổ kiếp, một đợt lại một đợt thiên kiếp đều là lấy thiên kiếp hạch tâm đến thôi động, thiên kiếp hạch tâm tại toàn bộ trong quá trình độ kiếp đưa đến động cơ công hiệu. Nhưng bây giờ, bởi vì Tống Thư Hàng các loại loạn thất bát tao trạng thái cường hóa hạ đại tâm ma thuật cộng mang thai ngưng thị ảnh hưởng, thiên kiếp hạch tâm biến thành cầu không nhúc nhích, bát phẩm thái cổ kiếp không có càng nhiều năng lượng dùng để tiêu hao, liền trực tiếp nhảy qua quá trình, tiến vào trung kiếp. Một khóa thông quan, Tống Thư Hàng xoa cằm, nói cách khác, ta chỉ cần vượt qua trung kiếp, liền có thể trực tiếp tấn thăng bát phẩm rồi. Như vậy mà nói, còn rất không tệ. Sở các chủ chậm rãi nói, nhưng còn có thể bởi vì ngươi chơi hỏng bát phẩm thái cổ kiếp, như lần trước đồng dạng, ngươi độ xong kiếp sau vẫn như cũ không thể tấn cấp, còn cần lại độ một lần. Tống Thư Hàng khổ não nói, một lần nữa coi như xong, nói thật bát phẩm thiên kiếp ta đã độ đến chán ngấy, không có bao nhiêu mới mẻ cảm giác. Lại độ một lần, không có chút nào kích tình có thể nói. Nhìn một cái, người đây là người nói lời sao? Lúc trước ngươi gọi người ta bát phẩm thiên kiếp đại lão, hiện tại ghét bỏ nó không có cái mới xuất hiện cảm giác. Quy Tiền bối nắm lấy cơ hội nói, người độ bát phẩm thiên kiếp độ đến chán ngấy, bát phẩm thiên kiếp còn không muốn nhìn thấy người đây. Tống Thư Hàng, coi như thất bại cũng không cần sợ, đừng quên người bây giờ trên thân còn mang theo cửu u chúa tể quyền hạn. Nếu bát phẩm huyền thánh kiếp thất bại, người quay đầu tại chính cửu u thế giới mở một đợt bát phẩm ma kiếp, đem uy lực hạn định tại nhỏ nhất trạng thái, sau đó nằm độ xong nó, coi như ngủ một giấc. Tỉnh lại dùng cửu u chúa tể quyền hạn uy hiếp chỉnh thể cửu u tà ma đưa cho ngươi giảng pháp đánh cái khen ngợi, thu hoạch một cái hoàn toàn mới tà năng lực, lần trước ngươi cầm tới bá nho huyền ma xưng hào lúc, đạt được chính là phôi thai ngưng thị tà thuật A. Lần này nói không chừng có thể nguyên bộ cái sinh non ngưng thị cái gì, há không đẹp ư. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối đề nghị. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, cửu u toàn thể tà ma van cầu ngươi làm người tốt. Thông nương nói. Ta cũng không phải người. Tâm ma xích tiêu kiếm vui vẻ nói, ta là kiếm A. Thông nương. Trong lòng nàng yên lặng cho treo lên đánh. Hàng liên minh thành viên hamster hào điểm cây sáp, nàng chỉ có thể trợ giúp hamster hào tới đây. Hiện tại chỉ cầu Tống lão bản thiện lương, không cần thật theo tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối ma quỷ đề nghị đi làm. Lại hoặc là khẩn cầu trên trời bát phẩm huyền thánh kiếp có thể cho lực điểm, một hơi đem Tống lão bản đẩy lên bát phẩm thánh vị. Đừng có lại cho Tống lão bản lặp đi lặp lại dày vò cơ hội. Ầm ầm. Trên bầu trời bát phẩm thái cổ kiếp trung kiếp thành hình. Trung kiếp lực lượng hội tụ tất cả thái cổ khí tức cùng ma hải thế giới pháp tắc, thậm chí nó lại còn dẫn dắt ra bộ phận cửu u thế giới lực lượng ma hải thế giới tại bị phục hồi trước, cũng là cửu u thế giới lãnh địa, lúc này nó dẫn dắt ra chính là bộ phận này cửu u thế giới nguyên lực. Một chút số liệu phức tạp cùng ấn ký bị dẫn dắt ra đến, dung nhập vào trung kiếp bên trong. Một lát sau, có đạo hư ảo hình người tại trung kiếp trung thành hình. Từ đạn hạt nhân thiên kiếp đến tu sĩ pháp khí thiên kiếp, rốt cục hiện tại ngay cả hình người thiên kiếp cũng phải hiện thân. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Sau đó, hắn hai mắt đột nhiên sáng lên, đối đạo nhân này hình thiên kiếp tế ra mang thai ngưng thị.
nếu là hình người thiên kiếp, cái kia không thử một chút nho gia thánh nhân dạy học bí thuật, há không đáng tiếc. Xoát xoát, đồng thuật quang mang trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, rơi vào đạo này hình người thiên kiếp trên thân. Ách, ta cảm giác thư hàng dược hoàn hình người thiên kiếp, lại đọc đến một loại nào đó thế giới bản nguyên tin tức. Vậy người này hình thiên kiếp nguyên thân, rất có thể là lịch đại cửu u chúa tể ấn ký, thậm chí rất lớn có thể là tại nhiệm cửu u chúa tể ấn ký. Nếu như là cái sau, rất có thể là bạch chúa tể ấn ký giáng lâm. Quy tiền bối phỏng đoán cũng tổng kết nói, thư hàng quá xúc động. Tống thư hàng nghe được hạch tâm thế giới quy tiền bối phát biểu, trong lòng lập tức mát lạnh. Lúc này, đồng thuật đã rơi vào trên người đối phương, hắn muốn để đồng thuật rẽ ngoặt đều đã trễ. Ông! Lúc này, trung kiếp bên trong đạo nhân kia hình thiên kiếp, rốt cục hiện hình. A mang tính tiêu chí 4 tiếng kêu thảm, khiến ở đây tất cả mọi người trong lòng ấm áp. Trong hư không, một đạo lấy ban văn long tiền bối thẩm mỹ đến xem không phải rất mỹ hình, diện mục hiền lành nam tử, hai tay ôm phần bụng, phát ra bi thảm tiếng kêu. Tống thư hàng. Phốc sở các chủ nhìn không được cười ra tiếng. Tống lão bản, thông nương sững sờ. Da đen vũ nhu tử gật đầu nói, quy tiền bối phỏng đoán lợi hại, bất quá quy tiền bối ngươi không để ý đến tống tiền bối hiện tại cũng là cửu u chúa tể cái này tuyển hạng. Tô thị A thập lục vuốt vuốt huyệt thái dương. Lại nói thái cổ kiếp trung kiếp, vậy mà trực tiếp rút ra cửu u chúa tể ấn ký ra đối độ kiếp người, thái cổ tà ma muốn tấn cấp độ khó không khỏi cũng thật là đáng sợ. Thông nương khiếp khiếp nói. Các ngươi nhìn kỹ, cái này hình người thiên kiếp tống thư hàng thực lực, bị hạn định tại thất phẩm đỉnh phong cảnh giới, trên lý luận đến nói, tương đương với nói là cùng độ kiếp cảnh giới đồng dạng. Mà lại, một kiếp này khẳng định có thời gian hạn chế, thiên kiếp năng lượng luôn có tiêu tán thời điểm. Bình thường trung kiếp, chính là tại thực lực bị áp chế tại thất phẩm đỉnh phong chúa tể hoặc là nói là thiên đạo in dấu xuống, chống nổi một đoạn thời gian. Sở các chủ giải thích nói, thái cổ sơ kỳ, ma hải thế giới là không có cửu u chúa tể. Cho nên, lúc ấy cái này trung kiếp rút ra rất có thể là thiên đạo ấn ký lực lượng. Tại thất phẩm đỉnh phong thiên đạo ấn ký dưới thiên kiếp chống nổi một đoạn thời gian, liền có thể tấn cấp bát phẩm. Nhưng vấn đề là, tống tiền bối bản thân thực lực cũng chỉ có thất phẩm đỉnh phong A. Da đen vũ nhu tử nói, cái này trung kiếp rút ra ra cửu u chúa tể lạc ấn biến thành tống tiền bối, bản thân thực lực hạn mức cao nhất cũng chỉ có thất phẩm đỉnh phong. Cho nên, có phải hay không là trung kiếp rút ra cái khác cửu u chúa tể ấn ký sẽ có rất mạnh thực lực, nhưng bởi vì rút ra chính là tống tiền bối ấn ký, cho nên chỉ có thể có thất phẩm đỉnh phong thực lực. Bất kể như thế nào, dù sao cái này trung kiếp đem tống thư hàng lạc ấn cho mân mê ra. Tăng thêm tống thư hàng bản thân cũng chỉ có thất phẩm đỉnh phong cảnh giới, cho nên một kiếp này kỳ thật chính là tống thư hàng chính tống thư hàng, cái này có ý tứ. Quy tiền bối vui vẻ nói. Tâm ma xích tiêu kiếm cười ha ha một tiếng, nói bổ sung, càng quan trọng hơn là, tống thư hàng đại lý cửu u chúa tể quyền hạn lúc, ngay tại 3 ngày trước. Cái này trung kiếp bên trong rút ra ra tống thư hàng chúa tể ấn ký thực lực cùng tống thư hàng bản thể hẳn là rất gần. Hiện tại chính là vương bát đánh ô quy cục diện. Tâm ma xích tiêu kiếm vừa dứt lời, liền bị quy tiền bối cắn một cái vào, dùng sức phung kích bắt đầu. Làm gì đâu, quy đạo hữu. Tâm ma xích tiêu kiếm đầu tiên là một mặt mộng bức, rất nhanh nó lại kịp phản ứng, vội vàng kêu lên, chờ chút, quy đạo hữu, lý trí điểm, ngươi là rùa biển A. Ngươi làm gì muốn kích động như vậy? Bởi vì ta đã từng thích qua một con rùa đen, quy tiền bối phi một chút, đem tâm ma xích tiêu kiếm phun ra. Tâm ma xích tiêu kiếm hơi suy nghĩ một chút về sau, hỏi dò, Huyền Vũ không phải rùa đen A. Không cần thăm dò ta nói là đã từng. Cho nên kia là quá khứ thức. Quy tiền bối lộ ra một cái sinh động mỉm cười. Tâm ma xích tiêu kiếm tiếc nuối thở dài âm thanh. Nếu như trung kiếp lạc ấn rút ra chính là 3 ngày trước tống tiền bối, vậy cái này một kiếp tống tiền bối hẳn là ổn. Da đen vũ nhu tử nói. Tô thị A thập lục đồng ý nói, dù sao quá khứ 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian đầy đủ thư hàng đem thực lực tăng lên một mảng lớn. Vọng thiên, quy tiền bối. Ta không biết muốn làm sao tiếp các ngươi lời này gốc giả. Ta cũng thế, Bạch Long tỷ tỷ ngẩng đầu vọng thiên. Sở các chủ, cái đề tài này kết thúc. Dù sao, 3 ngày đối với sinh mệnh hơi một tí hàng ngàn hàng vạn năm tu sĩ đến nói, thực tế là ngắn không thể lại ngắn ngủi thời gian. Mà lúc này,
ma hải thế giới trung kiếp cục diện bên trong. Tống Thư Hàng một mặt xoắn suýt nhìn lên bầu trời bên trong thiên kiếp Tống Thư Hàng. Hô lúc này, trên bầu trời thiên kiếp Tống Thư Hàng khẽ nhả một hơi, hắn đã thích ứng mang thai ngưng thị thống khổ. Liền ngay cả nhẫn nại thống khổ thiên phú cũng bị phục chế sao? Tống Thư Hàng nói khẽ, có ý tứ. Tự mình đánh mình, mà lại là một cái thực lực cùng mình cơ hồ nhất trí chính mình, đây là loại tươi mới thể nghiệm. Thái cổ kiếp trung kiếp, không có làm hắn thất vọng. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên trên bầu trời thiên kiếp Tống đột nhiên ngẩng đầu, đối Tống Thư Hàng bản thể chính là một đạo quang mang bắn tới. Là cường giả giám định thuật. Nhân quả báo ứng, người hôm nay trên người người khác áp dụng, cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ rơi xuống chính ngươi trên thân. Không hổ là chính ta, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn không có đi tránh né cái này mang thai ngưng thị, bởi vì tránh né là không có ý nghĩa. Coi như né tránh, còn có đi cát lá hình tuyến giám định thần công cùng phức tạp hơn Archimedes xoắn ốc tuyến giám định thần công, thậm chí còn có càng nhiều đường cong phong tao giám định bí pháp lộ tuyến đang đợi mình. Tống Thư Hàng chính mình là hiểu rõ nhất mình người, bây giờ hắn giám định bí pháp tại phóng thích ra sát na không cắt đứt, liền cơ hồ là tất chúng kết cục. Nhưng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Tống Thư Hàng phi thường tự tin, chỉ là mang thai ngưng thị thống khổ, đối với hiện tại hắn mà nói, chỉ đạt tới hắn thống khổ nhẫn nại giá trị 3 phần 10 tả hữu, ngay cả để hắn thống khổ kêu ra tiếng tư cách đều không có. Huống chi, hắn còn có ứng đối chi pháp. Chỉ thấy công đức xà mỹ nhân trên người Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đập một cái, một con công đức phỉ kình đột nhiên được triệu hoán ra, to lớn hóa, đem Tống Thư Hàng bao khỏa. Xoát! Cái kia đạo cường giả giám định thuật rơi vào Tống Thư Hàng công đức phỉ kình phía trên. Công đức phỉ kình phần bụng đột nhiên phồng lên bắt đầu. 3. Công đức xà mỹ nhân vỗ nhẹ nhẹ tay, công đức phỉ kình tiêu tán không gặp. Nếu như cái này thiên kiếp lạc ấn lấy là 3 ngày trước ta. Như vậy tốt nhất phương thức chiến đấu, cận chiến, Tống Thư Hàng quyết định nói. 3 ngày sau hắn cùng 3 ngày trước hắn, tại thân thể cường độ bên trên đã kéo ra một cái lớn khoảng cách, trước đó cái kia một kiếp chính năng lượng thái cổ kiếp, một hơi đem Tống Thư Hàng thánh viên hư ảnh kéo đến 199 con số lượng. Tại nhục thân phương diện, hắn hiện tại có thể trùy bạo 3 ngày trước chính mình. Đến A, đừng túng, Tống Thư Hàng phóng khoáng nói, hắn toàn thân khí thế bộc phát. Trên người sam y nổ tung lên, lộ ra một thân như nghệ thuật đại sư điêu khắc cơ bắp, cùng phía sau cái kia kim đan mã hai chiều đồ án. Đáng tiếc, trên bầu trời thiên kiếp Tống căn bản không có quét hình cái này kim đan mã hai chiều ý tứ. Nó trực tiếp đưa tay tại cái chán một điểm, thứ ba thần nhãn mở ra. Không nghĩ tới ngay cả loại này hách tính chất khí quan vậy mà đều bị phục chế. Thứ ba thần nhãn khóa chặt Tống Thư Hàng bản thể. Một sóng lớn cuồng bạo rác rưởi số liệu hướng phía Tống Thư Hàng rót tới. Giờ khắc này, Tống Thư Hàng rốt cục thể nghiệm đến những cái kia đại địch tại đối mặt hắn lúc, loại kia biệt khuất cảm giác. Hắn sẽ pháp thuật không nhiều, nhưng từng cái đều là tà thuật, tao thao tác phong phú, rất khó ngăn cản loại kia. Loại trình độ này rác rưởi tin tức, quá yếu. Tống Thư Hàng thân hình khẽ động, hóa ra chân, thiên bằng độn pháp, nháy mắt rút ngắn chính mình cùng thiên kiếp Tống ở giữa khoảng cách. Cương thủ, nho ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công, thể lỏng kim thân quyết đã sớm ở vào kích hoạt trạng thái, 199 con thánh viên tay nâng thánh điển, lớn tiếng ngâm sướng, vọng thiên vọng thiên. Đối diện, thiên kiếp Tống không chút nào yếu thế, nó đồng dạng kích hoạt tứ đại công pháp tôi luyện thân thể, sau đó đỉnh đầu của nó hiện ra 143 con thánh viên. Trên khí thế, liền yếu Tống Thư Hàng bản thể một mảng lớn. Nhưng nó lại bù đắp lại Tống đầu gỗ xương vụn, dùng to lớn bạch cốt cự nhân, đem chính mình thân hình bao khỏa. Tụ lý càn khôn, Tống Thư Hàng đưa tay phất một cái công đức xà mỹ nhân cấp tốc phụ ở trên người hắn, đem chính nàng rộng lớn váy dài tay áo bám vào Tống Thư Hàng trên cánh tay. Bám vào thiên kiếp Tống hình thể bạch cốt cự nhân, trực tiếp bị Tống Thư Hàng dùng tụ lý càn khôn giả đi. Sau đó, chính là quyền quyền đến thịt vật lộn. 199 con thánh viên cấp Tống Thư Hàng đối kháng 143 con thánh viên thiên kiếp Tống. Hai người đồng thời kéo ra cơ sở quyền pháp, nhị tư thế. A, à, nha 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 nha. Uống 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 một chút. Quyền như lưu tinh, hai người nháy mắt liền hướng phía đối phương oanh ra hàng trăm hàng ngàn quyền. Quyền đối quyền đối thịt. Có quyền cùng quyền chạm nhau, có quyền trực tiếp đánh vào đối phương trên thân thể,
phát ra rèn sắt kim loại va chạm thanh âm. Sợ tiếp xúc lúc, 143 con thánh viên thiên kiếp tống còn có thể trèo chống 1-2. Nhưng một lúc sau, 199 con thánh viên cấp tống thư hàng chiếm cứ toàn diện thượng phong. Nắm đấm của hắn càng mạnh mẽ hơn, thân thể của hắn cường tráng hơn, hắn hầu tử càng nhiều. 143 con hầu tử thiên kiếp tống, rốt cục quả bất địch chúng, liên tục bại lui, trạng thái một đường trượt. Trận chiến đấu này, sắp tiến vào thiên kiếp tống bị tống thư hàng đè xuống đất ma sát giai đoạn. Người mang 199 con hầu tử tống thư hàng, thừa thắng truy kích. Hắn một tay nắm lấy thiên kiếp tống cổ, không cho nó có thi triển bay đầu thuật cơ hội. Một bên khác toàn lực kích hoạt nghịch kình võ sĩ quyền 6 uy năng, mãnh kích thiên kiếp tống thận. Đánh người không đánh mặt, đâm người không đâm thận. Nhưng tống thư hàng đang oanh kích thiên kiếp tống thời điểm, nắm đấm phảng phất luôn luôn nhận một cỗ trong cõi u minh lực lượng hấp dẫn, nhịn không được hướng thiên kiếp tống thận bộ oanh kích, đây là cái mang theo trào phúng công năng thận. Đối tống thư hàng bản thể đến nói, thận là toàn thân hắn trên dưới phòng ngự mạnh nhất khu vực. Nhưng thiên kiếp tống khác biệt. Tống thư hàng tại cùng thiên kiếp tống giao thủ quá trình bên trong phát hiện, thiên kiếp tống mặc dù cơ hồ có được hắn tất cả phối trí, nhưng ở một chút chi tiết vẫn là cùng hắn có chỗ khác nhau. Tỷ như, thiên kiếp tống thể nội không có công đức xà mỹ nhân hộ thể. Trên người nó cái kia hình chiếu ra bộ kia giả tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hư ảnh bên trong, nghịch kình võ sĩ trang bộ bên trên cũng không có bổ sung khí linh tiểu tiên tử. 143 con thánh viên hư ảnh lớn nhỏ thể tích giống nhau, không có dẫn đầu đại thánh viên. Tống Thury, tống pho nó cũng đều không có sao chép được. Bá tống trụ hệ liệt hai cây trường sinh trụ, cũng không gặp đối phương thi triển. Mang thai tóc vàng máy móc thiếu nữ cũng chưa từng xuất hiện. Tống thư hàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tu chân nói chuyện phiếm thiên phú, cũng không có bị thiên kiếp tống thác ấn. Hết thảy có linh hồn, khí linh, sinh mệnh loại hình đặc thù vật trang sức, thiên kiếp tống đô không cách nào copy. Đánh lâu như vậy, ngụy bất hủ hình thức cũng không có bị kích hoạt, có thể là cái này hình thức bị cho rằng là thiên đạo cấp lực lượng, bị trung kiếp quy tắc có hạn chế. Không có công đức xà mỹ nhân hộ thể, không có phảng phất bất hủ hình thức hộ eo, thiên kiếp tống thận bộ vị phòng ngự xa xa yếu tại tống thư hàng bản thể. Đây là cái cự đại nhược điểm. Đông đông đông, tống thư hàng nắm lấy thiên kiếp tống nhược điểm, hung hăng mãnh kích, nắm đấm đánh vào tứ đại công pháp tôi luyện thân thể ra chỉ thiên kiếp tống trên thân, phát ra gióng chuông tiếng vang. Thiên kiếp tống bị triệt để đánh mộng. Liên tiếp mấy chục quyền về sau, thiên kiếp tống trên thân hình chiếu ra tam thập tam thú tổ hợp pháp khí toàn bộ bị đánh nổ. Hình chiếu ra pháp khí trung quy không phải chân thực chi vật, chỉ có được thất phẩm cấp cường độ. Đã mất đi tam thập tam thú pháp khí hộ thân, thiên kiếp tống chẳng khác gì là bị cạo lông cừu non, tại bá tống thiết quyền hạ run rẩy. Mắt thấy thiên kiếp tống sắp bị tống thư hàng bản thể đánh nổ lúc, đột nhiên, trên người nó bộc phát một đạo kinh khủng đao ý, đạo này nghiêm nghị đao ý hung dữ chém về phía tống thư hàng bản thể. Đao ý khải giáp, tống thư hàng lập tức nhận ra đạo này đao ý. Của hắn đao ý áo giáp là phòng thủ phản kích hình đao ý, tại tiếp thu được trình độ nhất định oanh kích về sau, liền sẽ bộc phát ra sắc bén một đao. Ha ha ha, tới tốt lắm. Đối mặt đạo này nghiêm nghị đao ý, tống thư hàng không tránh không né, mặc cho nó chém về phía chính mình, hắn cũng một mực âm thầm mở ra đao ý khôi giáp hộ thể, tính toán đả kích trị số, hắn phản kích đao ý cũng kém không nhiều là thời điểm ra. Đến A, đến lẫn nhau tổn thương A. Nhìn là ta phản kích đao ý sắc bén, vẫn là ngươi phản kích đao ý nghiêm nghị. Mắt thấy cái này nghiêm nghị đao ý sắp chém tới tống thư hàng trên thân, một mực tại bên cạnh vẩy nước công đức xà mỹ nhân rốt cuộc tìm được một cái đăng tràng cơ hội. Nàng đột nhiên lách mình, giang hai cánh tay, dụng công đức thân thể đem tống thư hàng bao trùm. Đồng thời, trong miệng nàng phát ra một cái kích động mang theo tiếng khóc nức nở nữ tử thanh âm. Không cần các ngươi, không nên thương tổn đệ đệ ta, muốn thương tổn liền tổn thương ta đi. Ngay sau đó, cái kia phản kích đao ý chạm trên người công đức xà mỹ nhân, trực tiếp đưa nàng thân hình như thủy xà chặt đứt. A, công đức xà mỹ nhân một tiếng hét thảm, nàng tóc dài tung bay, hình thể thu nhỏ, bị chém đứt nửa người trên mềm mềm đổ vào tống thư hàng trong ngực, run rẩy nói, đệ đệ ta đã không được về sau quãng đời còn lại. Ngươi muốn một người, hảo hảo sống sót. Dùng thanh âm run rẩy phát ra xong đoạn này lời kịch về sau, công đức xà mỹ nhân ngoẹo đầu, chết. Tại chết về sau, nàng thật dài lông mi còn lặng lẽ vỗ,
hai mắt lặng lẽ meo meo mở ra một cái khe hở, bí mật quan sát mọi người đối nàng diễn kỹ phản ứng. Tống Thư Hàng. Mà đối diện, mượn đạo ý khôi giáp phản kích, tranh thủ đến nháy mắt thở dốc thời gian thiên kiếp Tống nắm lấy cơ hội, nó dùng hết dư lực bạo khởi, tránh thoát Tống Thư Hàng đại thủ. Nó thân hình dùng sức hướng về sau thoát ra một bước, trong tay nắm chặt hình chiếu. Ô tặc bạo quân song đao, tại trên thân đao, có từng đạo tuyến nhân quả bắt đầu hiển hiện. Đây là Tống Thư Hàng trước mắt tam đại cường lực chung kết kỹ năng một trong. Nhân quả đao. Ngay cả nhân quả đao cũng có thể thi triển, này cũng vượt qua dự liệu của ta. Không đúng, chờ chút. Nếu như nó dùng nhân quả đao về sau, cái này nhân quả có thể coi là tại ai trên đầu. Tống Thư Hàng đột nhiên tâm can run lên. Đừng kết quả là cái này nhân quả sổ sách phải rơi vào trên đầu của hắn A. 3. Ngay tại thiên kiếp Tống sắp chém ra nhân quả đao thời điểm, công đức xà mỹ nhân bị chém đứt hạ nửa rắn thân, đột nhiên bạo khởi, hung hăng quất vào thiên kiếp Tống trên thân. Tiên tử đang diễn trò đồng thời, cũng không có buông lỏng đối thiên kiếp Tống cảnh giác. Nàng sẽ không bởi vì chính mình hí tinh thuộc tính phát tác nguyên nhân, mà để thiên kiếp Tống bắt đến phản kích cơ hội. Đừng nhìn tiên tử bình thường rất không đáng tin cậy dáng vẻ, nhưng nàng tại thời khắc mấu chốt cho tới bây giờ không có tuột qua dây xích. A thiên kiếp Tống một tiếng hét thảm, nó nhân quả đao thi triển đến một nửa bị cưỡng chế đánh gãy, hỗn loạn tuyến nhân quả quấn quanh trên người nó, trong lúc mơ hồ có phản phệ xu thế. Ha ha, kết thúc, Tống Thư Hàng bản thể xòe bàn tay ra, thi triển ra hắn nắm giữ mạnh nhất quyền pháp kim cương thần phạt đại thủ ấn. Đây là kim cương cơ sở quyền pháp hai lần tiến giai quyền pháp, chính là tam phẩm cấp Phật môn thủ ấn bí pháp. Mặc dù chỉ là tam phẩm, nhưng nó hạn mức cao nhất không có hạn chế, theo thi thuật giả thực lực tăng lên, uy lực cũng sẽ vô hạn đề cao. Một trưởng ấn ra về sau, có thể dẫn phát thần phạt thần thông sấm sét. Đồng thời có thể ngưng tụ ra một con khổng lồ Phật tông thủ ấn. Chính là lôi pháp cùng quyền pháp kết hợp, uy lực bất phàm. Oanh! Theo hắn một trưởng oanh ra, một con to lớn Phật tông bàn tay to hiển hiện, trên đó quấn quanh lấy lôi phạt chi lực, chụp vào thiên kiếp Tống. Cự đại Phật tông đại thủ ấn chụp xuống, bị nhân quả đao phản phệ thiên kiếp Tống căn bản không có sức chống cự, thân thể của nó trực tiếp bị đập tan. Thiên kiếp Tống thân thể, bắt đầu hóa thành năng lượng. Lại trở về bát phẩm thái cổ kiếp kiếp lôi chi lực. Thư Hàng, đây là thuần năng lượng thể. Hạch tâm thế giới bên trong, sở các chủ nhãn tình sáng lên, nhắc nhở. Tống Thư Hàng nghe vậy, trong lòng hơi động. Thuần năng lượng thể, thái cổ kiếp chi lực, trung kiếp Tống. Đừng tưởng rằng tử vong chính là hết thảy kết thúc, bá Tống thần. Tống Thư Hàng nhanh chóng kích hoạt bá thần trụ pháp môn, một đạo pháp lực bị đánh về phía tiêu tán thiên kiếp Tống thân thể. Tử vong xưa nay không là kết thúc, có ít người dù cho chết rồi, nhưng vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Mặt khác, thiên kiếp là cái thứ tốt. Từ lúc trước Bạch Tiền Bối nhất thời hưng khởi thu thập đại lượng thiên kiếp đạn hạt nhân ngày đó trở đi, Tống Thư Hàng liền biết thiên kiếp đại lão cũng có nó đáng yêu chỗ. Những cái kia bị Bạch Tiền Bối chuyển hóa thiên kiếp đạn hạt nhân, bây giờ còn có một bộ phận nằm tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong, trở thành hắn chân tàng phẩm. Thẳng đến về sau từ Hắc Long thế giới Hà Chỉ Ma Đế cái kia đạt được thiên kiếp món ăn về sau, Tống Thư Hàng càng thêm công nhận cái quan điểm này. Thiên kiếp không hề giống mặt ngoài đáng sợ như vậy, trên thực tế vạn vật đều có tính hai mặt, tại đáng sợ uy nghiêm phía sau, thiên kiếp còn có rất nhiều diệu dụng. Tỷ như hiện tại, mặc dù trung kiếp thiên kiếp Tống bị đánh nổ, thậm chí không cách nào chuyển hóa thành nguyên liệu nấu ăn, nhưng nó còn là có thể phát huy được tác dụng. Tại bá thần trụ số 2 công pháp chuyển hóa bên dưới, thái cổ kiếp trung kiếp chi lực bị không ngừng ngưng tụ, áp xúc. Ma hải thế giới hỗn loạn pháp tắc, cửu u chúa tể Tống Thư Hàng lạc ấn, thái cổ kiếp trung thái cổ khí tức. Thuộc về trung kiếp hết thảy lực lượng, toàn bộ bị hoàn mỹ dung hợp. Cuối cùng, nó hóa thành một cây cao 40 mét bá thần trụ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cán rất là đơn giản, không có dư thừa điêu khắc, chỉ có một người đầu chọc Tống Thư Hàng. Trên mặt tự ái mỉm cười, hai tay vươn ra, ôm thế giới. So với trường sinh trụ, côn vương trụ cùng hà chỉ trụ đến, căn này bá thần trụ về mặt sức mạnh nhỏ yếu hơn một chút. Nhưng là nó có ưu điểm, nó ẩn chứa thiên kiếp chi lực, thái cổ khí tức, ma hải hỗn loạn quy tắc, cửu u chúa tể lạc ấn các loại đặc tính. Có thể nói, nó là một cây đặc hiệu là trụ bá thần trụ. Ngươi sắp mở tích ta bá thần trụ mới hệ liệt, thiên kiếp trụ, thái cổ trụ. Tống Thư Hàng vì căn này mới bá thần trụ mệnh danh.
trừ Trường Sinh trụ hệ liệt bên ngoài, hắn cây cột lại thêm mới hệ liệt. Lúc đầu hắn muốn đem căn này cây cột mệnh danh là Tống Trung Trụ, đại biểu cho Trung Kiếp Tống Thư Hàng ý tứ. Nhưng Tống Trung Trụ nghe cảm giác là lạ, thế là liền dứt khoát đưa nó định danh là Thái Cổ Trụ. Mặc dù ngươi bây giờ yếu nhược, chỉ có bát phẩm huyền thánh cường độ, nhưng ngươi còn có chỗ tăng lên. Tống Thư Hàng mỉm cười. Tương lai chờ hắn tấn thăng cửu phẩm về sau, còn sẽ có một kiếp muốn độ cũng không biết hắn phân thân bây giờ tại độ cái kia ngàn ngày chi kiếp có thể hay không liền chuyển hóa thành hắn tương lai cửu phẩm thiên kiếp. Dù sao, tương lai hắn nói không chừng còn có thể gặp lại một cái trung kiếp. Tống Thư Hàng, đến lúc đó, hắn đem một cái khác trung kiếp. Tống Thư Hàng cũng dung hợp đến căn này thái cổ trụ bên trong, nói không chừng có thể để cho nó tiến hóa thành Trường Sinh trụ. Thư Hàng trụ. Đến tận đây, trung kiếp vỡ vụn. Bát phẩm thái cổ kiếp, độ kiếp thành công mặc dù trong hư không bát phẩm thái cổ kiếp hạch tâm vẫn là cái cầu, lơ lửng không nhúc nhích. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng toàn bộ thái cổ kiếp quá trình. Trung kiếp về sau, Tống Thư Hàng lần này rốt cục tấn cấp thành công. Hắn có thể cảm ứng được trong cơ thể mình một mực kẹt tại thất phẩm đỉnh phong cảnh giới, rốt cục bắt đầu đột phá. Thể nội thất phẩm linh lực, bắt đầu tiến hóa thành bát phẩm huyền thánh cấp lực lượng. Huyền thánh. Giờ khắc này, Tống Thư Hàng rốt cục có thể tự tin đối với người khác báo ra bá Tống huyền thánh cái danh xưng này, hắn sẽ không còn là hàng lởm, mà là chân chính đồng tiền mạnh huyền thánh. Tại cái này quá trình tiến hóa bên trong, Tống Thư Hàng mơ hồ có thể cảm ứng chính mình quanh thân xuất hiện rất nhiều pháp tắc khí tức. Bát phẩm huyền thánh có 3 cái giai đoạn, tiếp xúc pháp tắc, thích ứng pháp tắc, dung nhập pháp tắc. Mỗi vị huyền thánh tại vừa tấn cấp một khắc này, đều có thể mơ hồ cảm ứng được pháp tắc lực lượng. Bất quá loại cảm giác này thường thường chỉ là một cái thoáng mà qua, chỉ là cho huyền thánh một thanh tiếp xúc pháp tắc chìa khóa. Về sau, tại huyền thánh ngưng tụ thánh ấn quá trình bên trong, thanh này chìa khóa sẽ dung nhập vào thánh ấn bên trong. Chờ nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp quá trình kết thúc về sau, bát phẩm huyền thánh liền cần một đoạn thời gian bế quan, cũng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua đi bắt lấy đẩy ra tiếp xúc pháp tắc đại môn cơ hội. Nhưng là, Tống Thư Hàng khác biệt. Hắn đã là kẻ già đời, thể nội càng là có được 5 cái thánh ấn. Mà lại, hắn hiện tại có cửu u chúa tể quyền hạn mang theo, lại nắm trong tay toàn bộ ma hải thế giới. Dĩ vãng bởi vì cảnh giới hạn chế, tại tiếp xúc pháp tắc chìa khóa loại sự tình này bên trên, hắn bất lực. Mà bây giờ, hắn cảnh giới rốt cục thành thục. Bình thường quá trình bên trong, tiếp xúc pháp tắc chìa khóa chỉ giống cái ngượng ngùng thiếu nữ, sẽ nhẹ nhàng tiếp xúc bát phẩm huyền thánh, điểm đến là dừng. Mà đến Tống Thư Hàng nơi này, tại tiếp xúc pháp tắc chìa khóa nhẹ nhàng tiếp xúc hắn thời điểm, hắn liền cưỡng ép đem đối phương bắt lại, không cho nó rời đi, đồng thời lợi dụng chính mình cửu u chúa tể quyền hạn đối chìa khóa muốn làm gì thì làm. Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động về sau, mở to mắt. Sau một khắc, có đông đảo cửu u pháp tắc, ma hải thế giới pháp tắc, cùng hiện thế pháp tắc, hiện lên ở bên cạnh hắn, bị thịt của hắn mắt tiếp xúc. Tống Thư Hàng không phải lần đầu tiên tiếp xúc pháp tắc, nhưng lần này hắn là dựa vào bản lĩnh thật sự, rõ ràng tiếp xúc đến đông đảo pháp tắc. Vô số pháp tắc quay chung quanh ở bên người hắn, tựa hồ tại cung cấp hắn chọn lựa. Tựa hồ chỉ cần hắn nguyện ý, hắn liền có thể tùy ý tuyển chọn mình thích pháp tắc thuộc tính, sau đó trực tiếp tiến vào bát phẩm huyền thánh giai đoạn thứ 2 thích ứng pháp tắc, thậm chí là dung nhập pháp tắc. Muôn vàn pháp tắc, vạn cái đại đạo, mặc cho quân chọn lựa. Quả thực chói hoa Tống Thư Hàng hai mắt. Tống Thư Hàng hít sâu, rất nhanh tỉnh táo lại. Bạch tiền bối cố ý căn dặn ta, hy vọng để ta tiến vào ma hải thế giới độ cái này bát phẩm huyền thánh kiếp. Nói cách khác, tại cái này ma hải thế giới bên trong sẽ có thứ mà ta cần. Mà lại, là gần như chỉ ở cái này ma hải thế giới có được, ra cái này ma hải thế giới liền không cách nào lại đạt được pháp tắc. Tống Thư Hàng bắt đầu ở đông đảo pháp tắc bên trong tìm tòi. Thuộc loại tại ma hải thế giới pháp tắc, cùng cửu u thế giới thậm chí là hiện thế đều hoàn toàn khác biệt lực lượng pháp tắc. Hạch tâm thế giới. Vậy mà tấn cấp thành công, ta còn tưởng rằng hắn đem thái cổ kiếp hạch tâm biến thành cầu về sau, độ kiếp sẽ thất bại, cần lại độ một đợt thiên kiếp tới. Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói. Hiện tại đã chính thức bước vào bát phẩm cảnh giới Thư Hàng, hẳn là tiếp xúc đến pháp tắc chìa khóa đi. Quy tiền bối nói. Không chỉ có là tiếp xúc đến pháp tắc chìa khóa, các ngươi nhìn kỹ ánh mắt của hắn đã trực tiếp vượt qua bát phẩm huyền thánh rèn luyện kỳ,
trực tiếp bắt đầu tiếp xúc pháp tắc. Sở các chủ nói, điểm ấy, cũng đã sớm tại sở các chủ trong dự liệu. Coi như không có cửu u chúa tể quyền hạn tại, Tống Thư Hàng cũng là người mang 5 cái thánh ấn, vượt qua lần lượt bát phẩm huyền thánh kiếp tồn tại. Một khi tiếp xúc đến pháp tắc chìa khóa trực tiếp tiến vào tiếp xúc pháp tắc trạng thái, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tạo hóa tiên tử, Tống ngơ ngác. Ngoại giới, công đức xà Mỹ nhân phảng phất nghe được tạo hóa tiên tử tiếng kêu, nàng đưa tay mở ra hạch tâm thế giới. Tạo hóa tiên tử từ hạch tâm thế giới bên trong bước ra, nàng đi vào Tống Thư Hàng bản thể bên người, đưa tay tại Tống Thư Hàng hốc mắt bên trên nhẹ nhàng một chỉ, dùng tay thay Tống Thư Hàng mở ra nho ra thánh nhân chi nhãn. Nếu như muốn tuyển chọn pháp tắc, thánh nhân con mắt hẳn là có thể trợ Tống Thư Hàng một chút chi lực. Theo bình thường thiên kiếp hoặc ma kiếp quá trình, độ xong bát phẩm kiếp tu luyện giả cùng tà ma nên muốn đi vào nhân tiền hiển thánh giai đoạn, chuẩn bị ngưng tụ thánh ấn, sau đó khai đàn giảng pháp. Nhưng lúc này, Tống Thư Hàng quanh thân bị vô số pháp tắc bao quanh bao khỏa, căn bản là không có cách tiến vào nhân tiền hiển thánh khâu chư thiên vạn giới cộng cửu u thế giới bên trong. Chưa từng có huyền thánh hoặc huyền ma sẽ giống hắn dạng này, bằng bản sự cường lưu bên dưới pháp tắc chìa khóa, tại lần thứ nhất sơ tiếp xúc lúc, liền mở ra tiếp xúc pháp tắc khâu, còn một hơi tiếp xúc đến nhiều như vậy pháp tắc. Kể từ đó nhân tiền hiển thánh khâu cùng sắp lại một lần hiển thánh Tống Thư Hàng tách rời. Hiển thánh sân khấu đã dựng hoàn tất, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng diễn viên Tống Thư Hàng trước khi lên đài, lại một cước cắm ở làm bằng gỗ sân khấu cái thang khoảng cách. Không thể động đậy. Trên võ đài, người chủ trì báo xong tiết mục, nhập trận âm nhạc long trọng vang lên, ánh đèn chiếu xuống, nhưng chư thiên vạn giới mong đợi nam nhân kia, nhưng không có kịp thời đuổi tới. Cửu U cùng hiện thế cùng ma hải thế giới bên trong. Chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cửu U tà ma nhóm, đột nhiên lòng có cảm giác, nhao nhao ngẩng đầu lên bởi vì ma hải thế giới tính đặc thù cộng bạch tiền bối trước khi ngủ một số bố trí. Tống Thư Hàng lần này tại ma hải thế giới bên trong hiển thánh, lại là hiện thế cùng cửu u đồng bộ phát ra tiết mục. Nhưng là, chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cửu u tà ma nhóm ngẩng đầu, muốn nhìn một chút lại là vị nào huyền thánh hoặc huyền ma hiện hình lúc, lại thấy được một trận đen màn hình. Nhân tiền hiển thánh hình ảnh, một mảnh đen kịt, không có thứ gì. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, cửu u thế giới tà ma nhóm, quả nhiên là một cái tu luyện thịnh thế lại tới à. Tại bá Tống huyền thánh tuyên bố kết thúc nhân tiền hiển thánh hoạt động về sau, rốt cục lại có một vị tân huyền thánh muốn ra đời. Ngoại trừ tình huống đặc thù bá Tống tiền bối bên ngoài, vị này hẳn là thiên đạo sụp đổ sau chứng đạo vị thứ nhất huyền thánh A. Vô luận như thế nào, tên của hắn đem nhất định bị ghi chép tại chư thiên vạn giới tu luyện sử thượng. Chư thiên vạn giới những người tu luyện cảm khái nói. Chuyện gì xảy ra, tân huyền thánh người đâu? Tại sao là đen kịt một màu? Có người nghi ngờ nói. Ta cũng vậy, cái gì đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ, lần này hiển thánh chính là một vị toàn thân đen kịt đặc thù tiền bối. Bản thể của nó chính là đen kịt một màu. Chư thiên vạn giới có một ít kiến thức rộng lớn thành viên suy đoán nói. Thế giới như vậy lớn, dạng gì kỳ quái tồn tại đều có. Nghe nói có một ít đặc thù tồn tại, thân hình có một cái thế giới khổng lồ như vậy, toàn thân hắc ám hoặc quang minh, chiếm cứ toàn bộ thế giới. Có lẽ lần này đen màn hình là bởi vì lần này hiển thánh đối tượng, chính là như thế một vị khổng lồ hắc ám tiền bối. Cái nào đó tiểu hình vị diện thế giới bên trong, Tống Thư Hàng chủ nợ âm ảnh lãnh chúa cũng tại nhìn lấy cái này hiển thánh hình ảnh, thật chẳng lẽ là đồng loại của ta. Cửu u thế giới phương diện, tà ma nhóm cũng phải ra cùng hiện thế những người tu luyện đồng dạng suy đoán so sánh hiện thế đến, cửu u thế giới xuất hiện loại này toàn thân đen kịt đại lão, khả năng lớn hơn. Thế là cửu u thế giới tà ma cùng chư thiên vạn giới những người tu luyện, bắt đầu ngửa đầu, lặng lặng chờ đợi vị này toàn thân đen kịt đại lão ngưng tụ thành ấn ma ấn khâu. Một phút đồng hồ đi qua. Hai phút đồng hồ đi qua. 10 phút đồng hồ đi qua. Vọng thiên thời gian lâu dài, đại gia cảm giác mình cổ có chút khó chịu. Cho dù đối với những người tu luyện tới nói, ngẩng đầu vọng thiên nhìn cái 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì, nhưng cái tư thế này tóm lại có chút khó chịu. Thế là, có chút cơ trí nhân hình đạo hữu lựa chọn nằm xuống bọn hắn nằm thẳng trên mặt đất, liền có thể nằm vọng thiên. Lại nói, lần này nhân tiền hiển thánh khâu có phải hay không có chút dài? Từ xưa đến nay, chưa từng có vị nào huyền thánh nhân tiền hiển thánh khâu có dài như vậy a? Chẳng lẽ đây là một vị đặc biệt tự luyến hắc ám đại lão,
ưa thích mượn cơ hướng chư thiên vạn giới đạo hữu nhóm biểu hiện tự thân từng cái góc độ cùng tư thế. Có người trong đầu não bổ ra một cái hắc ám một đoàn tồn tại, không ngừng bày ra từng cái khỏe đẹp cân đối vận động viên tư thế, hướng chư thiên vạn giới biểu hiện tự thân bắp thịt hình ảnh nhưng hiện ra cái rằm a, người lại thế nào hiện ra, chúng ta nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh đen màn hình a, căn bản không có khác nhau chút nào được không? Cảm giác là có điểm gì là lạ, chẳng lẽ thánh ấn đã đang ngưng tụ rồi? Vị này nhân tiền hiển thánh đại lão thánh ấn, cũng là màu đen nhánh, cho nên chúng ta không nhìn thấy. Sinh linh vốn là như vậy tại, đối mặt bản thân không thể nào hiểu được hình ảnh lúc kiểu gì cũng sẽ bản năng đi não bổ, muốn ra một hợp lý giải thích tới. Nhưng liền xem như nhân tiền hiển thánh cộng ngưng tụ thánh ấn khâu, này thời gian cũng có chút quá dài. Hẳn là vị này thần bí hắc ám tiền bối đã tiến vào giảng pháp khâu. Hắn đã đang giảng pháp, nhưng chúng ta không cách nào nghe được. Chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cửu u thế giới tà ma nhóm, bắt đầu nghị luận ầm ĩ, cái này đến cái khác suy đoán, không ngừng toát ra. Cửu châu nhất hào quần các thành viên, có chút đang tại tụ hội, có chút đang tại đi dạo tu chân phiên chợ, bọn hắn cũng nghe đến bên cạnh đạo hữu nghị luận cùng suy đoán. Ngay từ đầu, bộ phận này cửu châu nhất hào quần thành viên còn không có suy nghĩ nhiều, nhưng theo nhân tiền hiển thánh đen màn hình hình ảnh càng ngày càng dài dằng dặc. Bên cạnh đạo hữu suy đoán muốn phán càng ngày càng nhiều, nhưng hiển thánh người nhưng như cũ không xuất hiện, thậm chí ngay cả thánh ấn đều không có hiển hiện lúc, có mấy vị tâm tư cẩn thận cửu châu nhất hào quần thành viên đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái khả năng. Cửu châu nhất hào quần bên trong. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu phát biểu, các người đối lần này hiển thánh hình ảnh tất cả đều là đen màn hình, thấy thế nào? Hồi Hoàng Sơn tiền bối, ta ngẩng đầu nhìn, cổ chua. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử nghiêm túc trả lời, ta hiện tại liền hồi phục tin tức, đều là ngẩng đầu giơ cao lên điện thoại hồi phục. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Lúc này Bắc Hà tán nhân kịp thời xuất hiện, hắn hồi phục cắt ngang Hoàng Sơn tiền bối muốn đi uống thuốc động tác, Hoàng Sơn tiền bối, ngài có phải hay không nghĩ đến chúng ta quần bên trong vị kia? Đợi đã, ta đi lật bên dưới bút ký. Không sai, ta nghĩ đến kiếm thánh đạo hữu. Hoàng Sơn mụ mụ trả lời. Hắn cũng là nhìn lấy đen màn hình hình ảnh nửa ngày về sau, đột nhiên thân là quần chủ ý thức trách nhiệm, nhượng hắn nhớ tới bản thân quần bên trong hẳn là có như thế một cái đạo hữu. Trong suốt kiếm thần đạo hữu, nhớ kỹ cư thánh đạo hữu tựa hồ bế cái quan, cũng không biết hắn cảnh giới bây giờ đến cùng đến trình độ nào. Hoàng Sơn mụ mụ thậm chí đã quên lúc trước thêm túy tửu đao vương lúc, hắn đến cùng là dạng gì thực lực. Tửu đao cuồng khách đạo hữu. Có thể hay không thành viên quần bên trong lại một vị chứng đạo huyền thánh thành viên. Mà bởi vì hắn thần công đại thành, hắn chờ đợi rất lâu nhân tiền hiển thánh hình ảnh, lại trở thành đen màn hình, liền ngay cả hắn ngưng tụ thành ấn khâu, cũng thay đổi thành một mảnh đen kịt. Tìm được, là gì? Quả nhiên Hoàng Sơn tiền bối người cũng hoài nghi là hắn tại hiển thánh, cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Bắc Hà tán nhân trả lời. Xem ra không chỉ ta một cái người nghĩ như vậy. Ta cùng Hoàng Sơn đạo hữu, Bắc Hà đạo hữu nghĩ đến cùng một chỗ đi. Hằng Hỏa tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu nổi lên nói. Trăng sáng bao lâu có, đợi đã, ta làm sao luôn cảm giác các ngươi đang nói ta. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá, thế giới này hạng gì tàn khốc, rõ ràng đây là kiếm thánh hắn mong đợi rất lâu nhân tiền hiển thánh khâu, rõ ràng hắn như vậy cố gắng tu luyện, rõ ràng hắn đã nhận lấy lớn như vậy thống khổ. Đợi mấy trăm năm. Chờ chính là như thế một khắc. Đây là hắn nhân sinh duy nhất một lần lóng lánh cơ hội. Nhưng thương thiên tàn nhẫn như vậy, liền cái này chỉ có lóng lánh thời gian, cũng phải tước đoạt. Ta đột nhiên rất muốn khóc, Lệ Chi tiên tử thương cảm nói, chờ kiếm vương đạo hữu chứng đạo trở về, chúng ta nhất định phải hảo hảo an ủi hắn. Trăng sáng bao lâu có? Lệ Chi tiên tử, ta cũng muốn khóc, cư sĩ tại một nhà mới mở bánh ngọt cửa hàng bản thân dùng tay kiếm ăn. Yên lặng dùng tay trả tiền về sau, ngẩng đầu vọng thiên. Cửu châu nhất hào quần đạo hữu lần này có thể chủ động nhớ lại hắn tồn tại, chuyện này để cư sĩ thoáng có chút vui vẻ. Nhưng là, nhìn thấy đỉnh đầu cái này đen màn hình nhân tiền hiển thánh hình ảnh lúc, cư sĩ nội tâm bắt đầu luống cuống. Ta tương lai nhân tiền hiển thánh lúc, sẽ không thật sự đen màn hình a. Ý nghĩ này một khi sinh ra về sau, liền vung đi không được. Nếu thật như thế... Nhân sinh của hắn cũng quá thảm rồi a. Nhân tiền hiển thánh đã là hy vọng duy nhất của hắn. Sớm muộn có một ngày,
chuyện này sẽ trở thành ta chấp niệm, sau đó hóa thành tâm ma của ta. Cư sĩ thở thật dài, bản thân tính tiền rời đi rõ ràng là phổ thông mới mở bánh ngọt cửa hàng, tại hắn nơi này lại trở thành tiệc đứng. Hắn cảm giác mình tu luyện tới bây giờ cảnh giới, còn không có bị tâm ma quấn thân, quả thực là kỳ tích. Có thể là hắn hệ này công pháp, bản thân liền mang theo lấy tránh lui tâm ma hiệu quả. Bằng không mà nói, cường đại như vậy chấp niệm, không đạo lý không trở thành tâm ma a. Lại hoặc là, tâm ma của ta kỳ thật đã xuất hiện, nhưng bởi vì tâm ma của ta cũng không có tồn tại cảm giác, kết quả bị ta quên lãng. Cư sĩ đột nhiên não động lớn mở. Hắn một bên suy tư, một bên tại bên đường phố bên trên tìm cái ghế dựa ngồi dựa vào, ngửa đầu vọng thiên, tiếp tục chằm chằm vào mảnh này đen màn hình, bất quá, đã không phải ta tại nhân tiền hiển thánh. Vậy cái này phiến đen màn hình, đến cùng là vị nào đại lão tại hiển thánh? Trầm tư một chút về sau, đột nhiên cư sĩ trong lòng hơi động, thư hàng tiểu hữu. Mỗi lần nhân tiền hiển thánh cùng giảng pháp tổng là có thể mang cho người ta không giống nhau thể nghiệm, thư hàng tiểu hữu, luôn cảm giác lần này đen màn hình, cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Thế là, cư sĩ mở ra điện thoại, cho Tống Thư Hàng phát cái nói chuyện riêng, hắn đều không ở quần bên trong Tống Thư Hàng, sợ bản thân sẽ bị Tống Thư Hàng tiểu hữu xem nhẹ. Thư Hàng tiểu hữu, người có ở đó hay không? Cư sĩ đem cái tin tức này gửi đi ra ngoài. Nhưng thật lâu, đều không có đến hồi phục. Cư sĩ xoa cằm, trong lòng càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Lấy Thư Hàng tiểu hữu tính cách, lần này chỉ sợ cũng là tổ tài độ kiếp a. Cứ nhiên lại không mang theo ta, cư sĩ khổ sở nói. Một bên khác, ma hải thế giới bên trong. Tống Thư Hàng mắt trái nho ra thánh nhân chi nhãn bị tạo hóa tiên tử kích hoạt về sau, trong mắt của hắn cái kia vô số pháp tắc, trong nháy mắt biến rõ ràng. Nho ra thánh nhân chi nhãn trực tiếp đem tất cả pháp tắc dùng các loại khác biệt nhan sắc tiến hành phân loại. Một số đại chúng hóa pháp tắc, tỉ như có cơ sở tính chất hỏa, thủy, phong, thổ, gỗ loại hình pháp tắc, bị đánh dấu lên màu đỏ tiêu ký. Loại này pháp tắc số lượng nhiều nhất, chỉ là cùng hỏa diễm có liên quan pháp tắc, liền có thành tựu mấy ngàn loại nhiều. Nhưng cũng không phải là nói cái này pháp tắc liền yếu, những thứ này pháp tắc thế nhưng là thế giới cấu tạo cơ sở, chỉ muốn khai thác tốt, thậm chí có thể thẳng vào thế giới bản nguyên. Chỉ là bọn chúng số lượng nhiều nhất, nhất đại chúng hóa. Đại bộ phận huyền thánh tại tiếp xúc pháp tắc giai đoạn lúc gặp gỡ pháp tắc, đều cùng loại này có quan hệ. Sau đó là một số tương đối đặc thù pháp tắc, tỉ như lực lượng, tốc độ, chữa trị chi đạo loại hình pháp tắc. Cái này pháp tắc bị nho ra thánh nhân chi nhãn đánh dấu bên trên màu lam tiêu ký, số lượng cũng không kém gì màu đỏ pháp tắc. Tận lực bồi tiếp một số lượng tương đối thưa thớt pháp tắc, tỉ như rất nhiều huyền thánh đều khát vọng tiếp xúc đến sinh mệnh pháp tắc có được hắn, liền xem như huyền thánh cũng có thể giải quyết bản thân tuyệt dục vấn đề. Sinh tử, khô vinh, tri thức, các loại chi khái niệm bên trên pháp tắc, đều bị đưa về đến loại này bên trong. Cái này pháp tắc bị nho ra thánh nhân dán lên màu tím tiêu ký. Lại nói tiếp, Tống Thư Hàng nhìn thấy số lượng thưa thớt, cứ đếm trên đầu ngón tay pháp tắc thời gian, phá hư, không gian còn có mấy cái có chút không tốt miêu tả cùng cửu u thế giới có liên quan pháp tắc thuộc tính. Cái này mấy loại pháp tắc bị nho ra thánh nhân chi nhãn đánh dấu lên kim sắc ấn ký. Những thứ này pháp tắc, tiếp xúc bắt đầu phi thường khó khăn. Giảng cứu một cái duyên chữ, nếu như cưỡng ép đi tiếp xúc, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Tống Thư Hàng biết thiên đế liền nắm giữ lấy thời gian pháp tắc, đồng thời nàng coi đây là cơ sở, kết hợp viễn cổ thiên đình, bước ra thuộc về nàng thời gian chi đạo. Có thiên đế tại, những người khác coi như tiếp xúc đến thời gian pháp tắc, muốn bước ra thời gian chi đạo chứng đạo trường sinh, liền phải mở ra lối riêng, đi ra cùng thiên đế hoàn toàn khác biệt thời gian chi đạo mới được. Cái này độ khó rất lớn. Mỗi một đầu con đường trường sinh cuối cùng, đều chỉ cho phép có một vị trường sinh giả. Trừ phi là chấp trưởng đầu này con đường trường sinh giả vẫn lạc, nếu không không ai có thể phục chế đồng dạng con đường trường sinh. Bạch tiền bối muốn cho ta lựa chọn, hẳn là chính là cái này mấy loại pháp tắc bên trong một loại. Tống Thư Hàng nhìn về phía cái này mấy loại có thể bị thánh nhân chi nhãn đánh dấu vì kim sắc pháp tắc. Nếu như hắn bây giờ chọn lựa tiếp xúc không gian pháp tắc, cũng tiếp xúc thành công, nói không chừng tại tấn cấp cửu phẩm kiếp tiên trước, liền có thể giống như bạch tiền bối lưu loát sử dụng không gian lực lượng. Thậm chí chờ hắn tấn thăng cửu phẩm về sau, còn có thể khai phát ra cùng loại tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nhất tộc không gian đặc thù độn pháp. Mà lại,
kim sắc tiêu ký tựa như là tài phú một dạng, vui mừng người mắt, thu hút ánh mắt người ta, đặc biệt là Tống Thư Hàng loại người nghèo này. Hắn nhịn không được liền muốn đi nếm thử tiếp xúc cái này mấy loại kim sắc pháp tắc, nhìn xem trong đó có hay không cùng mình hữu duyên loại hình. Không đúng, cái này mấy loại pháp tắc lời nói, vẫn không có thoát ly hiện thế chư thiên vạn giới hoặc là cửu u thế giới hạn chế. Dù cho rời đi ma hải thế giới, ta coi như tại hiện thế hoặc cửu u độ kiếp, vẫn như cũ có cơ hội tiếp xúc đến bọn chúng. Ở thời điểm này, Tống Thư Hàng khắc chế nội tâm của mình. Hắn tin tưởng, Bạch Tiền Bối đem hắn an bài tại ma hải thế giới độ kiếp, muốn hắn tiếp xúc pháp tắc, nhất định là độc thuộc về ma hải thế giới. Sở dĩ, hẳn là còn có một số đặc thù pháp tắc mới đúng. Tống Thư Hàng tiếp tục tại cái này pháp tắc chi hải bên trong tìm kiếm. Cửu U Chúa Tể quyền hạn cường hóa bên dưới, hắn có thể tiếp xúc đến cơ hồ tất cả pháp tắc, nhưng cũng chính là đông đảo pháp tắc, nhưng hắn muốn tìm ra mục tiêu của mình, trở nên giống như mỏ kim đáy biển. Thời gian không ngừng trôi qua. Tống Thư Hàng không biết chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cửu U thế giới tà ma đang nhìn đen màn hình. Giờ khắc này, hắn thậm chí đã quên đi thời gian khái niệm. Được sự giúp đỡ của Nho Gia Thánh Nhân, hắn tìm một vòng lại một vòng. Cuối cùng thật sự nhượng hắn tìm được hai đầu cùng còn lại pháp tắc có chút pháp tắc khác nhau. Trong đó một đầu, trà trộn tại màu tím nhãn hiệu pháp tắc trong đống, cùng đông đảo tri thức hệ pháp tắc quấn quýt lấy nhau. Nếu không phải đầu này pháp tắc bên trên có một sợi thái cổ khí tức, rất có thể liền sẽ bị Tống Thư Hàng quên. Cái này tựa hồ là cùng tri thức có liên quan pháp tắc. Chia nhỏ phía dưới, hẳn là thuộc về văn tự hoặc ngôn ngữ một khối. Tống Thư Hàng thử nghiệm phân tích cái này pháp tắc. Văn tự ngôn ngữ, đây là vật rất trọng yếu, Tống Thư Hàng tu chân nói chuyện phiếm công năng, cơ sở nhất công năng, liền cơ cấu tại văn tự ngôn ngữ công năng phía trên. Về phần một cái khác đầu, đồng dạng cùng một nhóm sinh mệnh, tử vong pháp tắc dây dưa một đoàn. Tựa hồ là cùng sinh tử có quan hệ, lại cùng thái cổ hỗn độn có liên hệ. Hai đầu pháp tắc, hai lựa chọn. Coi như Tống Thư Hàng tương đối đặc thù. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể từ đó lựa chọn một cái. Liền không thể hai cái cùng một chỗ lựa chọn sao? Tống Thư Hàng nói ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cửu U Chúa Tể quyền hạn cái nào đó công năng liền bị kích hoạt. Đó là một cái cùng nhân quả có liên quan công năng. Có điểm giống là Tống Thư Hàng trước đó thi triển nhân quả đao cho vay công năng. Hoa thôi pháp tắc. Đang lúc Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lúc, hắn trực tiếp bị kéo vào đến nhân tiền hiển thánh khâu. Thật sự là Tống Thư Hàng trước đó lựa chọn pháp tắc tiêu hao thời gian quá dài, dài đến nhân tiền hiển thánh khâu đều đã trải qua không kịp chờ đợi bắt đầu. Tại Tống Thư Hàng vừa làm xong lựa chọn, hắn thậm chí không cho Tống Thư Hàng một cái xác định trả tiền cơ hội, trực tiếp đem hắn kéo vào đến đen màn hình đã lâu hình ảnh bên trong. Tại chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cửu U tà ma nhóm chú ý bên trong, cái kia đen màn hình hồi lâu hình ảnh rốt cục sản sinh biến hóa. Nguyên bản một mảnh đen kịt hình ảnh, đột nhiên nổ lên chói mắt ánh sáng. Con mắt của ta. Một số thực lực thấp tu sĩ thống khổ nói bọn hắn lúc đầu ngửa đầu nhìn hơn nửa ngày đen màn hình, con mắt đã thích ứng đen màn hình trạng thái, kết quả đột nhiên đen màn hình nổ lên ánh sáng, kém chút sáng mù nhóm này người tu luyện cấp thấp con mắt. Đen màn hình bên trong có đạo thân ảnh xuất hiện, chẳng lẽ trước đó chúng ta đều đoán sai, cũng không phải là cái gì lỗ đen thành tinh đại lão hiển thánh. Chỉ là đơn thuần đen màn hình. Có chút thực lực mạnh điểm tu sĩ, híp mắt nhìn qua lúc này nổ sáng nhân tiền hiển thánh hình ảnh, thầm nghĩ trong lòng nghĩ đến cũng là, người ta lỗ đen hiện tại là có bản quyền, không thể tùy tiện thành tinh. Thân ảnh này có phải hay không khá quen? Nổ sáng quang mang dần dần khôi phục vì bình thường cường độ ánh sáng về sau, cái nào đó một mặt mộng bức, trong mắt mang theo nghi hoặc, tựa hồ còn chưa làm tốt quyết định nam nhân. Xuất hiện tại chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cửu U tà ma nhóm trong mắt. Chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng nhau run lên. Là hắn, không sai được, là hắn. Bá Tống, Bá Nho. Hiện thế cùng cửu U hai cái địa phương, gần như đồng thời vang lên âm thanh lớn. Vô số tu luyện giả cùng cửu U tà ma nhóm thốt ra, kêu phía trên hai cái thánh hào. Chư thiên vạn giới cùng cửu U thế giới. Tại đồng ca bá bá thánh danh, chỉnh tề hợp nhất. Vì cái gì bá Tống tiền bối lại xuất hiện, hắn tháng trước không phải đã hoàn thành một lần cuối cùng giảng pháp sao? Ngươi hỏi ta cũng không biết vì cái gì a.
Cái này yêu thích là lên TV tiến hành nhân tiền hiển thánh nam nhân, lại một lần lấy ngoài dự liệu phương thức đăng tràng, mang cho đại gia to lớn kinh hỉ. Vốn cho là vị này chứng đạo tân huyền thánh chính là thiên đạo sụp đổ về sau, cái thứ nhất hiển thánh nam nhân. Không nghĩ tới bá tống tiền bối cũng không chuẩn bị đem cái này có ý nghĩa to lớn vinh dự giao cho những người khác. Loại này chấp nhất làm chư thiên vạn giới tu luyện giả rơi lệ. Tại một trận tề thanh bá tiếng kêu sau khi kết thúc, chư thiên vạn giới lại lâm vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. À, các ngươi nhìn, bá tống tiền bối một mặt mộng ép bộ dáng, hắn tựa hồ bản thân cũng không biết bản thân là vì cái gì bị kéo vào đến nhân tiền hiển thánh hình ảnh. Chẳng lẽ đó là cái ngoài ý muốn? Có gan lớn đến dám nhìn thẳng bá tống huyền thánh khuôn mặt người, đột nhiên phát hiện bá tống huyền thánh cái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Có phải hay không là thiên đạo sụp đổ, giảng pháp hệ thống có sai lầm, dẫn đến trước đó bình thường hiển thánh tân huyền thánh đen màn hình không cách nào xuất hiện. Sau đó nhân tiền hiển thánh chương trình vì chữa trị bắc liền đem bá tống tiền bối kéo tới, tiến hành điều đo. Có người nhìn không được bắt đầu não bổ. Cửu Châu nhất hào quần. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Bắc Hà tán nhân, ta còn tưởng rằng là gì, không nghĩ tới lại còn là thư hàng tiểu hữu. Lệ Chi tiên tử, làm hại ta bạch bạch vì đao vương đạo hữu thương cảm rơi lệ. Uổng công tình cảm của ta. Đông Phương Lục tiên tử, kỳ quái, đã không phải trí tuệ hiền vương đạo hữu, vậy tại sao chúng ta vừa rồi nhắc lên hắn lúc, hắn không có hiện thân. Trăng sáng bao lâu có, ta hiện thân a, ta nhắc nhở các ngươi a. Mà lại, ta vốn còn nghĩ để thư hàng mang ta hiển thánh. Cuồng kiếm tam lãng, có thể là tối ưu chủng tử đạo hữu đang lúc bế quan, sở dĩ không thấy được quần bên trong nói chuyện phiếm đi. Tô thị A thất, lại nói, ta cứ nhiên ngây thơ coi là thư hàng tiểu hữu lần trước thật sự là một lần cuối cùng giảng pháp. Mặt đều bị đánh sưng lên. Diệt Phượng công tử, lại nói các ngươi không chú ý sao. Thư hàng tiểu hữu một mặt mộng bức, trong hai mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Có phải hay không là cái ngoài ý muốn? Tuyết Lang động chủ, đợi đã, Diệt Phượng đạo hữu, người cũng dám nhìn thẳng giảng pháp bên trong tống thư hàng hai mắt. Người muốn mang thai. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, muốn hay không liên hệ thư hàng tiểu hữu, hỏi một chút tình huống. Hắn cái kia thiên phú tu chân nói chuyện phiếm công năng nói chuyện riêng, có lẽ có thể bảo trì liên tuyến. Bằng vào ta đối thư hàng hiểu rõ. Nói không chừng hắn là không có chuẩn bị kỹ càng giảng pháp bản thảo, hiện tại chính hoảng đến ép một cái. Đậu đậu lúc này lên tiếng nói. Thất tu thánh quân hiện thân nói, vậy ai đi nói chuyện riêng bên dưới thư hàng, hỏi thăm hắn muốn hay không cho hắn đụng một thiên giảng pháp bản thảo đi ra. Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối, tổng là như thế khéo hiểu lòng người, cẩn thận, khiến cho người ấm lòng. Cùng thư hàng nói chuyện riêng sẽ mang thai, Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử nói. Thất tu thánh quân, chính đang khi nói chuyện, nhân tiền hiển thánh hình thức bên trong tống thư hàng rốt cục có chỗ biến hóa. Hắn duỗi nhẹ tay xoa nhẹ vào huyệt thái dương, sau đó thở dài, tựa hồ rất phiền não dáng vẻ. Tiếp đó, hắn lại ngẩng đầu lên, đối màn ảnh lộ ra một cái dương quang sạch sẽ tiếu dung. Nhân tiền hiển thánh hình ảnh, bắt đầu vây quanh tống thư hàng chuyển động bắt đầu. Màn ảnh từ đầu đến chân, từ chính diện đến khía cạnh. Cuối cùng cái này màn ảnh một mực chuyển đến tống thư hàng phía sau. Sau đó, một chương mã QR đồ án, xuất hiện tại chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả trong mắt. Không sai, tống thư hàng tại nhân tiền hiển thánh thời điểm, vẫn còn bạo y trạng thái, không có tới kịp thay đổi quần áo mới. Sở dĩ, bạch tiền bối xăm sau lưng hắn chương này mã QR đồ án, cứ như vậy đột ngột biểu hiện ở chư thiên vạn giới tu luyện giả cộng cửu u thế giới tất cả tà ma nhóm trong mắt. Bởi vì cái này xăm người thực sự quá kỳ hoa, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Cuồng kiếm tam lãng, ngượng ngùng che mặt biểu lộ ải du tốt chát chát tình, ta thấy được tống thư hàng tiểu hữu meo meo. Bắc Hà tán nhân, Lệ Chi tiên tử, tam lãng, đừng quên thư hàng lần này là tấn thăng làm hàng thật giá thật huyền thánh. Hắn đã có thể nhìn thấy chư thiên vạn giới tu luyện giả nội tâm suy nghĩ biến thành mưa đạn tin tức. Nói không chừng, người cái tin tức này sẽ bị giảng pháp bên trong hắn bắt được. Cuồng kiếm tam lãng, quỳ xuống đất, kêu ba ba biểu lộ Lệ Chi tỷ tỷ ngươi đâm tâm. Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu nhóm, bởi vì đều đã trải qua tăng thêm tống thư hàng mã QR hảo hữu nguyên nhân, sở dĩ đối mặt chương này mã QR đồ án lúc, không có quá lớn cảm giác.
nhưng chư thiên vạn giới tu luyện giả khác biệt a. À. Đây là cái gì? Bá Tống Huyền Thánh phía sau vì sao lại có một chương mã QR đồ án? Chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cửu u thế giới tà ma nhóm cùng nhau sững sờ. Sau đó, một cái chư thiên vạn giới cùng cửu u thông dụng quen thuộc, vô ý thức liền bị đại lượng tu luyện giả thi triển đi ra. Vô số tu luyện giả cùng cửu u tà ma, theo bản năng dùng tinh thần lực hướng cái này mã QR đồ án bên trên như vậy quét qua. Nhân tiền hiển thánh hình ảnh bên trong. Nguyên bản chính diện lộ sạch sẽ mỉm cười Bá Tống Huyền Thánh, đột nhiên sững sờ. Nụ cười của hắn cứng ngắc lại. Trong nháy mắt có vô số tin tức tràn vào đến trong thân thể của hắn. Hắn cái này đài server không chịu nổi cái này áp lực cực lớn. Oanh! Nhân tiền hiển thánh hình ảnh đột nhiên bạo tạc, máu tươi dán đầy cả cái trực tiếp hình ảnh. Bá Tống, nổ! Mà liền tại tràn đầy máu tươi hình ảnh bên trong, có hai đầu pháp tắc, bắt đầu tự chủ quấn quanh, dung nhập vào cái kia đầy bình phong máu tươi bên trong. Nhìn qua nhân tiền hiển thánh hình ảnh cái kia đầy bình phong máu tươi, chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cửu u thế giới tà ma nhóm đều sợ ngây người. Cái này chảy máu lượng siêu khoa trương, bạo tạc cường độ cũng thế, cứ nhiên trực tiếp dùng máu nhuộm đỏ nhân tiền hiển thánh hình ảnh. Mà lại không biết có phải hay không là ảo giác, Bá Tống tiền bối bạo tạc tổng cho người ta một loại thuần thục trôi chảy cảm giác, cả cái bạo tạc quá trình không tạp ngừng, như nước chảy mây trôi. Những người tu luyện ngẩng đầu, há to mồm, trợn mắt hốc mồm, nửa ngày sau từ trong miệng gạt ra một cái từ đến, vọng thiên. Ngoại trừ cái từ này bên ngoài bọn hắn đã không biết muốn làm sao biểu đạt tâm tình của mình lúc này. Bá Tống Huyền Thánh nổ a. Tại nhân tiền hiển thánh khâu đột nhiên liền nổ a. Vị này bị cho rằng là lần này bất hủ đại đạo hữu lực cạnh tranh tuyển thủ, trước mấy ngày còn tại treo lên đánh các lộ đại lão Bá Tống, vậy mà tại trước mắt bao người, cứ thế mà chết đi. Nổ thành dạng này, Bá Tống truyền kỳ nhân sinh, phải kết thúc rồi. Ta là đang nằm mơ. Trước đó nhìn thấy nhân tiền hiển thánh hình ảnh là đen màn hình lúc, ta cũng cảm giác được không được bình thường. Bây giờ lại còn mơ tới Bá Tống tiền bối nổ. Bá Tống tiền bối bạo thể, có thể hay không cùng tấm kia mã QR đồ án có quan hệ. Ta đang dùng tinh thần lực đảo qua bức đồ án kia lúc, đột nhiên trong lúc mơ hồ cảm giác mình tựa hồ cùng Bá Tống tiền bối sinh ra một tia yếu ớt liên hệ. Nhưng không đợi mối liên hệ này xác định được, Bá Tống tiền bối bên kia liền cắt ra loại này yếu ớt liên hệ. Chư thiên vạn giới tu luyện giả cộng cửu u thế giới tà ma, trong cùng một lúc dùng tinh thần lực đảo qua cái kia kim đan mã QR đồ án. Tinh thần lực quét qua về sau, theo bình thường quá trình, bọn hắn sẽ gia nhập tống thư hàng hảo hữu liệt biểu, thành viên tu chân nói chuyện phiếm người sử dụng một trong. Nhưng là chư thiên vạn giới tu luyện giả số lượng sao mà khổng lồ. Cửu u tà ma số lượng càng là không cách nào thống kê. Trong nháy mắt này, server tống thư hàng liền tiếp thu được tin tức, so trên bầu trời đầy sao còn nhiều hơn, lượng tin tức so bờ biển cát cát còn muốn khổng lồ. Sở dĩ, không đợi chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng tống thư hàng ở giữa xác định hảo hữu quan hệ, tống thư hàng cái này đài server liền nhìn không được, trước bạo vì kính. Đã mất đi tống thư hàng cái này đài server, chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cửu u tà ma cùng tống thư hàng ở giữa liên hệ, cũng chỉ tiến hành đến một nửa, liền tạm ngừng ở nơi đó. Chẳng khác gì là khế ước còn chỉ ký một nửa, không có triệt để hoàn thành. Ta tại đảo qua Bá Tống tiền bối phía sau mã QR thời điểm, mơ hồ trong đó đến Bá Tống tiền bối tên thật. Bá Tống tiền bối, hắn họ Trình, tên Cẩu Đản. Có người nhỏ giọng cùng mình đồng bạn thì thầm. Ta cũng vậy, ta cũng tiếp thu được Trình Cẩu Đản tin tức. Ta đều tưởng rằng ảo giác của ta. Sau đó, chư thiên vạn giới những người tu luyện yên lặng nhìn qua cái kia đầy bình phong máu tươi nhân tiền hiển thánh hình ảnh, không biết sau đó phải làm sao bây giờ. Cửu Châu nhất hào quần. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Bắc Hà tán nhân, thư hàng tiểu hữu không có sao chứ. Diệt Phượng công tử, ta vừa nói chuyện riêng hắn, nhưng là không hồi phục. Đông Phương Lục tiên tử. Bất quá đã tu chân nói chuyện phiếm chức năng này còn ở đó, cái kia tống thư hàng tiểu hữu hẳn là còn sống. Dược sư, phục sinh trận. Tạo hóa pháp vương, ta nhớ được thư hàng tiểu hữu trên người hẳn là có cái từ cái gì đều có thể bán tiền bối cái kia lấy được phục sinh. Thất sinh phù phủ chủ, cái kia hắn sớm dùng hết. Cuồng kiếm tam lãng, lại nói, chỉ có ta chú ý tới vừa rồi thư hàng bạo tạc lúc, mơ hồ truyền tới Trình Cẩu Đản cái tên này sao? Cái tên này là chuyện gì xảy ra?
Tô Thị A Thất, khả năng, cùng thư hàng tiểu hữu lần này sử dụng phục sinh có quan hệ. Hắn đem phục sinh thành một cái cẩu đàn. Lệ Chi tiên tử, nhân tiền hiển thánh hình ảnh còn chưa kết thúc, nói cách khác, thư hàng tiểu hữu cũng đã tiến vào phục sinh giai đoạn. Chúng ta đợi thêm một lát xem một chút đi. Một cái không biết hiện thế vị diện bên trong. Hà Chỉ Ma Đế cười ha ha, người cũng có hôm nay a, bá tống. Tận mắt thấy bá tống nổ thành mảnh vỡ, máu chảy một chỗ, Hà Chỉ Ma Đế trong lòng tựa như uống mật một dạng, thoải mái vô biên. Cửu U thế giới một chỗ. Đang cùng sở các chủ rằng co ma đế. Ngạc phát ra cuồng tiếu, bá tống, chết. Đã bá tống chết rồi, vậy hắn cơ hội lại tới, hắn có thể đi trở về, tiếp thu ma hải thế giới. Một lần nữa đem bản thân sụp đổ kế hoạch kéo vào đến quỹ đạo. Sở các chủ. Nàng rất muốn nói cho đối phương biết, bá tống chết rồi, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Hạch tâm thế giới bên trong. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối chằm chằm vào trực tiếp giới diện. Ta còn tưởng rằng thư hàng gần nhất lúc tới vận chuyển, từ hắn đến sở các chủ phục sinh pháp khí về sau, một mực cứng chắc đến bây giờ, hắn tử triệu tinh đều không có sáng lên. Kết quả hắn vẫn không thể nào chống nổi một kiếp này. Tạ ơn sở tiền bối vì thư hàng lưu phục sinh pháp khí. Tô Thị A Thập Lục lòng vẫn còn sợ hãi nói, nếu như không có sở các chủ phục sinh pháp khí, thư hàng lần này khả năng liền thật đã chết rồi. Sở các chủ bất đắc dĩ nói, ta để lại cho hắn phục sinh pháp khí, cũng không phải muốn cho hắn ngay trước chư thiên vạn giới tu luyện giả diện chơi tự bạo a. Nếu như có thể mà nói, ta thật hy vọng hắn cả một đời không dùng được ta cho hắn phục sinh pháp khí. Sở tiên tử không muốn trách cứ thư hàng, dù sao hắn chết cũng là thân bất do kỷ. Bạch Long tỷ tỷ nói. Cửu U thế giới bên trong. Cẩu đàn cha yên lặng ở tại cát tinh thế giới biên giới. Đổi tên, đổi tên, đổi tên, nhanh cho ta đổi tên. Một thanh âm không ngừng tại trong đầu của nó vang lên, đó là đã qua đời trình cẩu đàn tiên tử tiếng kêu. Nàng không nghĩ tới tống thư hàng tao thao tác nhiều như vậy, vậy mà tại nhân tiền hiển thánh khâu tự bạo, dẫn đến tên trình cẩu đàn lập tức truyền bá ra. Đừng nóng vội, ta dù sao cũng phải có cái lối thoát, sau đó thừa cơ đem trình lâm cái này đạo hiệu đổi lại tới. Ban Văn Long đại lão chậm rãi nói. Thí cái bậc thang A, người cảm thấy bá tống gia hỏa kia sẽ cho ngươi xuống thang cơ hội sao? Chính ngươi chuyển cái băng ngồi liền xuống đến A, trình cẩu đàn tiên tử bất mãn nói. Ngươi đừng vội việc này, ngươi chú ý tới không, vừa rồi tống cẩu chứng tự bạo thời điểm, có hai đầu pháp tắc đang nhấp nháy. Cái kia hai đầu pháp tắc, đều là ma hải thế giới pháp tắc, là thái cổ cấp bậc. Cẩu đàn cha cường ngạnh nói sang chuyện khác. Ta chỉ biết là trong đó một đầu, là thái sơ chữ, hắn kỳ thật không tính là pháp tắc. Hắn là hết thảy ngôn ngữ cùng chữ viết cơ sở. Lấy hắn làm cơ sở, cơ hồ có thể diễn hóa xuất thế gian vạn vật tới. Cuối cùng cũng có một ngày, đầu này pháp tắc sẽ trở thành thư hàng tu chân nói chuyện phiếm công năng cơ sở. Trình cẩu đàn tiên tử nói, một cái khác đầu, ta không hiểu. Vị kia bạch chúa tể, hắn nhìn đến, khả năng so với chúng ta càng xa. Hơn cẩu đàn cha nói. Bạch chúa tể an bài tống thư hàng tiến ma hải thế giới độ kiếp, hắn tự như là đứng ở một cái siêu thoát thiên đạo góc độ, cho tống thư hàng tương lai đưa ra tốt nhất đề nghị. Chính đang khi nói chuyện. Nhân tiền hiển thánh hình ảnh rốt cục lại bắt đầu biến hóa. Cái kia đầy bình phong máu tươi, tựa như là đảo ngược thời gian một dạng. Nhân tiền hiển thánh hình ảnh tiến hành lộn ngược. Máu tươi trở về, một lần nữa tạo thành bá tống huyền thánh bộ dáng. Mà sau lưng hắn, có một tôn thủy tinh tạo thành khuôn mặt đẹp tiên tử pho tượng vỡ vụn ra. Mặc dù chỉ là tôn pho tượng, nhưng pho tượng kia tiên tử khuôn mặt đẹp và khí chất trên đời hiếm thấy loại kia từ thực chất bên trong phát ra lười biếng mỹ nhân tư thái, cùng bị cái này lười biếng tư thái ẩn tàng, tại pho tượng kia con người chỗ sâu tan không ra thương cảm chi ý, cỗ này pho tượng tuyệt đối là chân chính tông sư cấp đại sư tác phẩm. Tại tu chân giới, nữ tính tu luyện giả chỉ muốn không tu luyện một số công pháp đặc thù, theo thực lực cảnh giới không ngừng tăng lên, bề ngoài cũng sẽ hướng hoàn mỹ phương hướng không ngừng tiến hóa. Sở dĩ tại tu chân giới, đánh giá một cái tiên tử khuôn mặt đẹp trình độ, thường thường sẽ càng để ý khí chất loại này nội hàm trừ phi mỹ mạo trình độ có thể đạt tới viễn cổ thiên đình chi hoa tiên tử cấp bậc kia, đơn thuần mỹ mạo liền có thể rung động toàn trường. Chư thiên vạn giới những người tu luyện, chỉ là nhìn thoáng qua pho tượng kia về sau, liền không khỏi đem vị này lười biếng pho tượng tiên tử bộ dáng nhớ kỹ.
vị này pho tượng Sở Khắc tiên tử đến cùng là ai? Lại là một vị cùng bá Tống tiền bối có liên quan tiên tử sao? Mỗi lần bá Tống huyền thánh hiển thánh giảng pháp lúc, ta cảm giác ta đều muốn yêu một loại phi sinh vật. Lần trước ta yêu bá Tống tiền bối sau lưng vị kia công đức nữ đế, lần này ta mẹ nó yêu một pho tượng. Pho tượng rách ra trong nháy mắt đó, ta cảm giác ta tâm cũng rách ra. Tiếp tục như vậy nữa, ta cảm giác ta ái tình quan sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Lần sau, bá Tống tiền bối còn muốn mân mê ra dạng gì đặc thù tiên tử đến. Cái này tựa hồ là phục sinh pháp khí, có thể phục sinh bá Tống loại này cấp bậc đại lão phục sinh pháp khí. Có một ít cửu phẩm cấp kiếp tiên nhân vật, nhận ra cỗ này pho tượng chân thực tác dụng. Nhân tiền hiển thánh hình ảnh bên trong. Ta chân quý phục sinh, Tống Thư Hàng buồn từ tâm tới. Đây chính là Sở các chủ tự tay chế tác, có thể dùng để phục sinh kiếp tiên chân quý pháp khí, siêu quý, phi thường đáng tiền. Tống Thư Hàng vẫn muốn đưa nó giữ lại, ít nhất phải lưu đến bản thân cửu phẩm cấp bậc sau lại đi sử dụng nó, tốt nhất là một mực đừng sử dụng nó, đưa nó xem như bảo vật gia truyền, truyền đệ bản thân đệ tử. Không nghĩ tới tại bản thân tấn thăng bát phẩm thời điểm, liền đau mất Sở các chủ chờ thân thủ xử lý. Trái tim thật đau. Bát phẩm dùng cửu phẩm phục sinh pháp khí, đây là một loại to lớn lãng phí. Bốn bỏ năm lên xuống tới, chỉ ít tổn thất mấy ngàn vạn linh thạch. Thật vất vả bình phục bản thân đau lòng chi tình về sau, Tống Thư Hàng bắt đầu kiểm tra bản thân thể nội trạng thái, phải biết trong cơ thể của hắn có rất nhiều khí quan, thân thể linh kiện là phục sinh pháp khí cũng vô pháp hoàn nguyên chí bảo. Mà lại đừng quên, hắn hiện tại thế nhưng là có thai chi thân. Thấy bên trong một lần về sau, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Thân thể từng cái khí quan, linh kiện cũng còn bảo trì hoàn chỉnh, nho ra thánh nhân chi huyết là Tống Thư Hàng thể nội một đạo lớn bảo hiểm. Mỗi khi nguy hiểm phủ xuống thời gian, nó đều sẽ chủ động đem Tống Thư Hàng thể nội vật chân quý đóng gói. Mặt khác, mang thai tóc vàng máy móc thiếu nữ phôi thai, cũng bình yên vô sự. Thậm chí, tại Sở các chủ chờ thân thủ xử lý phục sinh pháp khí lực lượng tác dụng dưới, mang thai phôi thai tựa hồ trưởng thành một chút. Xác nhận thân thể không việc gì về sau, Tống Thư Hàng lại lập tức liên hệ Long Lạc nữ sĩ. Long Lạc nữ sĩ, tu chân nói chuyện phiếm phương diện không có vấn đề a? Gọi ta béo cầu nữ sĩ. Vấn đề rất lớn, vừa rồi trong nháy mắt đó, chư thiên vạn giới cộng cửu u thế giới, không có cách nào tính toán hảo hữu xin đồng thời tràn vào tu chân nói chuyện phiếm hệ thống. Tại thân thể của ngươi bạo tạc về sau, những tin tức này hiện tại còn tích lũy tại tu chân nói chuyện phiếm thiên phú bên trong. Không có bị chuyển hóa. Lượng tin tức quá lớn, căn bản là không có cách xử lý. Ta đưa chúng nó tạm thời phong ấn đóng gói, nhưng loại này phong ấn không phải kế lâu dài. Thoáng không chú ý, những thứ này bị phong ấn hảo hữu xin sẽ còn tuôn ra đến, sau đó để ngươi lại nổ một lần. Long Lạc nữ sĩ trả lời. Những cái kia đã dùng tinh thần lực quét mã QR hảo hữu xin cũng sẽ không hư không tiêu thất, cái kia to lớn đến không cách nào thống kê tin tức. Hiện tại tựa như bom hẹn giờ một dạng, kẹt tại tu chân nói chuyện phiếm công năng chỗ. Ngoại trừ đối bọn nó tiến hành đơn giản phong ấn bên ngoài, Long Lạc nữ sĩ thậm chí không dám đi tiếp xúc bọn chúng. Sợ tiếp xúc, liền sẽ đưa chúng nó dẫn bạo. Nói cách khác, đón lấy đến ta lại ở vào một cái lúc nào cũng có thể bạo thể trạng thái. Tống Thư Hàng tỉnh táo phân tích, thêm chút suy tư. Ta tùy thời muốn nguội. Bất quá tại loại này dưới tuyệt cảnh. Hắn cũng không có kinh hoàng. Loại trạng thái này, hắn rất quen thuộc. Hắn đã không phải là lần thứ nhất ở vào loại trạng thái này. Mà lại hắn cũng có ứng đối chi pháp ngụy, bất hủ chi thân, chính là một loại rất tốt phương án ứng đối. Trước đó nhân tiền hiển thánh tự bạo là tình huống đặc biệt, trong khoảnh khắc đó, chư thiên vạn giới cộng cửu u thế giới hảo hữu xin đột nhiên tràn vào, trong nháy mắt từ trong ra ngoài đem hắn no bạo, căn bản không có bất luận cái gì giảm sóc thời gian. Tại loại này tình huống bên dưới, không đợi hắn ngụy. Bất hủ chi thân mở ra, linh hồn liền đã trước so nhục thân nổ tung. Mà bây giờ, từng có một lần kinh nghiệm về sau, hắn nhẫn nại thống khổ thiên phú kho số liệu, đã ghi chép loại này tử vong thống khổ trạng thái. Lại thêm hiện tại có Long Lạc nữ sĩ phong ấn vì giảm sóc, nếu là cái kia phong ấn bao số liệu lần nữa nổ tung, Tống Thư Hàng cũng có thể trước tiên mở ra ngụy bất hủ hình thức, chống nổi thân thể bạo tạc. Ngoại trừ lúc nào cũng có thể bạo thể bên ngoài, chúng ta đối cái này khổng lồ số liệu bao phong ấn cũng có thời gian hạn chế.
chúng ta phong ấn chỉ là tại chậm lại cái này đợt số liệu bao bên trong khổng lồ tin tức bộc phát tốc độ. Cũng không thể đưa chúng nó triệt để phong ấn. Nhiều nhất, các ngươi hiện thế địa cầu một tháng thời gian, hắn liền sẽ lần nữa nổ tung. Ngươi cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Long Lạc nữ sĩ nhắc nhở. Ta muốn làm thế nào? Tống Thư Hàng hỏi. Hai cái phương án, chúng ta chia ra hành động. Một, chúng ta đem tu chân nói chuyện phiếm công năng lại tăng cấp một đợt, cải biến thêm hảo hữu hình thức. Chúng ta tranh thủ đem tu chân nói chuyện phiếm công năng thăng cấp làm chân chính server. Để chúng nó hảo hữu thẩm thỉnh chuyển hóa làm gia nhập tu chân nói chuyện phiếm công năng bên trong, mà không phải trực tiếp thêm ngươi làm hảo hữu. Cứ như vậy, có thể làm dịu áp lực của ngươi. Long Lạc nữ sĩ đề nghị. Phương diện này đến đã làm phiền ngươi. Tống Thư Hàng nói. Ta sẽ tăng ca cố gắng một chút, phương diện này kỳ thật sớm đã có kế hoạch, ta tranh thủ sớm ngày hoàn thành bộ phận này thăng cấp. Thứ hai, chính là tăng lên ngươi năng lực chịu đựng. Tốt nhất trong vòng một tháng sau đó, ngươi đem cảnh giới của mình cùng thực lực nhắc lại bên trên nhắc lên, được đến càng lớn thể chất cùng sức thừa nhận, tốt tiếp nhận cải bản sau tu chân nói chuyện phiếm công năng, cũng tiêu hóa cái này khổng lồ số liệu bao. Long Lạc nữ sĩ trả lời. Một tháng tấn thăng cửu phẩm, ta trình cầu đản làm không được a. Bát phẩm tấn thăng cửu phẩm, chỉ là thiên kiếp chính là đáng sợ ngàn ngày chi kiếp, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp, tận lực đem cảnh giới của mình lại để thăng mấy cái tiểu cảnh giới. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Chúc ngươi trong thời gian kế tiếp, có thể chết ít mấy lần. Ta đi làm việc, có sự tư tin liên hệ. Long Lạc nữ sĩ trả lời. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu chết ít mấy lần, nói cách khác, hắn đón lấy tới một cái nguyệt có thể muốn chết rất nhiều lần. Bá tử. Đang lúc hắn suy nghĩ như thế chợt lóe lên lúc. Xác nhận ma hào vì bá tử, ma ấn cấu tạo bắt đầu. Tống Thư Hàng. Chờ, chờ một chút. Mau dừng lại ngươi ma hào hành vi. Ta Tống Cẩu Đản không phải trở thành xe buýt bá tử. Mà lại, ta đã có bá diệt cái này thánh hào, bá diệt hàm nghĩa cùng bá tử rất gần. Lấy hai cái tương tự thánh hào không có chút ý nghĩa nào đồng thời bá diệt cái này thánh hào, càng khốc. Lại nói lần này nhân tiền hiển thánh khâu, Tống Thư Hàng đã sớm chuẩn bị xong mình muốn thánh hào bá đao Tống Nhất giảm Tống Nhất. Lúc trước hắn bảy cái thánh hào bên trong, bá đao Tống Nhất là bạch tiền bối vì hắn cấu tứ. Hiện tại Tống Thư Hàng lúc nào cũng có thể muốn nguội, sở dĩ hắn hy vọng có thể mượn nhờ cái này bá đao thánh hào, cọ một cọ bạch tiền bối khí vận, nhượng hắn tại sau này trong một tháng có thể giữ được tính mạng, chết ít. Hoặc là nói không muốn chết. Ngừng lại. Hủy bỏ bá tử cái này ma hào. Tống Thư Hàng xoái khí chỉ tay một cái, kích hoạt lên bản thân cửu u chúa tể quyền hạn. Chính thức bát phẩm huyền thánh, đều có chủ động lựa chọn bản thân muốn đản sinh thánh hào quyền lợi. Lại thêm có cửu u chúa tể quyền hạn đặt cơ sở về sau, nguyên bản đang tại ngưng tụ bá tử thái cổ ma ấn rốt cục dừng lại. Một màn này, bị chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cửu u tà ma nhóm để ở trong mắt. Tất cả mọi người nhìn thấy bá Tống huyền thánh bên người, nguyên bản có một cái mới thánh ấn đã thành hình. Tất cả mọi người có thể nhận ra cái này thánh hào bên trên bá tử chữ đây là nhân tiền hiển thánh công năng. Bá tử hai chữ hàm ý, sẽ trực tiếp bị phiên dịch, lạc ấn tại chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh trong lòng. Bá Tống tiền bối cái thứ sáu thánh hào, là bá tử. Cái này thánh hào, có chút khó mà nói, có chút lâu. Đang tại ngưng tụ thánh ấn vì cái gì dừng lại? Bá Tống tiền bối vừa rồi tại cái này thánh ấn bên trên một điểm, đưa nó dừng lại. Đang lúc chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cửu u tà ma nhóm nghi hoặc thời khắc, Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay, tại bá tử thái cổ ma ấn chữ tử bên trên nhẹ nhàng một vòng, cái này chữ tử liền bị xóa bỏ. Khi này cái chữ tử xóa đi lúc, Tống Thư Hàng phảng phất cảm giác mình mi tâm đều biến sáng rỡ. Trong lúc mơ hồ, phảng phất bản thân đang tại nghịch thiên cải mệnh, cải biến tương lai của mình sửa đổi thánh ấn nói theo một cách khác, đích thật là tại sửa đổi tương lai của mình. Như vậy, đổi ma hào vì bá đao, Tống Thư Hàng duỗi tay, trên ma ấn một điểm. Bá đao hai chữ thành hình. Tống Thư Hàng mỉm cười, đệ lục thánh hào, bá đao. Đây là lần thứ nhất bằng vào ta ý chí sở khắc họa thánh hào, cũng coi là vì ta nhân tiền hiển thánh giảng cách sống độc, làm một lần chân chính kết thúc. Đang lúc hắn nói chuyện ở giữa, đột nhiên ma ấn bên trên đao chữ, chậm rãi giảm đi, biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là trước kia cái kia chữ tử bị xóa đi quá trình một dạng. Tống Thư Hàng. Ta không có muốn biến mất đao chữ A,
vì cái gì cái này đao chữ biến mất không thấy. Hắn nhíu mày, duỗi nhẹ tay nhẹ nhàng ở thái cổ ma ấn bên trên sao động. Hẳn là, cái này bá đao thánh hào, đã bị người khác chiếm cứ. Không đúng, thánh hào cũng không phải trường sinh giả chi đạo, có tái diễn thánh hào tại chư thiên vạn giới không cách nào tránh khỏi sự tình. Cũng không phải là nói trước kia có người gọi bá đao, tương lai huyền thánh lại không thể lại gọi bá đao. Tống Thư Hàng duỗi tay đè lấy thái cổ ma ấn, vô ý thức muốn dùng xem xét bí pháp cho hắn đến một phát, xem xét một chút tình huống. Đúng lúc này, một loại tối tăm ở giữa cảm ứng, phun lên trong lòng của hắn. Bá đao cái này thánh hào, tựa hồ đã là hắn thánh hào, chính vì vậy, hắn không cách nào lại lên một cái bá đao thánh hào đi ra. Tống Thư Hàng sững sờ, ta năm cái thánh hào, bá Tống, bá Nho, bá Long, bá Ma, bá Diệt. Trong đó không có bá đao a. Loại cảm giác này, phi thường quỷ dị. Nếu như nói bá đao đã là ta thánh hào, chẳng lẽ là ta tại độ kiếp phân thân cái kia xuất hiện dị huống? Lại hoặc là, Tống Thư Hàng trong lòng nổi lên mấy cái suy đoán. Hắn hơi suy nghĩ một chút về sau, tạm thời từ bỏ bá đao cái này thánh danh. Vậy liền tái khởi một cái thánh hào đi. Ngoại trừ cái kia 7 cái đạo hào bên ngoài, trên người của ta tựa hồ còn kế thừa rất nhiều đạo hiệu. Tỷ như, bá lâm, hoặc là bá cẩu đản, Tống Thư Hàng xoa cằm. Nếu như hắn cho cái này thánh hào định danh là bá cẩu đản, liền có thể một hơi đồng thời tổn thương chết không thể chết lại tiên tử cùng ban văn long đại lão. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi, loại này giết địch 1000, tự tổn 800, hại người không lợi mình sự tình, không ý nghĩa. Mà lại thánh hào không phải dùng để đùa giỡn. Mỗi một cái thánh hào, đều đối ứng ý nghĩa rất quan trọng. Đối ứng hắn ngưng tụ thánh ấn một cái kia giai đoạn kinh nghiệm. Vậy ta đây lần kinh lịch lại là cái gì? Tống Thư Hàng lâm vào trầm tư. Một lát sau, thuận theo bản tâm của mình, hắn duỗi tay tại thái cổ ma ấn khắc xuống một chữ. U. Thứ 6 thánh ấn, bá U, dùng để kỷ niệm hắn đại diện cửu U chúa tể kiếp sống. Bá U đồng dạng cũng là bá U U tên gọi tắt, thuộc về XUU hệ liệt. Nhãn U, lòng U, bạch U, cầu U. Quyết định về sau, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng chỉ tay một cái. Bá U thái cổ ma ấn thành hình. Chư thiên vạn giới, bắt đầu truyền tụng bá Tống đại lão đệ lục thánh hào bá U. Từ giờ khắc này, thiên hạ không ai không biết ngài, chư thiên vạn giới tất cả mọi người cùng cửu U tà ma đều đưa nhớ kỹ bá U cái này thánh ma xưng hào. Bá Tống tiền bối không hổ là bá Tống tiền bối. Cứ nhiên có thể tùy ý xóa và sửa bản thân không hài lòng thánh hào, hơn nữa còn sửa lại 2 lần. Mặc kệ là nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp vẫn là ngưng tụ thánh ấn cái này tam đại chương trình, đã toàn bộ bị bá Tống tiền bối trà đạp. Cùng một thời gian, cẩu đản cha cùng Trình Lâm tiên tử đồng thời nhẹ nhàng thở ra cái này đối cha con biết rõ Tống Thư Hàng đại não khiêu thoát trình độ, Tống Thư Hàng sửa lại 2 lần thánh hào. Long ba cùng nữ nhi vẫn lo lắng Tống Thư Hàng não co lại đem Trình Cẩu Đản hóa thành thánh hào. Ta lần sau sẽ không bao giờ lại cho bá Tống loạn đổi đạo hiệu. Long ba nghiêm túc nói. Trình Lâm tiên tử. Thánh hào ngưng tụ khâu hoàn tất, sau đó chính thức tiến vào thái cổ ma đầu giảng pháp giai đoạn. Bá U chi ấn lơ lửng tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Chính thức tiến vào giảng pháp khâu về sau, Tống Thư Hàng có chút ít xấu hổ. Dù sao một hồi trước. Hắn nhưng là lời thề son sắt cùng chư thiên vạn giới tất cả thành viên nói qua đây là ta một lần cuối cùng giảng pháp. Nhưng không nghĩ tới mới cách không lâu, hắn liền lại leo lên giảng pháp sân khấu. Béo nhờ nuốt lời, nói không giữ lời, cái này khiến Tống Thư Hàng thành tường kia ra mặt đều có chút không nhịn được. Nhưng bất kể như thế nào, cái này giảng pháp vẫn là muốn tiếp tục tiến hành. Vì làm dịu bên dưới cái này không khí ngột ngạt, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ. Quyết định trước mở tiểu trò đùa, điều một điều giảng pháp bầu không khí, chư thiên vạn giới đạo hữu, cửu u thế giới tà ma nhóm, mọi người tốt. Thật cao hứng cùng đại gia gặp mặt, ta là bá Tống song bào thai đệ đệ bá U. Chư thiên vạn giới tu luyện giả. Cửu u tà ma. Cửu châu nhất hào quần thành viên. Người nghĩ rằng chúng ta cảnh sát nhân dân sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Có chút thời gian không cùng đại gia gặp mặt, cùng đại gia chỉ đùa một chút. Hoãn một chút bầu không khí. Cái kia, lần trước vốn là cùng đại gia nói xong rồi là một lần cuối cùng giảng pháp, nhưng nửa đường thao tác sai lầm. Đại gia cũng biết, lần trước giảng pháp thời điểm, thiên đạo nổ. Sở dĩ, tóm lại lần này,
mới là ta chân chính một lần cuối cùng giảng pháp. Ta là bá Tống, cũng là bá U, một lần cuối cùng giảng pháp, ta hy vọng cho đại gia mang đến không giống nhau thể nghiệm. Tống Thư Hàng một mặt thành khẩn nói. Tóm lại, đây là ta sau cùng lần thứ hai giảng pháp, sẽ không còn có lần thứ ba. Tống Thư Hàng đối quen thuộc giảng pháp màn ảnh, chân thành tha thiết lên tiếng nói. Mặc dù nội tâm có chút xấu hổ, nhưng Tống Thư Hàng rất nhanh điều chỉnh tốt bản thân giảng pháp trạng thái, dù sao cũng là trải qua 5 lần giảng pháp đài nam nhân, hắn hẳn là chư thiên vạn giới từ xưa đến nay huyền thánh giảng pháp kinh nghiệm phong phú nhất nam nhân. Bởi vì lần này hắn đã là một cái hàng thật giá thật thật huyền thánh tại lên đài giảng pháp, sở dĩ hắn đã có thể nhìn thấy chư thiên vạn giới tu luyện giả cộng cửu u thế giới tà ma quan sát giảng pháp lúc tin tức phản hồi mưa đạn. Đương nhiên, chư thiên vạn giới tu luyện giả nhiều như vậy phản hồi tin tức mưa đạn, Tống Thư Hàng không có khả năng toàn bộ từng cái ghi lại. Hắn cũng chỉ có thể liếc nhìn lại, nhìn thấy một bộ phận tùy duyên chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cửu u tà ma phản hồi. Mặt khác, Tống Thư Hàng chú ý tới, chư thiên vạn giới những người tu luyện thực lực càng cao, phản hồi mưa đạn kiểu chữ cũng sẽ càng lớn. Tỷ như, nhìn thấy chưa, đây là ta bản thể. Nói cho các người biết, nghiêm túc đem cái này giảng pháp nghe cho kỹ, lần sau của ta hội khảo thử. Bản thể, ta tại hỏa tinh trải qua rất tốt, không cần lo lắng cho ta. Đến từ một vị nào đó tự xưng là bá Tống huyền thánh mẫu cầu hình phân thân đại lão, phản hồi to lớn mưa đạn. Cái này to lớn mưa đạn chiếm cứ lấy Tống Thư Hàng giảng pháp thị giác một nửa ánh mắt, tuyệt đối là siêu cấp VIP cấp bậc. Giảng pháp trạng thái bên trong Tống Thư Hàng khóe miệng không khỏi có chút run rẩy, suýt chút nữa thì đem bản thân chân thành tha thiết mặt cho sập. Tống tiền bối, ngươi lần này giảng pháp có bản thảo sao? Nếu như không có, ta đưa ngươi một thiên đát tặng Tống tiền bối giảng pháp bản thảo. Hello, thân yêu khán giả, chúng ta lại gặp mặt. Ta nhớ các người muốn chết đi được nơi đây phải có tiếu dung, bởi vì quá tưởng niệm các vị thân ái, ta quyết định lại hiển thánh giảng pháp một lần, lần này cam đoan là một lần cuối cùng hiển thánh giảng pháp đát đến từ một vị nào đó không muốn lộ ra tên thật thiên đế, phản hồi to lớn mưa đạn. Cái này mưa đạn chỉ so với béo cầu phân thân tiểu chừng phân nửa. Tống Thư Hàng, thiên đế không phải đã lên thần bí đảo sao, vẫn còn có công phu cho hắn giảng pháp phản hồi mưa đạn. Chẳng lẽ nàng đã đem thần bí đảo giải quyết? Trình cầu đàn, người thánh hào vì cái gì không phải bá cầu đàn? Cái này dùng phương pháp bài trừ, khẳng định không phải trình cầu đàn tiên tử hoặc cầu đàn cha, như vậy đáp án chỉ có một cái, đây nhất định là cái nào đó không muốn lộ ra tính danh ba con mắt tiền bối. Vị này đại lão phản hồi mưa đạn to lớn trình độ, so với béo cầu đại lão tiểu hào chỉ có hơn chứ không kém. Nhận biết đại lão nhiều lắm. Những thứ này cự hình mưa đạn quá hút con ngươi, khiến cho Tống Thư Hàng đều không thể nhìn cho kỹ phổ thông những người tu luyện phản hồi. Mãi mới chờ đến lúc mấy cái này lớn mưa đạn hiện lên về sau, Tống Thư Hàng lực chú ý mới tập trung đến những cái kia nhỏ một chút phổ thông tu luyện giả cùng phổ thông tà ma phản hồi tin tức bên trên. Bá Tống tiền bối, kỳ thật ngài không cần cố ý đánh dấu trùng bản thân là một lần cuối cùng giảng pháp, chúng ta đều hiểu. Chúng ta tin ngươi cái quỷ A, lần trước ngươi chính là nói như vậy. Có hai liền có ba. Bá Tống chúa tể vạn tuế. Khục, Tống Thư Hàng tường thành ra mặt lại có chút run lên điểm bụi xuống tới. Hắn chủ động coi nhẹ những thứ này tương tự phản hồi nói. Không nghĩ tới đại gia lại còn một mực đang mong đợi ta giảng pháp. Bất quá lần này, ta là thật không có bao nhiêu chuẩn bị. Vốn định mới hảo hảo cùng đại gia chính thức biểu diễn một lần huyền thánh giảng pháp. Nhưng gần nhất bề bộn nhiều việc. Đoạn thời gian trước thật vất vả chuẩn bị giảng pháp bản thảo. Lần trước giảng pháp lúc hay dùng rơi. Sở dĩ, lần này chúng ta lại đến giảng điểm đặc thù đồ vật đi. Đại gia một mực đang mong đợi ngươi giảng pháp, ra mặt tựa như là tường thành, chúng ta tại cái này đầu, Thư Hàng ngươi tại bên kia. Cái này tựa hồ là đầu người quen đạo hữu phản hồi tin tức, dù sao trực tiếp xưng hô hắn là Thư Hàng người không nhiều. Thư Hàng, giảng pháp tốc độ tăng lên một chút, phục sinh có thể sẽ hơi có chút di chứng hình dáng sở các chủ. Tống Thư Hàng, đây là tới tự sở tiền bối ấm áp nhắc nhở. Phục sinh sau sẽ có một số di chứng. Cái kia không thể lãng phí thời gian. Mặc dù nói, lấy hắn hiện tại uy vọng, coi như huyền thánh giảng pháp lúc một câu không nói, làm ngồi ở chỗ đó ngồi một giờ, chư thiên vạn giới đạo hữu cũng sẽ ngoan ngoãn đem công đức chi lực hai tay dâng lên. Nhưng hắn lần này thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, muốn đem tà vọng nguyên liệu nấu ăn chế tác. Tà vọng menu vân vân thủ đoạn mở rộng ra,
mà lại tại huyền thánh giảng pháp kết thúc về sau, hắn còn muốn lại phụ bên trên bạch tiền bối đại lượng thu tà vọng hạch tâm miếng quảng cáo. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng tốt, sắc mặt uy nghiêm, tiến vào chính thức giảng pháp hình thức. Công đức xà mỹ nhân hiện thân, nàng từ Tống Thư Hàng vòng tay pháp khí bên trong lấy ra một kiện áo ngoài, nhẹ nhàng khoác trên người Tống Thư Hàng. Đây là vì phòng ngừa Tống Thư Hàng đang giảng pháp lúc, không cẩn thận lại đem phía sau kim đan mã QA xăm người lộ ra, sau đó lại bạo một lần thể. Tự thiên đạo sụp đổ về sau, thiên địa hỗn loạn, tà vọng mọc thành bụi. Tống Thư Hàng mở miệng, chậm rãi giảng đạo. Chính thức giảng pháp mới mở miệng, chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cửu u thế giới tà ma đột nhiên toàn thân chấn động, là vật lý bên trên toàn thân chấn động. Bá Tống đại lão lần này mở miệng lúc, trong miệng hắn lời nói phảng phất mang theo một loại nguồn gốc từ tại xa xôi quá khứ uy nghiêm. Trong miệng hắn mỗi một chữ, đều mang pháp tắc cấp bậc uy lực. Mỗi một chữ, đều có được lớn lao lực lượng, cho người ta một loại vạn pháp quy tông cảm giác. Tựa như là chư thiên vạn giới tất cả văn tự, ngôn ngữ đều tìm đến đầu nguồn. Tại loại lực lượng này tác dụng dưới, chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cửu u thế giới tà ma nhóm, thân bất do kỷ chấn động một cái. Bá văn, lần này bá tống bá văn, rốt cục thành hình sao? Một số yên lặng quan sát bá tống huyền thánh lần này hiển thánh giảng pháp đại lão, đồng dạng toàn thân chấn động. Lần trước giảng pháp lúc, bá tống huyền thánh tại bá diệt giảng pháp khâu lúc, phát ra một cái chương tiết. Cái kia âm tiết bên trong, ẩn chứa thiên đạo phá diệt tin tức, ẩn chứa bá tống huyền thánh sinh tử luân hồi cảm ngộ. Lúc đó chư thiên vạn giới rất nhiều đại lão ngay tại âm thầm phỏng đoán, bá tống có phải hay không tại cấu tạo thuộc về hắn cá nhân văn tự. Tựa như là nho gia thánh nhân nho văn, thiên đế đế văn một dạng. Mà bây giờ xem ra, bá tống đại lão quả nhiên trong bóng tối nghiên cứu thuộc về hắn văn tự bá văn hệ thống, đã thành hình. Nói cách khác, bá tống quả nhiên cùng nho gia thánh nhân, thiên đế một dạng, có được trấn áp một thế vô địch tư thái. Mà đặc biệt tại cái này thiên đạo sụp đổ thời đại, bá tống chứng đạo bất hủ tư cách, lại thêm sâu một tầng. Mà lại, cái này bá văn nghe, cứ nhiên có loại siêu việt viễn cổ khí tức. Thần bí mà xa xôi, tựa hồ so với nho văn cùng đế văn đến, còn muốn càng thêm bá đạo. Không hổ là bá tống, lục liên bá nam nhân. Có đã từng vinh hạnh bị nho gia thánh nhân cùng thiên đế đều đè xuống đất ma sát qua thực lực phái đại lão, không khỏi ám đạo. Lần này, bá tống bắt đầu giảng pháp bức cách cứ như vậy cao, vậy hắn muốn giảng, đến cùng là cái gì đây? Vô số âm thầm ẩn tàng đại lão đều tới hứng thú. Mà tại cái này tà vọng mọc thành bụi thời đại, ta cho đại gia mang đến một bộ cùng tà vọng có liên quan giảng pháp. Tống Thư Hàng con ngươi hơi trầm xuống, chậm rãi nói. Cùng tà vọng có liên quan giảng pháp, bá tống huyền thánh lần này giảng pháp, là muốn gần sát hiện thực sao? Bất quá tà vọng thứ này có gì có thể giảng, chẳng lẽ là muốn xâm nhập giải tà vọng tạo ra? Lấy bá tống tiền bối thương yêu thế nhân ôn nhu, ta cảm giác bá tống huyền thánh lần này giảng pháp, khẳng định là dạy bảo chúng ta như thế nào co lại tiểu tà vọng đối thế giới tạo thành phá hư cùng ảnh hưởng. Chư thiên vạn giới những người tu luyện trong nháy mắt não bổ rất đa tình tiết. Mà cửu u thế giới tà ma lại phần lớn lâm vào trầm mặc, nói thật tà vọng loại này giảng pháp, cùng bọn chúng quan hệ không lớn. Cửu u thế giới bản thân liền hỗn loạn vô cùng, cũng không có nghe nói qua có tà vọng sinh ra. Cho dù có, đối cửu u tà ma tới nói, tà vọng tối đa cũng liền trở thành cửu u thế giới một phần tử, không có gì khác biệt. Nói cách khác, bá tống chúa tể lần này giảng pháp, đối cửu u tới nói, cũng sẽ không có thu hoạch quá lớn. Không thu hoạch cũng tốt. Chỉ nếu không như lần trước như thế trực tiếp phát xạ mang thai ngưng thị, liền chuyện gì cũng dễ nói. Bá tống chúa tể vạn tuế, thậm chí rất nhiều cửu u tà ma thà rằng bá tống chúa tể không nói một lời, liền lặng lặng ngồi ở huyền thánh giảng pháp trên đài là được. Dù sao, chỉ cần có thể nhìn đến cửu u chúa tể, cảm ứng được trên người hắn loại kia cửu u pháp tắc quấn quanh trung tâm trạng thái, liền có thể làm đại bộ phận cửu u tà ma nhóm được đến thu hoạch khổng lồ. Đối cửu u tà ma tới nói, cửu u chúa tể chính là pháp tắc trung tâm, khoảng cách gần cái nhìn chính là thu hoạch lớn nhất, đắc ý. Lần này giảng pháp chủ đề, là liên quan tới như thế nào đem tà vọng chế tác thành nguyên liệu nấu ăn, cùng tà vọng menu tinh tuyển. Lần này tà vọng nguyên liệu nấu ăn hóa cùng tà vọng menu, từ ta liên thủ với biệt tuyết tiên cơ chế tạo. Tống Thư Hàng ở chỗ này, còn không quên cho biệt tuyết tiên cơ đánh cái quảng cáo. Về phần cái này liên thủ chế tạo,
là Tống Thư Hàng ra vật liệu, ra tà vọng tư liệu, ra nghiên cứu nơi chốn vân vân, còn chân chính phụ trách nghiên cứu chính là Biệt Tuyết Tiên Cơ cùng Sở Sở. Mặt khác, Tống Thư Hàng không có trực tiếp đem tà vọng chăn nuôi phương án cho báo ra đến, muốn cứu vớt cái này tà vọng khắp nơi trên đất thế giới, có tà vọng nguyên liệu nấu ăn hóa quá trình cùng Biệt Tuyết Tiên Cơ nghiên cứu ra được menu bên trong, bộ phận dễ dàng vào tay tinh tuyển tà vọng menu, như vậy đủ rồi. Tà vọng chăn nuôi thì là một đạo cơ hội buôn bán. Chờ đến chư thiên vạn giới hoang dại tà vọng bị những người tu luyện ăn sạch về sau, hắn Tống mỗ nhân đầu tư nhân công tà vọng chăn nuôi công ty hẳn là có thể chính thức tuyên cáo đưa ra thị trường, vì chư thiên vạn giới liên tục không ngừng chuyển vận nhân công dưỡng dục tà vọng. Trước lúc này, hắn đến đem Vô Cực Ma Tông xử lý tốt. Tà vọng chăn nuôi thủ đoạn là Vô Cực Ma Tông chỉnh tới, quyền sở hữu thuộc về bọn hắn. Đương nhiên, Tống Thư Hàng cũng không có muốn đem cả cái Vô Cực Ma Tông cho xử lý sạch tàn bạo suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ đem Vô Cực Ma Tông lưu tại Cửu U thế giới phát triển, để bọn hắn tại Bạch Tiền Bối thủ hạ làm công đi, phát huy bọn hắn năng khiếu, hảo hảo bồi dưỡng tà vọng, trở thành hắn nhân công tà vọng chăn nuôi công ty tổng bộ. Trong nháy mắt, Tống Thư Hàng đã não bổ bản thân một cái quang huy mỹ hảo tương lai. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, Cửu U tà ma, tà vọng, nguyên liệu nấu ăn hóa, tà vọng menu tinh tuyển. Ta có nghe lầm hay không? Ta có phải hay không đi nhầm nơi trốn? Nơi này thật là bá Tống Huyền Thánh một tháng một lần nhân tiền hiển thánh giảng pháp. Càng quan trọng hơn là, tà vọng thứ này, có thể ăn. Tương tự nghi hoặc cùng ý nghĩ, tất cả đều thông qua được giảng pháp phản hồi, lấy cùng loại mưa đạn phương thức xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mắt, phi tốc xẹt qua. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, mỉm cười, loại này đang giảng pháp quá trình bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể tiếp thu được thính pháp giả tiếng lòng phản hồi cảm giác, rất không tệ. Cứ như vậy, giảng pháp quá trình đem càng thêm nhẹ nhõm. Ta biết trong lòng các ngươi có lo nghĩ, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, tà vọng không hề giống các ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Tà vọng cũng cùng rất nhiều thiên tài địa bảo một dạng, chính là chư thiên vạn giới dựng dục ra tới bảo vật. Phàm là chư thiên vạn giới dựng dục ra tới bảo vật, liền không có không thể ăn. Mặc kệ là tà vọng vẫn là thiên kiếp, đều là vô thượng chân phẩm. Thiên kiếp thu hoạch độ khó tương đối cao, nhưng tà vọng tại thiên địa hỗn loạn lúc lại khắp nơi đều có. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Chư thiên vạn giới tu luyện giả có chút dừng lại, tà vọng, là thiên tài địa bảo. À, bá Tống Đại Lão vừa nói như thế, tựa hồ thật đúng là giảng thông. Thiên tài địa bảo thường thường là theo thời thế mà sinh, trong đó bộ phận thiên tài địa bảo là chư thiên vạn giới thai nghén mà ra. Từ không sinh có. Mà tà vọng ở phương diện này, tựa hồ cũng là đồng dạng. Bọn chúng đồng dạng là từ không sinh có, tựa như là đổi mới đi ra một dạng. Đầu tiên, là tà vọng nguyên liệu nấu ăn hóa, tự cùng phần lớn thiên tài địa bảo một dạng, không thông qua tiên chủ thủ đoạn đặc thù xử lý, tà vọng đồng dạng không cách nào trực tiếp dùng ăn, cần phải có một cái xử lý quá trình, để nguyên thủy tà vọng biến thành mỹ vị nguyên thủy nguyên liệu nấu ăn. Tống Thư Hàng nói đến đây lúc, cố ý nhắc nhở, ở chỗ này, chúng ta cần ngoài định mức cảm tạ một vị đại tiền bối. Là hắn tại thời kỳ viễn cổ đối tà vọng nghiên cứu tư liệu, để cho chúng ta rốt cục nghiên cứu ra tà vọng nguyên liệu nấu ăn hóa quá trình. Dương Đà, bá Tống ta Dương Đà đại gia ngươi. Tất 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 lại là một cái VIP cấp bậc siêu cấp mưa đạn xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mắt, mà lại một hơi quét rất nhiều lần, mỗi một lần lời kịch đều không mang theo giống nhau. Vị kia đại tiền bối, chính là Hà Chỉ Ma Đế. Chí Viễn Tinh Hà Chỉ tiền bối, cảm ơn ngươi khen thưởng một cây bá thần trụ. Bởi vì ngươi, ta trường sinh trụ hệ liệt bên trong, nhiều một dạng Hà Chỉ trụ, lão bá khí. Tống Thư Hàng nói đến đây lúc, còn hướng lấy nhân tiền hiển thánh hình ảnh dùng sức phất tay, Hà Chỉ tiền bối, ngươi cũng đã là ta trụ. Ẩn thân tại cái nào đó không biết vị diện Hà Chỉ Ma Đế, duỗi tay một quyền oanh tạc một cái đảo nhỏ tốt tại hắn hiện tại chỗ ẩn thân, là một cái không có người ở địa phương. Loại này không có sinh linh tồn tại đảo nhỏ, hủy cũng liền hủy. Hà Chỉ Ma Đế còn sống. Chư thiên vạn giới ma môn tu sĩ, nghe được tin tức này lúc cùng nhau sững sờ. Vị này tồn tại ở ma môn sách giáo khoa bên trong nam nhân, lại còn tồn tại ở thế gian. Mà lại, nghe vào bá Tống tiền bối cùng Hà Chỉ Ma Đế tình cảm không tệ. Cả hai là nhận biết. Hẳn là bá Tống cũng là siêu cấp lão tư cách đại lão. Là Hà Chỉ Ma Đế thời đại kia viễn cổ cự đầu. Cùng một thời gian,
Tống Thư Hàng nhận được Long Lạc nữ sĩ phát tới mấy cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ Long Lạc nữ sĩ tăng ca bắt đầu, càng thêm có kình. Nàng bàn giao cho Tống Thư Hàng yêu cầu, Tống Thư Hàng hoàn mỹ vượt mức hoàn thành, nàng phi thường hài lòng. Cùng Hà Chỉ Ma Đế đánh xong chào hỏi về sau, Tống Thư Hàng mặt mỉm cười, bắt đầu chậm rãi giảng giải tà vọng nguyên liệu nấu ăn hóa quá trình, tại cái kia thần bí bá văn hiệu quả ảnh hưởng dưới, bá Tống Huyền Thánh giảng giải có loại nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, phi thường dễ hiểu hiệu quả. Chư thiên vạn giới cộng cửu u, toàn bộ sinh linh vậy mà đều hiểu như thế nào đem tà vọng chế tác thành nguyên liệu nấu ăn lý luận. Tiếp đó, Tống Thư Hàng không mang theo nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu giảng giải tà vọng menu tinh tuyển. Cái này một đợt giảng pháp vừa mới mở ra, đại lượng công đức chi lực liền hướng hắn tụ đến giảng pháp còn không kết thúc, liền đã công đức ra thân. Điều này đại biểu lấy Tống Thư Hàng cái này đợt giảng pháp nội dung, chính là một kiện đại công đức. Giảng pháp liên tục không ngừng triển khai. Trong lúc bất chi bất giác, Tống Thư Hàng giảng pháp tư thái bắt đầu chuyển biến. Từ lúc mới bắt đầu đang ngồi, biến mà nằm nghiêng. Nói tiếp một chút thời gian về sau, Tống Thư Hàng lại biến thành người lười nằm. Công đức xà Mỹ Nhân đem cái đuôi của mình bàn thành một đoàn, bá Tống tự như là cái mất đi xương cốt phế vật, hãm tại công đức xà Mỹ Nhân trong ngực, giảng pháp thanh âm bên trong cũng bắt đầu mang lên một loại lười biếng cảm giác. Bá Tống đồng học, đột nhiên đề không nổi kinh. Nhìn thấy Tống Thư Hàng đột nhiên trở nên lười biếng về sau, chư thiên vạn giới những người tu luyện tâm can đều đang run rẩy. Bọn hắn điên cuồng bắt đầu soát bình phong phản hồi, hy vọng đem tâm ý của mình truyền lại cho bá Tống tiền bối. Bá Tống tiền bối, giảng pháp bên trong xin đừng nên thất thần, van xin ngài. Chúng ta không cần ngủ say bá Tống tiểu lang quân giảng pháp, chúng ta chỉ cầu bá Tống tiền bối ngươi có thể thuận thuận lợi lợi đem tà vọng menu tinh tuyển giảng giải hoàn tất là đủ. Giữ vững tinh thần đến, bá Tống tiền bối, ngài có thể làm. Bá Tống tiền bối xin ngài nhất định phải lòng dạ từ bi. Thật có lỗi, các vị, đột nhiên có chút không động dậy nổi, có thể là vừa rồi chết một lần di chứng. Bất quá đại gia yên tâm, ngoại trừ biến có chút không động dậy nổi bên ngoài, ta còn rất thanh tỉnh, rất bình thường. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Cái kia bá Tống tiền bối không bằng kết thúc lần này giảng pháp đi, ngài cần công đức chi lực, chúng ta cam đoan sẽ không thiếu khuyết. Bá Tống tiền bối ngài đã mệt mỏi, liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ uống nhiều nước nóng. Nếu như ngài cảm giác lần này giảng pháp còn có chút nội dung không kể xong lời nói, giữ lại lần sau lại giảng cũng không thành vấn đề. Tháng này tà vọng nguyên liệu nấu ăn hóa cùng vừa rồi bá Tống tiền bối ngài giảng bộ phận này tà vọng menu tinh tuyển đã đầy đủ chúng ta sở nghiên cứu cần. Còn sót lại, tháng sau lại giảng cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, từng cái biến quan tâm nhập vi. Giới này thính pháp giả thật sự là từ trước tới nay tốt nhất một giới. Chưa từng có cái nào giới thính pháp giả như thế quan tâm giảng pháp huyền thánh. Cảm ơn mọi người quan tâm. Bất quá, ta cái này còn có một loại thủ đoạn, có thể tục xong ta cái này một đợt giảng pháp. Đại gia chờ một lát, cho ta thoáng chuẩn bị cùng bố trí một chút. Tống Thư Hàng cả người mềm thành một đoàn, cả ngón tay đều lười động. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cường hóa tăng phát thuật thi triển ra, một đầu đến eo tóc dài mọc ra, hóa thành bàn tay, tại Tống Thư Hàng chi phối bên dưới bắt đầu múa bắt đầu. Không cần, bá Tống tiền bối, mời thu ngài thần thông, lần này giảng pháp đã đủ. Công đức chi lực, chúng ta lập tức khen ngợi. Thật sự không đi lời nói, bá Tống tiền bối ngài cứ nằm như thế nghỉ ngơi một hồi cũng tốt. Đừng có cái gì thần thông thao tác. Chư thiên vạn giới những người tu luyện hoảng thành một đoàn. Bọn hắn sợ nhất chính là bá Tống huyền thánh các loại tao thao tác. Mà liền tại bọn hắn loạn thành một bầy thời điểm, huyền thánh giảng pháp bên trong bá Tống huyền thánh, đã hoàn thành bố trí. Chỉ thấy hắn 20 con mái tóc bàn tay trong hư không liên tục điểm kích, mỗi một cái mái tóc trên bàn tay đều hiện lên một cái cao đoan đến cực điểm quyền hạn phù văn, mỗi một mai phù văn, đều có loại vượt ra khỏi trường sinh chi đạo đánh vào thị giác. Mà tại cái này 20 mai phù văn tác dụng dưới, huyền thánh giảng pháp không gian bên trong sinh ra một trận gợn sóng. Công đức xà Mỹ Nhân duỗi tay vỗ, sau đó một cái từ công đức chi lực tạo thành che đậy hình chiếu hiển hiện. Trong màn hình, có một cái viễn cổ thiên đình phòng bếp hình ảnh hiển hiện. Sau đó, trong tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy tiên chủ Biệt Tuyết Tiên Cơ mang theo một vị giúp việc bếp núc tiên tử, đồng thời xuất hiện tại công đức chi lực hình chiếu trong màn hình.
Bởi vì cái gọi là nói không bằng nhìn, nhìn không bằng làm. Ta cảm giác cùng nhìn ta ở chỗ này giảng thuật tà vọng menu thực đơn, còn không bằng để đại gia tận mắt xem xét những thứ này tà vọng là như thế nào bị chế tác thành nguyên liệu nấu ăn, lại thế nào biến thành ngon miệng tự điển món ăn. Sở dĩ lần này giảng pháp, ta long trọng mời tu chân giới đệ nhất tiên chủ Biệt Tuyết Thiên Cơ cùng ta đệ tử Sở Sở cùng một chỗ, vì mọi người hiện trường phơi bày một ít tà vọng xử lý chế tác quá trình. Không xương Tống Thư Hàng mềm tại công đức xà mỹ nhân cái đuôi bên trong, lười biếng nói. Chẳng biết tại sao, lúc này tóc dài phiêu giật, khí chất lười biếng bá Tống tiền bối. Cứ nhiên cho chư thiên vạn giới tu luyện giả mang đến một loại vũ mị đánh vào thị giác. Luôn cảm giác lúc này như cá ướp muối một dạng mềm thành một đoàn bá Tống tiền bối, tựa hồ biến thành tôn này vỡ vụn hồng thủy tinh pho tượng tiên tử. Lúc này, công đức trong màn hình Biệt Tuyết Tiên Cơ cùng Sở Sở đối màn ảnh mỉm cười. Biệt Tuyết Tiên Cơ tự nhiên hào phóng, Sở Sở lại có chút ít khẩn trương. Chư thiên vạn giới đạo hữu mọi người tốt, ta là Biệt Tuyết. Ta là Sở Sở. Hôm nay mượn bá Tống đạo hữu huyền thánh giảng pháp bình đài, chúng ta tới vì mọi người hiện trường biểu diễn một lượt tà vọng nguyên liệu nấu ăn hóa xử lý, mặt khác bởi vì thời gian có hạn nguyên nhân, chúng ta sẽ hiện trường vì mọi người biểu thị hai đạo tà vọng menu bên trên tác phẩm. Bởi vì chúng ta là mượn nhờ bá Tống đạo hữu huyền thánh giảng pháp bình đài tiến hành biểu thị nguyên nhân, sở dĩ mời mọi người xem xét tỉ mỉ, biểu diễn quá trình bên trong ta chỉ giảng giải một lần, có thể nghe hiểu bao nhiêu liền nhìn các vị đạo hữu tạo hóa của mình. Biệt Tuyết Tiên Cơ nói. Tạo hóa ngốc 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 một cái như tiếng trời thanh âm tại Biệt Tuyết Tiên Cơ bên cạnh vang lên, nhưng là cái này âm thanh thiên nhiên thanh âm chủ nhân cũng không có bên trên màn ảnh, tựa hồ là đang phụ trách quay chụp trực tiếp hình ảnh. Vọng Thiên, cái này cũng được, huyền thánh giảng pháp trực tiếp bên trong bộ trực tiếp. Trực tiếp chuyển trực tiếp lại trực tiếp, trực trực bá bá, vô cùng tận. Lại nói huyền thánh giảng pháp không phải không cách nào mượn nhờ ngoại lực, chỉ có thể dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự tiến hành giảng pháp sao? Cái này giảng pháp bên trong bộ trực tiếp, có tính không nhờ người ngoài. Dù sao cũng là lục liên bá nam nhân, cơ thao, cơ thao. Sở Sở, là Sở Sở. Lão tổ ngươi mau nhìn, Sở Sở tỷ tỷ nàng bên trên huyền thánh giảng pháp. Ta tương đối hiếu kỳ là lần này giảng pháp sau khi kết thúc, Biệt Tuyết Tiên Cơ cùng Sở Sở tiên tử có thể hay không phân đến công đức chi lực. Chư thiên vạn giới những người tu luyện nghị luận ầm ĩ. Mà một số cửu phẩm kiếp tiên phía trên đại lão nhóm thì là trong lòng hơi động lần trước thiên địa phá diệt thời điểm, bá Tống đại lão tựa hồ tiếp xúc đến huyền thánh giảng pháp pháp tắc. Lần này giảng pháp bên trong bộ trực tiếp, là hắn tại lần trước thiên đạo phá diệt lúc tiếp xúc đến chí cao pháp tắc thu hoạch. Từ trước mắt đến xem, bá Tống đại lão mỗi tháng một lần giảng pháp, kỳ thật đều là tại tiến hành thăm dò. Hắn mỗi lần giảng pháp lựa chọn địa điểm đều có khác biệt, thậm chí siêu việt thời gian hạn chế, không gian hạn chế. Đó cũng không phải tại bắn tên không đích, mà là có mắt tại thí nghiệm. Cái này lần thứ 6 giảng pháp, bá Tống đại lão đã triệt để đem huyền thánh giảng pháp cứng nhắc quy định đè xuống đất ma sát. Luôn cảm giác tiếp tục như vậy nữa, coi như không có tấn thăng thiên đạo, bá Tống huyền thánh cũng có thể chấp chưởng huyền thánh giảng pháp cái này đỉnh mục. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới nhân tiền hiển thánh giảng pháp hạng mục, nói không chừng sẽ trở thành bá Tống đại lão độc nhất vô nhị bình đài. Những thứ này ẩn tàng đại lão nhóm càng nghĩ càng thấy được bản thân phỏng đoán có đạo lý. Thời gian cực nhanh, Biệt Tuyết Tiên Cơ cùng Sở Sở trực tiếp, hấp dẫn chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả ánh mắt trực tiếp nội dung kết hợp trước đó bá Tống huyền thánh giảng pháp lý luận, chư thiên vạn giới tu luyện giả từng cái đều nắm giữ tà vọng nguyên liệu nấu ăn hóa thủ đoạn. Tất cả mọi người nhìn say sưa ngon lành, cách giảng pháp màn hình tựa hồ cũng có thể ngửi được Biệt Tuyết Tiên Cơ cái kia từng đạo tà vọng xử lý mùi thơm. Thật là thơm. Hận không thể có thể tiếp tục nhìn mãi, Biệt Tuyết Tiên Cơ làm đồ ăn đừng có ngừng. Đáng tiếc, huyền thánh giảng pháp có thời gian hạn chế. Tại mọi người lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, bá Tống huyền thánh lần thứ 6 giảng pháp trực trực bá bá vô cùng tận hình thức, kết thúc. To lớn công đức chi lực giáng lâm tại cái kia lười biếng cá ướp muối trên người. Dù cho bá Tống huyền thánh lại thế nào cá ướp muối, hẳn là thu hoạch công đức chi lực tuyệt đối sẽ không thiếu một tia một sợi. Ở chỗ này, cảm tạ các vị xem ta một lần cuối cùng nhân tiền hiển thánh, lần này hiển thánh về sau, ta đem sẽ không ở cái này hiển thánh đài bên trên đăng tràng. Các vị đạo hữu, nếu có duyên, để cho chúng ta thiên nhai gặp nhau.
Tống Thư Hằng uể oải hướng phía chư thiên vạn giới đạo hữu chắp tay. Cái này lời kịch, nghe làm sao như thế quen tai. Luôn cảm giác cái này lời kịch bá Tống tiền bối lần trước hay dùng qua. Sở dĩ, tháng sau chúng ta còn có thể nhìn thấy bá Tống tiền bối lần thứ 7 giảng pháp A. Chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm nghị luận ầm ĩ về phần bá Tống đại lão mới vừa nói một lần cuối cùng giảng pháp, đã không có người đi tin tưởng. Sói đến cố sự, tất cả mọi người hiểu. Tại tu luyện giả nhóm giao lưu thời khắc, huyền thánh giảng pháp khâu chính thức kết thúc, không xương bá Tống cùng công đức xà mỹ nhân thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Đám người cũng kết thúc vọng thiên tư thế. Lần này bá Tống đại lão giảng pháp nội dung cùng mấy lần trước khác biệt, không cách nào mang cho đại gia trực tiếp lĩnh ngộ cùng cảnh giới tăng lên. Nhưng là lần này giảng pháp hiệu quả, không chút nào không thể so với mấy lần trước kém bao nhiêu. Bởi vì lần này bá Tống đại lão giảng pháp tà vọng nguyên liệu nấu ăn hóa cùng tà vọng menu chẳng khác gì là cho chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm mở ra một loại mới thiên tài địa bảo tài nguyên. Tà vọng loại này trước kia tu luyện giả nhóm tránh không kịp, coi như chém giết sau cũng cơ hồ không có nhiều ích lợi đồ vật, trải qua bá Tống huyền thánh lần này giảng pháp về sau, lập tức giá trị bản thân phi thăng. Càng quan trọng hơn là, phàm là tiên chủ thực đơn mân mê đi ra đồ vật, đều có thể đưa đến tăng lên công lực hoặc là tinh luyện công lực độ tinh thuần loại hình hiệu quả. Nói cách khác, bá Tống lần này giảng pháp nội dung, là một loại tế thủy trường lưu tăng lên công lực đường tắt. Đối rất nhiều tán tu tới nói, càng là một loại phúc âm. Cái này không sai biệt lắm là một vị nào đó cấp thế giới đại lão đột nhiên hướng thế giới công khai một loại đơn giản dễ vào tay biến phế thành bảo kỹ thuật, cho toàn thế giới người một đầu tính tạm thời phát tài làm giàu đường đi. Dành thời gian, chúng ta đến nhanh lên đi phụ cận nhìn xem, có hay không hoang dại tà vọng còn không có bị người xử lý, đuổi đem tà vọng cho bắt sống tới. Chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm bắt đầu hành động. Ta hiểu rõ một chỗ ngũ phẩm cấp tà vọng chỗ ẩn thân, mà lại cái này ngũ phẩm tà vọng vừa mới sinh ra không lâu, rất là suy yếu. Trước đó bá Tống đại lão nhắc qua, ngũ phẩm cấp tà vọng sẽ càng mỹ vị hơn. Các vị sư huynh, có người hay không thành đoàn cùng nhau? Có một ít đệ tử của đại môn phái, bắt đầu hô bằng gọi hữu, tập kết đội ngũ đi soát tà vọng. Tiên trù, chúng ta cần bồi dưỡng càng nhiều tiên trù. Tương lai có thể từ nơi này một đợt tà vọng mỏ vàng bên trong chia được bao nhiêu tài phú, liền xem chúng ta có bao nhiêu tiên trù. Có ánh mắt độc đáo hạng người, trực tiếp từ tiên trù một góc độ này vào tay. Có thể tưởng tượng, chờ bá Tống đại lão lần này giảng pháp nội dung bị tiêu hóa về sau, chư thiên vạn giới tiên chủ địa vị đem cao hơn một tầng lầu. Có biện pháp nào không đem chúng ta tiên chủ đưa đến biệt tuyết tiên cơ môn hạ bồi dưỡng một đoạn thời gian? Càng có cùng biệt tuyết tiên cơ quan hệ hơi tốt tu sĩ, trực tiếp đem chủ ý đánh trên người biệt tuyết tiên cơ. Chúng ta bán ra thủ đoạn đối phó với tà vọng cùng phương pháp, chúng ta một mực sinh động tại đối phó tà vọng tuyến đầu, nắm trong tay rất nhiều đối phó cùng phong ấn tà vọng độc môn thủ đoạn. Hiện tại là thời điểm tạo phúc chư thiên vạn giới thương sinh, đem những thủ đoạn này cùng phương pháp bán ra đi ra. Lại có một số lòng mang chính nghĩa tổ chức, ở thời điểm này dứt khoát lựa chọn đem trong tay mình đối phó tà vọng phương pháp công bố ra ngoài, vì muốn để chư thiên vạn giới có thể càng nhanh càng quét tà vọng, cho phổ thông sinh linh một cái an bình hoàn cảnh sinh tồn. Về phần tại sao phải dùng bán ra phương thức công bố thủ đoạn đối phó với tà vọng tự nhiên là bởi vì chính nghĩa tổ chức cũng là muốn đúng cơm. Mà lại, miễn phí đồ vật tổng là không chiếm được người chân quý. Chỉ có hoa giá tiền rất lớn đi mua đến đồ vật, mới có thể làm cho người đi tín nhiệm. Tống Thư Hằng lần này giảng pháp, không có mấy lần trước như vậy rung động nhân tâm, nhưng đưa tới oanh động lại so phía trước 5 lần cộng lại còn muốn lớn hơn. Chư thiên vạn giới đều bị dẫn động, dĩ vãng tứ ngược hoành hành tà vọng tại một ngày này, đột nhiên đưa tới chủng tộc tận thế. Vô số tu luyện giả, bốn phía đi tìm tà vọng. Cho dù là giấu ở trong rừng sâu núi thẳm tà vọng, đều bị khai quật ra. Một loại nào đó giống loài có thể tứ ngược vòng sinh thái, phá hư sinh thái cân bằng đó nhất định là bởi vì còn không nghiên cứu ra hắn làm sao ăn. Thậm chí, liền ngay cả cửu u thế giới đều có một ít tà ma rất tâm động, bọn chúng đang chuẩn bị hướng bá Tống chúa tể xin tiến về hiện thế, bắt tà vọng, nếm thử hương vị. Cuối cùng kết thúc, không cốt Thư Hàng như cá ướp muối một dạng. Hữu khí vô lực nói, trước sau 6 lần nhân tiền hiển thánh, 6 lần khiêu chiến, mỗi lần đều muốn kình tận tâm nghĩ đi tiến hành huyền thánh giảng pháp khâu, hôm nay rốt cục hết thảy đều hoàn mỹ kết thúc. Ta Tống Mỗ, là chân chính, huyền thánh á.
rốt cuộc không cần đi khổ sở suy nghĩ như Hà nhân tiền hiển thánh trang bức, như Hà đi hoàn thành huyền thánh giảng pháp cái này cùng luận văn tốt nghiệp rốt cuộc cũng viết xong một dạng, thoải mái đến không được. Trong hư không, có đại lượng công đức chi lực giáng lâm, rơi vào Tống Thư Hằng cùng công đức xà mỹ nhân trên người. Những thứ này công đức chi lực chia làm hai làn sóng. Một đợt là Tống Thư Hằng tại giảng giải tà vọng xử lý lúc, chư thiên vạn giới giáng lâm ở trên người hắn công đức. Truyền thụ chư thiên vạn giới tu luyện giả đối phó tà vọng chi pháp, bản thân liền là công đức. Một cái khác đợt, là giảng pháp sau khi kết thúc chư thiên vạn giới tu luyện giả phản hồi qua tới công đức chi lực dù là bá tống cuối cùng biến thành không xương cá ướp muối bộ dáng, nhưng hẳn là giao công đức, không ai dám giao thiếu. Công đức tiên tử ngươi lúc này hẳn là muốn hoàn chỉnh tiến hóa đi. Lần này đã là chúng ta cuối cùng một đợt công đức chi lực. Sở dĩ ngươi tuyệt đối đừng lại cả lấy ba phân nhánh. Ngươi lấy ba lại phân nhánh xuống dưới, liền muốn thành bạch tuộc. Tống Thư Hằng hao hết toàn lực nói. Lần trước công đức xà mỹ nhân dương dương đắc ý hướng hắn hiện ra chóp đuôi phân nhánh năng lực lúc, loại kia thiểu năng trí tuệ hình thức đơn giản làm cho người ngạt thở. Công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu, sau đó nàng cúi đầu nhìn về phía mình chóp đuôi, lộ ra nụ cười sán lạn. Tống Thư Hằng thở dài, được rồi, người vui vẻ là được rồi. Tính toán thời gian không sai biệt lắm. Hai chúng ta, rời đi nơi này, về cửu U. Tống Thư Hằng cố gắng chống lên thân thể. Đúng, ta giống như quên đi vài việc gì đó. Ai ra, nghĩ tới. Ta quên cho Bạch Tiền Bối đánh quảng cáo. Tống Thư Hằng nguyên bản lười biếng thân thể đột nhiên ngồi dậy, dùng sức vỗ bắp đùi của mình. Lúc đầu quyết định tại nhân tiền hiển thánh cái cuối cùng khâu lúc. Cho Bạch Tiền Bối phát đầu thu mua đại lượng tà vọng hạch tâm quảng cáo, kết quả bởi vì cuối cùng khâu biến thành biệt tuyết tiên cơ cùng sở sở trù nghệ trực tiếp, hắn cuối cùng không có tới kịp cắm bên trên quảng cáo. Ta vậy mà lại quên đi chuyện này. Tống Thư Hằng ngẩng đầu vọng thiên. Bây giờ hắn đã là chân chính bá tống huyền thánh, sẽ không lại bước chân giảng pháp loại hoạt động này. Xong, không có cơ hội vì Bạch Tiền Bối đánh quảng cáo. Tống Thư Hằng buồn rầu xoa mi tâm. Bắt đầu lo lắng lấy muốn hay không vận dụng cửu U chúa tể quyền hạn cho mình đệ tử mở cửa sau đó để cho mình đệ tử đang giảng pháp lúc, cho Bạch Tiền Bối bổ cái quảng cáo. Đang lúc tân tấn bá U Ma Thánh vô cùng phiền não thời khắc, mới từ huyền thánh giảng pháp không gian bên trên lui ra hắn, đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Cùng một thời gian, vừa kết thúc vọng thiên tư thế chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cửu U tà ma, lần nữa thân bất do kỷ ngẩng đầu vọng thiên. Cổ. Hư hết rồi. Chẳng lẽ lại có tân huyền thánh chứng đạo? Chư thiên vạn giới tu luyện giả trong lòng hơi động dù sao bá tống đại lão vừa cả xong tháng này giảng pháp lược, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, tháng này bá tống đại lão sẽ không lại lên đài. Bá tống, một tháng giảng pháp một lần, từ trước tới giờ không nhiều cũng từ trước tới giờ không ít. Huyền thánh. Nói cách khác, chân chính mà tính lời nói. Vị này tân huyền thánh khả năng mới là thiên đạo sụp đổ về sau cái thứ nhất giảng pháp huyền thánh. Chỉ là bởi vì bá tống đại lão không muốn để cho ra thiên đạo sụp đổ sau cái thứ nhất giảng pháp vị trí, sở dĩ cứng rắn là đem vị này tân tấn huyền thánh đẩy ra thiên đạo sụp đổ sau cái thứ hai giảng pháp huyền thánh khâu. Chư thiên vạn giới tu luyện giả trong nháy mắt não bổ một cái đại thiên chương nội dung cốt truyện. Bá tống đại lão đối với giảng pháp, thứ nhất tựa hồ có loại chấp nhất. Tỷ như hắn chấp nhất tại thiên niên đệ nhất thánh, thiên niên đệ nhất ma, thiên niên đệ nhất cổ thánh vân vân hạng nhất đầu, như vậy hắn cưỡng chiếm thiên đạo sụp đổ sau lần thứ nhất giảng pháp hành vi, cũng có thể lý giải. Có thể là một loại nào đó yêu thích, cũng có thể là cùng bá tống đại lão đạo có quan hệ. Sẽ liên lạc lại trước đó bá tống huyền thánh giảng pháp trước cái kia phiến hiển thánh đen màn hình trạng thái. Cái kia phiến đen màn hình nói không chừng chính là bá tống đại lão tại tranh đoạt thứ nhất cái này danh ngạch. Cứng rắn là đem tân tấn huyền thánh chen đi ra thao tác quá trình. Càng nghĩ thì càng cảm giác có lý có cứ. Bá tống huyền thánh có thể hay không lại là thành đoàn độ kiếp. Trừ hắn ra, còn có một vị khác huyền thánh muốn giảng pháp. Còn có một số tu luyện giả phỏng đoán nói bá tống đại lão cơ hồ mỗi lần lên đài giảng pháp, đều là thành đoàn. Dẫn người độ bát phẩm thiên kiếp tựa hồ là bá tống đại lão cái nào đó nghiệp vụ, hoặc là hắn đại đạo một bộ phận. Như thế suy đoán lời nói. Bá tống kết thúc giảng pháp về sau, thành đoàn tân huyền thánh tiếp bên trên giảng pháp, trên lý luận liền giảng thông. Đang lúc chư thiên vạn giới tu luyện giả suy tư thời khắc, nhân tiền hiển thánh hình ảnh lần nữa triển khai. Lần này nhân tiền hiển thánh hình ảnh rất dứt khoát,
không tiếp tục xuất hiện cùng loại đen màn hình hiện tượng. Sau đó tại chư thiên vạn giới tu luyện giả không dám tin ánh mắt bên trong, cái kia trước một giây còn tại nói nếu có duyên, để cho chúng ta thiên nhai gặp nhau nam nhân, xuất hiện lần nữa tại chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả ánh mắt bên trong. Chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả. Cửu u thế giới tà ma nhóm. Chúng ta có phải hay không hoa mắt? Lại hoặc là, bá Tống đại lão kỳ thật sự có một cái song bào thai đệ đệ, tên là Tống Bá. Thiền thánh giảng pháp hình ảnh bên trong. Lúc này, cái này làm chư thiên vạn giới tu luyện giả không tách ra phát biên kịch não bổ nội dung cốt truyện năng lực đại lão, lại tựa hồ như còn không phát giác mình đã tiến vào nhân tiền hiển thánh khâu. Sở các chủ lười biếng hình thức di chứng lớn như vậy. Ta liền sắp chết kinh ngồi dậy một hồi, vậy mà liền cảm giác đại não cung cấp máu không đủ, mắt tối sầm lại. Tống Thư Hàng nói khẽ, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương phát ra nội tâm nghi hoặc, chẳng lẽ cơ ngực quá lớn thực biết ảnh hưởng nhịp tim, dẫn đến cung cấp máu vấn đề. Chư thiên vạn giới tu luyện giả cộng cửu u tà ma. Hạch tâm thế giới, sở các chủ. Sở các chủ tiên tử, ta cảm giác Thư Hàng loại sinh vật này vẫn là giết đi, không giết chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết. Tâm ma xích tiêu kiếm tại bên cạnh gây sự nói, người đến lúc đó có thể sử dụng ta, đâm hắn thật, thuận tiện lấy cho hắn đỡ đẻ. Tô thị A thập lục. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ chọc chọc bản thân cái cằm, một mặt chân thành nói, thì ra là thế, sở ngốc mau ngươi trước kia lười biếng là bởi vì cung cấp máu không đủ. Về sau trở thành Thư Hàng vật trang sức về sau, đột nhiên biến không lười biếng, là bởi vì ngươi chỉ còn cái đầu, không có cơ ngực liên lụy. Cũng không cần lo lắng cung cấp máu vấn đề. Im miệng, khăn quàng cổ tiên tử. Ngươi có tư cách gì chế giễu ta? Có bản lĩnh lộ ra ngươi hình người trạng thái. Sở các chủ nói. Bạch Long tỷ tỷ vui a nói, ta không có hình người trạng thái. Như ngươi loại này chuyện ma quỷ gạt được ai? Sở các chủ dứt lời, đem bản thân dưới thân thể mềm mại chìm, chỉ lộ ra trên nửa khuôn mặt, bắt đầu yên lặng thổ phao phao. Mà lúc này, hiển thánh hình ảnh bên trong. Uể oải bá Tống tựa hồ vẫn còn nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, hắn dùng sức vuốt vuốt bản thân huyệt thái dương về sau, đột nhiên phát ra một tiếng phi thường nặng nề cảm khái, a, cuối cùng vẫn là tuyệt dục a, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ta đều còn chưa kịp tới cùng A thập lục sinh cái hầu tử đi ra, xem ra, sinh hầu tử loại sự tình này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bá Tống đại lão cái này phát thanh tự sâu trong nội tâm cảm khái âm thanh. Truyền vang đến chư thiên vạn giới cùng cửu u mỗi một hẻo lánh. Chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả. Ngài vẫn còn có năng lực sinh sản. Tại chư thiên vạn giới tu luyện giả trong mắt xem ra, bá Tống huyền thánh loại này viễn cổ đại lão, hẳn là tại viễn cổ thời đại liền đã tuyệt dục mới đúng. Nhưng từ bá Tống đại lão câu này nặng nề cảm thán tiếng nghe tới, bá Tống tiền bối tựa hồ tại gần nhất lại thời gian ngắn thu được sinh dục năng lực. Chỉ là theo hắn đạo càng ngày càng hoàn chỉnh về sau, rốt cục tại lần thứ 6 giảng pháp kết thúc, triệt để tuyệt dục thành công. Không hổ là bá Tống đại lão, từ viễn cổ thời đại liền tuyệt dục, vậy mà tại hiện đại còn nặng mới tìm được khôi phục năng lực sinh sản thủ đoạn. Đáng tiếc rõ ràng bá Tống tiền bối đã như thế cường hãn, nhưng như cũng không thể thành công làm vị kia A thập lục tiên tử mang thai, thậm chí thành nội tâm của hắn tiếc nuối khổng lồ. Bất quá cũng có thể lý giải. Lấy bá Tống huyền thánh độ mạnh, dù cho khôi phục năng lực sinh sản, muốn ngắn ngủi trong vòng mấy tháng làm tiên tử mang thai sinh dục, cũng phi thường khó khăn. Dù sao dưới tình huống bình thường thất phẩm tôn giả muốn mang thai đều cần vất vả cái 10 năm 8 năm. Chư thiên vạn giới tu luyện giả tỏ ra là đã hiểu. A này lại sẽ không chính là bá Tống huyền thánh đột nhiên đi đau khổ nghiên cứu cường giả giám định thuật nguyên nhân. Hoặc là nói, hắn ngắn ngủi khôi phục năng lực sinh sản thủ đoạn. Có phải hay không là từ nho ra thánh nhân cường giả giám định thuật ở bên trong lấy được linh cảm? Chư thiên vạn giới bên trong có rất nhiều bát phẩm huyền thánh nhãn tình sáng lên. Không phải mỗi cái bát phẩm huyền thánh đều có lưu hậu duệ. Cũng không phải mỗi cái bát phẩm huyền thánh hậu duệ cũng còn sống. Sở dĩ, rất nhiều huyền thánh kỳ thật rất chờ mong mình có thể tạm thời kết thúc tuyệt dục hình thức, sinh mấy cái bé con chơi đùa. Nho ra thánh nhân mang thai ngưng thị bên trong. Rất có thể ẩn giấu đi để huyền thánh được đến ngắn ngủi năng lực sinh sản huyền bí. Rất nhiều huyền thánh cấp nhân vật mạch suy nghĩ đại khai. Bọn hắn cảm giác mình cần phải đi cùng nho ra tiếp xúc thân mật một chút. Càng có rất nhiều trường sinh giả đại lão, trong lòng một lần nữa hiện lên đi khiêu chiến bá Tống suy nghĩ, tốt tinh tế phẩm vị một chút mang thai ngưng thị thư vị,
có lẽ có thể từ đó lĩnh ngộ được sinh mệnh chi đạo tin tức, tăng cường thực lực của mình. A, à, nhân tiền hiển thánh trạng thái. Lúc này, bá tống đại lão đột nhiên kêu lên. Hắn tựa hồ rốt cục đã nhận ra mình bây giờ vị trí trực tiếp hình thức. Ta tại sao lại tiến đến rồi? Bá tống đại lão một mặt mộng bức. Ngài tại sao lại tiến đến, chính ngài trong lòng liền không có điểm bức số sao? Ngài đã tiến đến rất lâu, bá tống tiền bối. Nhiệt liệt chúc mừng bá tống đạo hữu lần nữa tuyệt dục. Tống Thư Hàng. Vậy ta vừa rồi cào nhau lời nói, chư thiên vạn giới đều nghe được. A, à, cuối cùng vẫn là tuyệt dục sau lưng, công đức xà mỹ nhân nắm vuốt cuống họng, phát ra Tống Thư Hàng thanh âm. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng trên người hiện lên một đạo pháp tắc ba động. Chính là trước đó trên người hắn hiển hiện hoa thôi pháp tắc. Vay mượn không trả nhất thời sảng, một mực không trả một mực thoải mái. Tại cái này nói quyền hạn cấp hoa thôi pháp tắc ảnh hưởng dưới, bá tống huyền thánh tại nghiêm trọng tiêu hao tương lai, hắn còn không có độ kiếp, trước hết tiêu hao nhân tiền hiển thánh, ngưng tụ thánh ấn, huyền thánh giảng pháp. Đồng thời, một cái thánh ấn ở bên cạnh hắn ngưng tụ. Đệ thất thánh ấn bá đao. Tống Thư Hàng. Hiển thánh hình ảnh bên trong, kinh khủng công đức chi lực còn tại liên tục không ngừng hạ xuống. Hai làn sóng chói mắt công đức chi lực, để bá tống đại lão biến thành một khỏa chướng mắt công đức mặt trời nhỏ. Đồng thời, có thất đại thánh ấn hiện lên ở Tống Thư Hàng bên cạnh thân, bọn chúng như là bảy viên hành tinh, theo sinh ra trình tự khác biệt, lấy cái này đến cái khác khác biệt quỹ đạo vây quanh bá tống mặt trời nhỏ xoay tròn. Bảy đại ấn đại biểu cho bảy đại vĩ lực, sấn thác bá tống đại lão uy nghiêm. Bá tống huyền thánh, bá nho huyền ma, bá long cổ thánh, bá ma thánh quân, bá diệt đạo quân, bá u ma thánh cùng cuối cùng cái này thông qua mượn trước trả sau pháp tắc sớm mân mê đi ra bá đao thánh hào. Chư thiên vạn giới tu luyện giả tại liên tưởng đến bá tống đại lão lần lượt giảng pháp, đem nhân tiền hiển thánh pháp tắc đè xuống đất ma sát, trước sau bảy lần hiển thánh, mỗi lần đều muốn chiếm trước các loại thứ nhất, quả thật thánh trung chi thánh. Sở dĩ cái này bá đao đạo hiệu đương mang theo nhất cái này tôn xưng mới đúng. Tổ hợp một chút, cái này cái thứ bảy thánh hào, hẳn là xưng là bá đao nhất hào. Không đúng không đúng, dạng này kêu lời nói, sẽ cho người một loại bá đao có thật nhiều hào cảm giác. Sở dĩ, tại nhất đằng sau có phải hay không hẳn là phụ cái tôn xưng. Hoặc mang lên bá tống đại lão vĩ đại dòng họ. Lại nói bá tống tiền bối dòng họ là cái gì? Là bá, là tống, vẫn là cái kia trình cẩu đản. Có người nghi ngờ lên tiếng hỏi. Ta cảm thấy khẳng định là họ bá, thất liên bá không họ bá, còn có thể họ gì? Bên cạnh có nhân mã bên trên trả lời. Không không không, ta cảm giác là họ tống. Ta nhớ được tại mấy lần tu chân giới trong tin tức, từng tại mấy cái trường hợp công khai, có vị chân cực dài tiên tử đã từng gọi bá tống đại lão vì tống tiền bối, mà không phải bá tiền bối. Lại có người nhanh chóng đáp. Nhưng trước đó đang dùng tinh thần lực soát bá tống tiền bối mã QR xăm người lúc, chúng ta mơ hồ cảm ứng được trình cầu đản xưng hô thế này. Sở dĩ ta cảm giác họ tống có thể hay không chỉ là bá tống tiền bối ở thời đại này ngụy tên. Tên thật của hắn khẳng định chính là trình cầu đản. Bên cạnh còn có người phản bác. Đồng dạng nghị luận, tại chư thiên vạn giới rất nhiều nơi triển khai, cuối cùng phản hồi đến Tống Thư Hàng trong mắt. Tống Thư Hàng lên tiếng trả lời, đừng tùy ý sửa đổi ta dòng họ A, ta không có ở rể bá ra ý nghĩ. Mặc dù nói năm đó kém một chút liền ở rể. Chư thiên vạn giới tu luyện giả nghe được bá tống tiền bối câu nói này lúc, con mắt đều sáng lên bá tống tiền bối cứ nhiên đã từng kém một chút ở rể nhà hắn. Đáng tiếc. Tống Thư Hàng lời nói giảng đến một nửa lúc, phanh lại dừng lại, không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa. Bá tống tiền bối là họ tống. Như vậy bá đao hậu tố tôn xưng liền có thể mang theo họ tống. Bá đao nhất tống, chư thiên vạn giới có rất nhiều địa phương tu luyện giả, trong đầu không hẹn mà cùng hiển hiện ý nghĩ như vậy. Bá đao nhất tống, cái này tôn xưng nghe tựa như là một loại nào đó đao pháp tên một dạng, bá đao một trảm tống chung. Không ổn không ổn. Bá đao nhất tống nghe rất cổ quái, sở dĩ muốn hay không phản một chút. Bá đao tống nhất mặc dù nghe vẫn có chút cổ quái bộ dáng, nhưng lại không hiểu mang cảm giác, đọc càng là thuộc lầu lầu, tống đại biểu cho bá tống dòng họ, thứ nhất đại biểu cho các loại thứ nhất chí tôn chi vị. Tống Thư Hàng. Hắn thông qua quan sát chư thiên vạn giới tu luyện giả phản hồi, toàn bộ hành trình nhìn thấy bản thân cái cuối cùng thánh hào bá đao tôn xưng,
là thế nào từ bá đao thánh quân hoặc bá đao thánh ma một đường chuyển hóa, cuối cùng hóa thành bá đao Tống nhất cái danh xưng này. Trong cõi u minh phảng phất có một loại lực lượng tại thôi động chư thiên vạn giới tu luyện giả, đem cái này bạch tiền bối tự mình lên đạo hiệu cho suy tính ra. Đây chính là bạch tiền bối lực lượng sao? Bá đao Tống nhất, không nghĩ tới lượn quanh một vòng lớn, cuối cùng lại trở về trên người nó. Tống Thư Hàng ôn nhu cười một tiếng, cũng tốt, vậy liền lấy bạch tiền bối đã từng vì ta lập hạ đạo hiệu bá đao Tống nhất vì sau cùng kết thúc, vì ta 7 lần giảng pháp vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Chư thiên vạn giới tu luyện giả cộng cửu u tà ma. Tiền bối, người đừng như vậy nữa nói. Ngài một lần cuối cùng, liền cùng ngày mai một giảng, vĩnh viễn là ngày mai. Huyền thánh không gian bên trong. Tống Thư Hàng duỗi tay tại thất đại thánh in lên nhẹ nhàng điểm một cái, thất đại thánh ấn đại biểu cho 7 loại khác biệt gặp gỡ. Hiện thế, cửu u, hắc long thế giới, quá khứ, thiên đạo sụp đổ thời điểm, thái cổ ma hải thế giới cùng tương lai. Mà bây giờ, hết thảy đều đã kết thúc. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thất đại thánh hào được thu vào thể nội. Đại biểu cho hiện thế bá tông ấn cùng đại biểu cho cửu u bá nho ấn, thành đôi. Đại biểu cho hắc long thế giới bá long ấn cùng đại biểu cho thái cổ ma hải bá u ấn, thành đôi. Đại biểu cho quá khứ bá ma ấn cùng đại biểu cho tương lai bá đạo ấn, thành đôi. Cuối cùng, thể tích nhất lớn, đại biểu cho thiên đạo sụp đổ bá diệt đạo ấn, độc thân. Trước mắt tại cái này chư thiên vạn giới, chỉ sợ cũng tìm không ra có thể cùng bá diệt đạo ấn thành đôi biểu tượng. Thu hồi 7 đại ấn về sau, Tống Thư Hàng cố gắng vượt qua tự thân lười biếng, từ công đức xà mỹ nhân đem hắn nâng lên ngồi thẳng. Cái kia cái gì, ta không nghĩ tới nhanh như vậy cứ nhiên lại cùng đại gia gặp mặt. Cái này lần thứ 7 huyền thánh giảng pháp, thực sự vượt quá dự liệu của ta, hoàn toàn không ở kế hoạch của ta bên trong. Tóm lại cái này, lần này là cái chân chính ngoài ý muốn. Tin tưởng các ngươi cũng thật bất ngờ a, Tống Thư Hàng nói. Chư thiên vạn giới tu luyện giả. Tiền bối, lời tương tự ngài đã nói 3 lần, quá tam ba bận a. Bởi vì cái này lần thứ 7 giảng pháp thật là cái chủ quan bên ngoài. Sở dĩ, ta cũng không có chuẩn bị lần thứ 7 giảng pháp bản thảo. Liền ngay cả tà vọng nguyên liệu nấu ăn hóa loại chuyện này, đều bị ta đem đến lần thứ 6 giảng pháp bên trong, kể xong. Liên tiếp 6 lần giảng pháp, đã thật sự đem ta móc sạch. Tống Thư Hàng một mặt nghiêm túc nói, sở dĩ, lần này giảng pháp ta thật sự không có gì đồ vật có thể giảng. Nếu không, đại gia liền nhìn ta tấm mặt mo này, chúng ta cùng một chỗ thấu hỏa lấy độ xong cái này lần thứ 7 giảng pháp thời gian. Ta, bá Tống không chuẩn bị giảng pháp bản thảo, rất xấu hổ. Nhưng xem ở ta nhẹ nhàng khoan khoái trên mặt mũi, các ngươi cho ta cái mặt mũi, để cho ta trên mặt mũi có thể qua đi. Chư thiên vạn giới tu luyện giả cổ cứng ngắc. Mặt mũi này, trước mắt chư thiên vạn giới, ai dám không cho. Không cho, vạn nhất bị bá Tống tiền bối ghi tạc vở bên trên, lần sau giảng pháp cho ngươi mặc tiểu hài làm sao bây giờ. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới tất cả thính pháp giả, đều nguyện ý cho bá Tống một bộ mặt. Há? Còn có sự kiện, lúc này không thể nào quên. Tống Thư Hàng hắng giọng một cái nói, Bạch Thánh tin tưởng mọi người cũng còn có ấn tượng a. Ta ở chỗ này thay thế Bạch tiền bối hướng chư thiên vạn giới đạo hữu thu tà vọng hạch tâm. Bị xử lý thành nguyên liệu nấu ăn tà vọng hạch tâm không muốn ném, chúng ta Bạch tiền bối đại lượng thu. Giá cả lợi ích thực tế, tuyệt không ác ý ép giá. Các ngươi có muốn bán ra tà vọng hạch tâm, có thể liên hệ ta, hoặc là liên hệ Hoàng Sơn tôn giả. Đang lúc Tống Thư Hàng tại vì Bạch Tiền Bối đánh quảng cáo lúc, đột nhiên Bạch Tiền Bối phát tới một đầu nói chuyện riêng, Thư Hàng. Tà vọng hạch tâm có bao nhiêu, ta hiện tại liền muốn, phải lượng lớn. Ta chỗ này vừa vặn có một nhóm tà vọng hạch tâm, bất quá Bạch Tiền Bối. Ta hiện đang ở còn tại giảng pháp hiển thánh bên trong lúc nhất thời thoát thân không ra, ta để bì bì công đức tiên tử đem tà vọng hạch tâm mang cho ngươi đi. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Sau lưng công đức xà mỹ nhân nghe vậy, méo một chút đầu. Sau đó nàng đưa tay nhẹ nhàng tại không xương Tống Thư Hàng phía sau đẩy, mềm mại không xương bá Tống đại lão tại chỗ liền cho chư thiên vạn giới người tu luyện cùng cửu u tà ma nhóm biểu diễn độ khó cao nhu thể nghệ thuật. Chư thiên vạn giới người tu luyện. Bá Tống tiền bối không giảng pháp về sau, muốn tại huyền thánh giảng pháp bên trên cho chúng ta biểu diễn thể thao sao. Cùng một thời gian. Tại Giang Nam Đại học bên cạnh thành bên trên một chỗ khu dân cư bên trong.
Tống Thư Hàng ký danh đệ tử Joseph, chính yên lặng quơ cự kiếm, trên người hắn bắt đầu ngưng tụ nhàn nhạt thánh quang lực lượng lần trước Giang Nam Đại học thành tà vọng sự kiện bên trong, hắn tại không có chút cơ tình huống dưới, liền đã thức tỉnh một tia thánh quang lực lượng. Từ hướng này đến nói, hắn quả thực là tu luyện thánh quang hệ lực lượng tuyệt thế thiên tài, đáng tiếc lớn tuổi điểm. Tại lần trước tà vọng sự kiện bên trong, hắn đạt được Tống Thư Hàng âm thầm tương trợ, nương tựa theo một giọt hoạt tuyền thoải mái, cả người đều phảng phất biến trẻ tuổi bắt đầu. Gần nhất hắn một mực có đi Giang Nam Đại học thành, âm thầm cùng mình sư phụ Tống Thư Hàng tiếp xúc. Đáng tiếc chẳng biết tại sao, trong trường học sư phụ một mực giả vờ như không biết hắn bộ dáng, không có cùng hắn nhiều tiến hành giao lưu, chỉ là thỉnh thoảng sẽ để hắn lưu lại uống chén trà, ăn chút trái cây, nhưng chưa từng cùng hắn tại tu luyện phương diện xâm nhập thảo luận. Joseph suy nghĩ, đây cũng là sư phụ đối với hắn một loại khảo nghiệm. Bị lưu ba lần đến mời mới đưa lượng gia cát cho mời xuống núi. Sư phụ hắn nhất định cũng tại đối với hắn tiến hành cùng loại khảo nghiệm. Cự kiếm bên trên cái kia nhàn nhạt thánh quang, để Joseph đối với mình sư phụ Tống Thư Hàng có được 10 phần lòng tin. Uống, Joseph dùng hết lực lượng toàn thân, chém ra một kiếm, mơ hồ trong đó cảm giác thánh quang lực lượng tựa hồ biến càng thêm cường đại một tia. Ngay tại hắn chém ra một kiếm này nháy mắt, đột nhiên Joseph lòng có cảm giác, hắn ngẩng đầu vọng thiên. Sau một khắc, một cái mơ hồ hình tượng xuất hiện trong mắt hắn, hắn nhìn thấy sư phụ của mình Tống Thư Hàng ngay tại trên không trung, như là thần nhân. Lúc này sư phụ nửa người dưới ngồi xếp bằng, nửa người trên thì hai tay tách ra, mềm mại không xương, mềm mềm hướng trên mặt đất nằm sấp đi. Cái này tựa hồ là một chiêu mới tuyệt học chiêu thức. Từ lần trước tà vọng sự kiện về sau, Joseph liền hoài nghi mình sư phụ không phải phổ thông võ lâm cao thủ đơn giản như vậy. Dù sao lần trước sư phụ ở trước mặt hắn bày ra lực lượng, liền như là truyền thuyết thần thoại nhân vật. Mà bây giờ, sư phụ vậy mà tại trên không trung, hướng hắn hiện ra một thức thần công. Cái này mơ hồ hình tượng, chợt lóe lên. Khi Joseph muốn lại nhìn lúc, lại cái gì đều không nhìn thấy. Đây chẳng lẽ là sư phụ rốt cục bị ta đả động, cho nên thông qua loại này thần kỳ phương thức, hướng ta truyền thụ mới thần công. Joseph trong lòng vui mừng. Sư phụ vừa rồi tại không trung chỗ hiện ra tư thế, nhất định ẩn chứa cực sâu đạo lý ở bên trong, có thể là tiếp thời đại đang triệu hoán cùng thánh quang kiếm pháp về sau, mới võ học bí tịch. Joseph liền tranh thủ cự kiếm của mình để qua một bên. Sau đó hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, tận lực buông lỏng nửa người trên của mình, muốn học lấy chính mình sư phụ tư thế. Đem thân thể tận lực ép hướng mặt đất, muốn để nửa người trên mềm mại không xương. Cái tư thế này, đối ta cái này lão cốt đầu đến nói thật đúng là không đơn giản. Joseph thống khổ nói, nhưng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Trên lầu các, ngay tại phơi quần áo Joseph thê tử, nhìn thấy nhà mình nam nhân đột nhiên bắt đầu đổi rèn luyện tư thế, khóe miệng co giật. Thân ái, người bây giờ có rảnh hay không? Có rảnh rỗi, giúp ta một tay. Nửa người trên đang cố gắng ép xuống Joseph vừa hay nhìn thấy thê tử phơi quần áo thân ảnh, lên tiếng kêu lên, ta không cẩn thận vọt đến eo, dậy không nổi, hép gạch dưới me. Thê tử vuốt vuốt huyệt thái dương, hướng phía trong phòng không có lớp nghỉ ngơi nữ nhi kêu lên, song tuyết đi kéo xuống cha ngươi. Nữ nhi khéo léo lên tiếng, chạy xuống lầu dưới. Từ lần trước cư xá đường đi khí thiên nhiên bạo tạc sự kiện về sau. Joseph thê tử phát hiện nữ nhi đối với mình ngốc trưởng phu luyện công sự tình, bắt đầu ôm ủng hộ thái độ. Thậm chí nữ nhi tựa hồ cũng có muốn cùng trưởng phu cùng một chỗ luyện công ý nghĩ. Thiền thánh không gian bên trong. Không xương Tống Thư Hàng nằm dạp trên mặt đất, lười bắt đầu. Đồng thời, trong lòng của hắn khẽ động, mơ hồ trong đó cảm ứng được chính mình ký danh đệ tử Joseph. Vị này ra mặt dày cọ đi lên ký danh đệ tử cùng mình ở giữa. Tựa hồ thật là có như vậy điểm duyên tại. Chờ lần này về hiện thế về sau, liền xem hắn đi. Lấy Joseph tuổi tác sớm đã bỏ qua tu luyện tốt nhất tuổi tác, nhưng chỉ cần cố gắng, sinh thời vẫn là có hy vọng có thể hoàn thành trúc cơ cảnh giới. Tả hữu không giao nhận ra điểm tôi thể dịch cùng khí huyết đan, điểm ấy nhỏ tiêu hao đối bây giờ Tống Thư Hàng đến nói, vẫn là lấy ra được tới. Đã kết duyên, vậy liền thuận theo tự nhiên, hảo hảo đi đến đoạn này duyên. Chỉ là đến phần cuối của sinh mệnh một khắc này, có khác quá nhiều không cam lòng. Tống Thư Hàng nói khẽ, hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng bởi vì nhập mộng nguyên nhân, tâm lý của hắn tuổi tác kỳ thật không hề giống bề ngoài như vậy thanh xuân.
Tại làm ra quyết định thời điểm, hắn liền đã có thể tiên đoán được tương lai. Joseph dần dần già đi, nằm ở trên giường thời điểm, hắn đi gặp Joseph một lần cuối, nhất định là rất thương cảm sự tình. Đang lúc hắn trong lúc suy tư, công đức xà mỹ nhân đột nhiên một thanh một lần nữa đem hắn kéo trở về. Đồng thời, bạch tiền bối hồi phục truyền tới, ta hiện tại, ở vào phi thường mấu chốt thời điểm. Thông qua công đức tiên tử chuyển di, quá phiền phức. Ta trực tiếp đưa cái phân thân đến ngươi nơi đó, chuyển di tà vọng hạch tâm, ngươi chú ý tiếp thu. Mặt khác, ta phải lượng lớn tà vọng hạch tâm, vô cùng nhiều. Có thể là ta đang giảng pháp trạng thái. Không có vấn đề sao? Tống Thư Hàng hỏi. Hắn vừa dứt lời, tại bên cạnh hắn có một thanh to lớn duy nhất một lần phi kiếm cưỡng ép xuyên thấu không gian, cắm ở hắn bên cạnh thân. Chuôi này to lớn duy nhất một lần phi kiếm chừng cao hơn 2 mét, như là một cái kiếm hình cái dương. Mà lại chuôi này duy nhất một lần trên phi kiếm, điêu khắc hoa văn phức tạp, nhìn không phải bạch tiền bối tiện tay tác phẩm, mà là hạ một phen khổ công. Trong lúc suy tư, phi kiếm một bên thân kiếm mở ra, có cái nắp bị đẩy ra. Ta lại ra ngoài rồi. Một vị tóc dài cùng lưng bạch tiền bối, xoáy khí từ trong phi kiếm dậm chân ra, hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên mái tóc của mình. Toàn bộ thế giới đều bởi vì hắn động tác này, biến lóe sáng bắt đầu. Đúng rồi thư, bá Tống tiểu hữu, đây là bản thể tự tay vì ngươi chế tạo quan tài. Xoáy khí bạch tiền bối phân thân vỗ vỗ chuôi này to lớn làm bằng gỗ phi kiếm, đối Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười mê người. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối tự tay vì ta chế tạo quan tài. Ta lại tại cái nào đó không biết rõ tình hình thời điểm, không cẩn thận đỗi nổi giận bạch tiền bối, muốn chết đến một lần sao. Đại Tân Văn, bạch thánh tự tay vì bá thánh đưa lên quan tài. Vừa mới chết qua một lần, đồng thời sử dụng bảo mệnh phục sinh pháp khí bá Tống đại lão, nếu như lại chết, còn có thể lại phục sinh sao? Nếu như lại một lần sau khi chết, bá Tống đại lão sẽ hay không tiến vào chân chính yên nghỉ? Chư thiên vạn giới người tu luyện, lần nữa lâm vào nhiệt liệt thảo luận bên trong. Bá Tống đại lão không hổ là cái có thể khuấy động thiên hạ nhân vật phong vân, dù là lần này không giảng pháp, nhất cử nhất động của hắn, cũng có thể mang đến to lớn thảo luận nhiệt độ. Quan tài có, cái khác nguyên bộ công trình cũng không thể rơi xuống. Còn thiếu cái gì vật liệu liền nói với chúng ta sẽ không keo kiệt. Một vị nào đó cùng bá Tống có thâm cửu đại hận ma đế nặc danh lên tiếng nói. Chớ hoảng sợ, cái này quan tài là để ngươi dùng để kiến tạo đại mộ sử dụng. Ngươi cũng kém không nhiều là thời điểm vì chính mình tạo một tòa đại mộ đi, thế là bản thể liền đem chuôi này dùng ngươi cái kia mộc thân thể vật liệu chế tạo phi kiếm cải tạo một chút, đổi thành một cái quan tài. Đến lúc đó chính ngươi lại đem nó cường hóa một chút, liền có thể hóa thành cái thế đại quan. Bạch tiền bối phân thân an ủi. Tống Thư Hàng nghe đến đó, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thân là nguyên dự bị bát tu, hiện dự bị cửu tu, thật sự là hắn muốn giống như thông nương, vì chính mình đóng một tòa đại mộ. Không nghĩ tới bạch tiền bối ngay cả điểm ấy đều cân nhắc đến, cũng còn vì hắn chuẩn bị một bộ quan tài. Mặc dù nghe rất chi kỷ, nhưng đưa quan tài loại sự tình này, nói thế nào tốt đâu. Đương nhiên là rất vui vẻ á, thăng quan phát tài mà. Bạch tiền bối phân thân sau khi giải thích xong, lại khôi phục vẻ mặt thành thật biểu lộ, nói, ngoài ra chúng ta thời gian rất gấp bách. Người nơi này hiện tại có bao nhiêu tà vọng hạch tâm, đều trước chuyển giao cho ta. Ta trước chuyển di cho bản thể. Ta trước đó không lâu phái người đến hiện thế, đem hiện thế trên địa cầu tà vọng dọn dẹp gần một nửa tà hữu, góp nhặt không ít tà vọng hạch tâm. Đáng tiếc thời gian cấp bách, nếu không lại cho ta chút thời gian, toàn bộ trên địa cầu tà vọng ta đều có thể thanh lý hoàn tất. Tống Thư Hàng nói vung tay lên một cái, như ngọn núi nhỏ tà vọng hạch tâm từ càn khôn vòng tay pháp khí bên trong nghiêng đổ ra tới. Nguyên lai trên địa cầu trước đó tà vọng thật sự là bá Tống tiền bối phái người xử lý. Trên địa cầu những người tu luyện trong lòng hơi động, khó trách trước đó không lâu tà vọng đột nhiên đại lượng giảm bớt. Lại có một bộ phận trên địa cầu người tu luyện âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt bá Tống tiền bối không có đem trên địa cầu tà vọng toàn bộ thanh lý, nếu không địa cầu chúng ta bên trên tu sĩ liền phải nghĩ biện pháp tiến về cái khác chư thiên vạn giới thế giới đi bắt tà vọng. Nếu như là hôm nay trước kia, tà vọng loại vật này ai cũng không muốn gặp. Nhưng hôm nay bá Tống đại lão giảng pháp về sau, tà vọng thứ này tại chư thiên vạn giới người tu luyện trong mắt liền biến thành tiểu khả ái. Ngươi trong thời gian ngắn chủ đến nhiều như vậy tà vọng hạch tâm. Không tệ lắm,
Bạch tiền bối phân thân đưa tay cầm ra một thanh cỡ nhỏ duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản, đối cái này một khối tà vọng hạch tâm bấm một cái kiếm quyết. Xoát chuôi này duy nhất một lần phi kiếm cuốn lên một chỗ tà vọng hạch tâm phá vỡ huyền thánh giảng pháp không gian, trốn vào hư không, trực tiếp tiến về bạch tiền bối bản thể cái kia. Nhân tiền hiển thánh, thanh ấn ngưng tụ, huyền thánh giảng pháp ba bước bị bá tống đại lão đè xuống đất ma sát. Mà độ kiếp không gian, huyền thánh giảng pháp không gian thì bị bạch thánh biến thành nhà mình hậu viện vườn rau xanh, muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra. Bạch tiền bối phân thân, đến lúc đó những thứ này tà vọng hạch tâm giá cả, từ bản thể đến cùng ngươi kết toán. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay nói, khỏi phải, ta còn thiếu bạch tiền bối nhiều như vậy linh thạch. Thiếu về thiếu, treo thưởng về treo thưởng, đây là hai chuyện khác nhau. Cái kia bút linh thạch dù sao ngươi trong thời gian ngắn cũng trả không được, ngươi trước hết tiếp tục thiếu đi. Bạch tiền bối phân thân phóng khoáng nói, dù sao đối ta bản thể đến nói, cũng chính là chút món tiền nhỏ. Tống Thư Hàng, đây chính là ta cả một đời đều rất khó trả lại tiền trinh a. Mặt khác, người cái này trồng tà vọng hạch tâm mặc dù số lượng không ít, nhưng đối bản thể đang tiến hành thí nghiệm đến nói, vẫn như cũ là cửu mưu nhất mao. Chúng ta cần càng nhiều tà vọng hạch tâm, bạch tiền bối phân thân lại bổ sung. Tống Thư Hàng gật đầu nói, cho nên ta vừa rồi đã hướng chư thiên vạn giới đạo hữu đánh quảng cáo, chỉ cần giá cả phù hợp, đến lúc đó chỉ cần liên hệ ta, tà vọng hạch tâm ta có bao nhiêu liền thu bao nhiêu. Ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ, bạch tiền bối phân thân khen, bất quá, chư thiên vạn giới người tu luyện muốn làm sao liên hệ ngươi. Bạch tiền bối có cái gì đơn giản biện pháp tốt? Tống Thư Hàng hỏi. Ngươi cái kia mã hai chiều, là cái thứ tốt, bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay, ta vừa mới chết qua một lần, hiện tại mã hai chiều tu chân nói chuyện phiếm hệ thống còn tại thăng cấp, mà lại ta bản thể chất cũng cần tăng cường, tăng lên server tính năng. Thăng cấp cần thời gian bao nhiêu? Bạch tiền bối phân thân hỏi. Long lạc nữ sĩ tại tăng ca đẩy nhanh tốc độ bên trong, ta đoán chừng ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng đi, lần này thăng cấp lượng tương đối lớn. Tống Thư Hàng có chút xấu hổ nói. Gần nhất một mực để long lạc nữ sĩ tăng ca, trong lòng của hắn rất áy náy. Cho nên muốn hay không đi kích thích một chút Hà Chỉ tiền bối, để long lạc nữ sĩ vui vẻ vui vẻ. 10 ngày nửa tháng, có chút không kịp, xem ra chúng ta cần cách khác thu hàng đường tắt. Bạch tiền bối phân thân hỏi, đúng rồi, người bây giờ còn tại nhân tiền hiển thánh trạng thái bên trong sao? Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Vậy ngươi thay ta hạ cái gì đều có thể bán đạo hữu? Bạch tiền bối phân thân cơ trí nói. Ở xa trong hư không, đang âm thầm chủ bị tạo mộ vật liệu, chuẩn bị giá cao bán cho sổ đen bá tống, hố hắn một đợt cái gì đều có thể bán đại lão. Hiển thánh giảng pháp bên trong Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, hắn hướng về phía hiển thánh hình tượng lớn tiếng kêu lên, cái gì đều có thể bán tiền bối, ngươi ở đâu? Ở đây về cái lời nói. Vị kia trong truyền thuyết cái gì đều có thể bán đại lão vậy mà cùng bá tống đại lão là bạn tốt. Chư thiên vạn giới người tu luyện xôi trào. Phải biết thần long kiến thủ bất kiến vĩ cái gì đều có thể bán đại lão một mực là rất nhiều người tu luyện muốn đi tìm đối tượng, hy vọng có thể từ trong tay hắn mua được chút bảo vật. Nếu như bá tống đại lão cùng cái gì đều có thể bán đại lão là bạn tốt, tương lai có phải là có thể thông qua bá tống đại lão con đường, liên hệ với cái gì đều có thể bán đại lão. Nghĩ tới đây, chư thiên vạn giới có rất nhiều người tu luyện bắt đầu tâm động bắt đầu. Sư phụ, bá tống đại lão tại triệu hoán người đây. Cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử lên tiếng nói. Cái gì đều có thể bán đại lão hơi suy nghĩ một chút sau nói. Đồ nhi a, người cũng là thời điểm trở thành một mình gánh vác một phương nghề nghiệp thương nhân rồi. Lần này bá tống đạo hữu sinh ý, phi sư liền chuyển giao cho ngươi, thế nào? Sinh ý sau khi hoàn thành, ngươi chỉ cần cho vi sư một thành rút thành liền tốt. Có thể là sư phụ, ta không cách nào phá mở không gian tiến vào huyền thánh giảng pháp không gian, ta không có ngài thần thông như vậy. Cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử nhắc nhở, nàng dù sao chỉ là cửu phẩm kiếp tiên, thủ đoạn vẫn là có hạn. Cái gì đều có thể bán đại lão? Tốt xoắn suýt. Một bên là sổ đen bá tống, một bên là chí tôn VIP hộ khách bạch thánh. Hai thái cực hộ khách tụ cùng một chỗ, quả thực làm hắn xoắn suýt. Thư, bá tống, cái gì đều có thể bán đạo hữu đáp lời sao? Bạch tiền bối phân thân hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu. Bạch tiền bối tiếc nuối nói,
xem ra đạo hữu không có ở xem ngươi huyền thánh trực tiếp, vậy cái này giao dịch coi như, ta nhìn nhìn lại. Tại, thân, ta ở. Ba, thấy cuộc làm ăn này muốn hoàng lúc, cái gì đều có thể bán đại lão cắn răng một cái, đối huyền thánh giảng pháp bá tống lộ ra nghề nghiệp hóa tiếu dung. Coi như tâm lý lại khổ, đối mặt dùng tiền đánh ngươi mặt hộ khách lúc, cũng phải lộ ra chân thành tha thiết khuôn mặt tươi cười. Thuộc về cái gì đều có thể bán đại lão đại hào mưa đạn, ngay lập tức phản hồi cho Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối, cái gì đều có thể bán tiền bối hồi phục. Tống Thư Hàng nhìn thấy đầu này to lớn mưa đạn lướt qua về sau, liền lộ ra nụ cười sán lạn. Giờ phút này, chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả đều có thể từ bá Tống tiền bối chương này phảng phất có phụ đề trên mặt, đọc ra thấy được không, cái gì đều có thể bán đại lão là ta bạn bè thân thiết, hảo bằng hữu dạng này tin tức tới. Quả nhiên bá Tống đại lão cùng cái gì đều có thể bán đại lão ở giữa, có vượt qua bình thường giao tình chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả trong lòng cũng bắt đầu vững tin điểm này. Kể từ đó lời nói, cái này đợt không phải nói chuyện pháp giảng pháp sau khi kết thúc, đại gia phải tận lực ép khô bản thân mỗi một giọt khen ngợi chi lực, đem tối đại công đức cống hiến cho bá Tống đại lão, chiếm được hắn niềm vui. Đến lúc đó, nói không chừng có thể thông qua bá Tống đại lão gián tiếp liên lạc với cái gì đều có thể bán đại lão. Sư phụ, ta tựa hồ từ bá Tống đại lão trên mặt đọc đến ra ngươi cùng hắn là hảo cơ hữu tin tức. Cái gì hàng đều có thể thiến tiên tử nắm thật chặt trên người cái chăn, lên tiếng nói, bá Tống đại lão gương mặt này đặc biệt có ý tứ. Cái gì đều có thể bán đại lão nụ cười trên mặt không tự chủ được cứng ngắc. Bá Tống huyền thánh quả thực là thương tai, không cẩn thận liền sẽ bị hắn dính lên. Hiện tại chỉ sợ chư thiên vạn giới tu luyện giả đều nhận biết hắn cùng bá Tống là bạn bè thân thiết. Nhân tâm hạng gì hiểm ác? Cái gì đều có thể bán đại lão không khỏi rút lại trên người cái chăn, hy vọng có thể từ nơi này đầu đơn bạc cái chăn bên trên hấp thu đến từng tia ấm áp. Đồng thời, hắn đem hết toàn lực làm ra sau cùng giãy giụa cùng phản kháng, cho Tống Thư Hàng phản hồi một đầu tin tức, bá Tống đạo hữu, trước đó tuyên bố, ta đây là muốn cùng Bạch Thánh làm ăn, không phải là cùng ngươi giao dịch, trong này thế nhưng là có to lớn khác biệt. Tống Thư Hàng thấy cái gì đều có thể bán đại lão cái tin này phản hồi về sau, cười ha ha một tiếng nói, một dạng, cái gì đều có thể bán tiền bối. Dù sao lần giao dịch này, người đều phải cùng ta tiến hành, ta cùng Bạch tiền bối ở giữa, không có khác nhau. Bạch tiền bối phân thân ở một bên nói bổ sung, cái gì đều có thể bán đạo hữu, người nguyện ý hiệp trợ ta cùng bá Tống hoàn thành lần này giao dịch sao? Lần này giao dịch, mỗi một bút sau khi hoàn thành, ta đều có thể cho ngươi một cái hài lòng phản lợi, ngươi xem coi thế nào. Chỉ cần có thể dùng linh thạch giải quyết sự tình, đối Bạch tiền bối tới nói cũng không phải là sự tình. Đồng dạng, đối cái gì đều có thể bán đại lão tới nói, chỉ cần là hắn có thể làm được sự tình, đều có thể lấy ra đổi thành linh thạch. Đây cũng là cái gì đều có thể bán đại lão sẽ một chút nhìn chúng Bạch Thánh, đem hắn xếp vào đến bản thân chí tôn VIP liệt biểu nguyên nhân. Thật sự là hai người tương tính phi thường hợp. Một cái không thiếu tiền, một cái khác thì không thiếu hàng. Thành giao, cái gì đều có thể bán đại lão dùng sức nắm thật chặt cái chăn, thống khoái đáp ứng cùng Bạch Thánh cộng bá Tống giao dịch. Hắn dùng hành động đã chứng minh ngươi dùng tiền đánh ta tư thế thật sự là rất đẹp trai đạo lý này. Sau đó, cái gì đều có thể bán đại lão lại dùng hận sát không thành tiền ánh mắt, nhìn về phía mình đệ tử, ta thân yêu đệ tử A, ngươi kẹt tại cửu phẩm cảnh giới cũng đã rất lâu. Ngươi cũng là thời điểm rời đi vi sư, đi bước ra chính ngươi đạo. Ta nhìn bá Tống đạo hữu là tập ngày nay cái này thời đại khí vận làm một thân mệnh vận chi tử, ngươi có muốn hay không cân nhắc đi cùng bá Tống huyền thánh ký kết cái hợp tác lâu dài khế ước. Mượn hắn khí vận bước ra bản thân trường sinh chi đạo. Nếu là bản thân đệ tử đã là trường sinh giả cảnh giới, hắn căn bản cũng không cần đối bá Tống cái này sổ đen hộ khách bán rẻ tiếng cười. Cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử hơi suy nghĩ một chút về sau, nói, sư phụ, ta nghĩ lựa chọn Bạch Thánh. Đó là của ta chí tôn VIP hộ khách, ngươi chẳng lẽ còn muốn cướp phi sư hộ khách hay sao? Cái gì đều có thể bán đại lão nói. Sinh ý chẳng như chiến trường, chỉ giảng cứu thủ đoạn cùng kết quả. Cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử nói, đây là sư phụ ngươi dạy ta. Cái gì đều có thể bán đại lão? Ta suy nghĩ. Ta sớm muộn muốn đem cái này ngốc đồ nhì đóng gói cho bán đi mới được. Huyền thánh giảng pháp không gian bên trong. Như vậy, cái gì đều có thể bán tiền bối, giao dịch thành lập. Tống Thư Hàng mặt mỉm cười.
Công đức xà mỹ nhân bắt hắn lại hai tay vì hắn bày ra ôm thế giới tư thế. Ta sẽ phối hợp ngươi, tại tuyến thu mua tà vọng hạch tâm, nhưng thanh toán linh thạch cần ngươi bên này trước chuẩn bị kỹ càng. Mỗi hoàn thành một vụ giao dịch, ta đều sẽ rút ra 1% thủ tục phí. Cái gì đều có thể bán đại lão phản hồi tin tức của mình. Thân là đường đường trường sinh giả, hắn xuất thủ đại giới là cực cao. Nhưng là lần này xem ở Bạch Thánh cái này chí tôn VIP phần bên trên, vì tương lai tế thủy trường lưu, hắn mỗi lần xuất thủ chỉ lấy cái hữu nghị giá vốn. Thành giao, Bạch tiền bối phân thân gật đầu nói. Đã xác định giao dịch, đầu tiên, ta chỗ này liền có nhất định số lượng tà vọng hạch tâm, có thể trước cho ngươi quy ra một chút. Cái gì đều có thể bán đại lão phản hồi nói. Đang khi nói chuyện, cũng không biết hắn thông qua thủ đoạn gì, trực tiếp đem bản thân bộ phận lực lượng thẩm thấu đến huyền thánh giảng pháp không gian bên trong, tiếp xúc đến Tống Thư Hàng bản thể. Nếu không phải thiên đạo hỏng mất, loại chuyện này ta đều không dám làm. Cái gì đều có thể bán đại lão thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Cái gì đều có thể bán đại lão không gian thủ đoạn, đồng dạng xuất thần nhập hóa, nói không chừng đã đạt đến quy tắc cấp bậc. Tống Thư Hàng cùng hắn lần thứ nhất tiếp xúc lúc, cái gì đều có thể bán liền có thể trực tiếp đem lực lượng cắm vào bát phẩm huyền thánh thiên kiếp thế giới bên trong, đem cái kia công đức bình thiên quan bán cho Tống Thư Hàng. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng bên người có một cái công đức võng lạc hư ảnh hiển hiện, cái này công đức võng lạc xé mở một cái cửa, đại lượng tà vọng hạch tâm như đại giang chi thủy tuôn ra. Dù sao cũng là cái gì đều có thể bán, chỉ muốn người báo nổi danh hàng, trong tay hắn cơ hồ đều có lưu hàng. Dù cho không hàng tồn, hắn cũng rất nhanh có thể tìm tới nhập hàng con đường. Không có vấn đề, cái gì đều có thể bán đạo hữu người có bao nhiêu hàng tồn, ta liền thu bao nhiêu. Bạch tiền bối phân thân nói, hắn duỗi tay tế ra hai hàng duy nhất một lần phi kiếm, cứng rắn là tại nhân tiền hiển thánh không gian bên trong mở ra hai đầu ổn định thông đạo. Một cái thông đạo dùng để tiếp thu cái gì đều có thể bán đại lão cái kia chảy ra tà vọng hạch tâm, một cái khác đầu thì liên tục không ngừng chảy ra các loại linh thạch. Tại chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng Tống Thư Hàng trong mắt xem ra, phảng phất như là đang quan sát hiện trường bản sửa đá thành vàng pháp thuật, tà vọng hạch tâm từ bên trái đi vào, linh thạch từ bên phải đi ra. Cái trạng thái này một mực duy trì gần 5 phút đồng hồ lâu mới kết thúc. Bạch Thánh còn cần bao nhiêu tà vọng hạch tâm? Cái gì đều có thể bán đại lão thu hồi linh thạch về sau, hỏi. Rất nhiều, bạch tiền bối phân thân vẫn như cũ như thế trả lời. Cái gì đều có thể bán đại lão nghe vậy, trong lòng lần nữa cho bạch tiền bối đã không giới hạn chí tôn VIP đẳng cấp tăng thêm thất thải toàn tiêu ký. Có tiền. Như vậy bá Tống đạo hữu, chúng ta bắt đầu tiến vào bước kế tiếp giao dịch đi. Lần này, tiện nghi ngươi, cái gì đều có thể bán đại lão nói ra. Tống Thư Hàng, người cái này một thân khổng lồ công đức chi lực, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Cái gì đều có thể bán đại lão nói ra, sau đó, lực lượng của hắn cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc. Người muốn may mắn bản thân có được khổng lồ như vậy công đức chi lực. Tiếp đó, ta dẫn người gặp biết một chút ẩn tàng với thế giới mặt sau công đức thế giới, cái thế giới này từ viễn cổ đến bây giờ, còn không có bao nhiêu người tiếp xúc qua. Hôm nay, tính ngươi may mắn. Tiến vào cái thế giới này về sau, đối với ngươi sẽ có lợi ích to lớn. Cái gì đều có thể bán đại lão thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng cảm giác mình ý thức phảng phất được đến một loại nào đó thăng hoa, bắt đầu gia tăng tốc độ. Loại này linh hồn thăng thiên cảm giác, hắn lão thục tất tựa như là một đài máy tính, tiếp vào mạng lưới. Một lát sau, Tống Thư Hàng ý thức tiến vào một cái công đức võng lạc thế giới. Vô số công đức chi tuyến tạo thành cái này to lớn công đức thế giới, ở cái này công đức thế giới bên trong tràn đầy đủ loại hỗn loạn tri thức cùng nội dung, phần lớn là khóa lại, không cách nào tùy tiện mở ra. Nếu như không phải xem ở Bạch Thánh trên mặt mũi, ta tuyệt đối sẽ không mang ngươi tiến vào cái thế giới này. Cái gì đều có thể bán đại lão thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai, đồng thời, thân ảnh của hắn cũng xuất hiện tại công đức võng lạc thế giới bên trong, đứng ở Tống Thư Hàng bên cạnh thân. Tống Thư Hàng, bị cái này ẩn tàng với thế giới mặt sau công đức thế giới khiếp sợ đến đi. Cái gì đều có thể bán đại lão nhếch miệng lên. Ách, cái kia, cái gì đều có thể bán tiền bối, nếu không, ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Tống Thư Hàng lệch ra qua đầu, đối cái gì đều có thể bán tiền bối nói. Cái gì đều có thể bán đại lão, thứ gì? Tiền bối chờ một lát,
Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vung tay lên, tại cái gì đều có thể bán đại lão ánh mắt khiếp sợ bên trong, thân hình của hắn thuần thục từ công đức phóng lạc bên trong đăng xuất. Lại qua một lát sau, tại một trận ào 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 tiếng vang bên trong, công đức xà mỹ nhân hai tay nâng Tống Thư Hàng dưới nách, mang theo hắn lần nữa tiến vào đến công đức võng lạc thế giới bên trong. Hai, cái gì đều có thể bán tiền bối. Tống Thư Hàng hướng phía đại lão vẫy vẫy tay. Cái gì đều có thể bán đại lão. Kỳ thật, trước đó không lâu ta liền tiến vào qua cái này công đức võng lạc thế giới, bất quá mỗi lần tiến đến cần phối hợp nhà ta công đức bỉ bỉ thiên tử, rất tốn sức. Tống Thư Hàng nói, bất quá, nhà ta công đức tiên tử có đôi khi nhàn rỗi không chuyện gì, đều sẽ tiến vào cái thế giới này dạo chơi, tiến đến nhìn chút tin tức cái gì. Sau lưng, công đức xà mỹ nhân kiêu ngạo mà ngẩng đầu, một mặt chờ đợi tiếp nhận khích lệ biểu lộ. Cái gì đều có thể bán đại lão nhìn qua tiên tử, công đức tiên tử đã có được tiến vào cái thế giới này quyền hạn, vậy người có lẽ có thể cân nhắc ở cái này công đức võng lạc bên trong sinh tồn được, thậm chí nhờ vào đó trùng sinh. Vẫn là nói, người cần gì thời cơ? Cái gì đều có thể bán tiền bối, công đức tiên tử không phải phụ thuộc vào ta đơn giản như vậy, nàng là ta công đức chi lực một chút xíu tích lũy đi ra. Nếu như có một ngày, nàng muốn trùng sinh rời đi ta, chúng ta chỉ cần đi tìm cắt chém công đức phân thân phương pháp, lấy phân thân phương thức đưa nàng cắt chém ra ngoài là đủ. Tống Thư Hàng trả lời. Tiên tử quan hệ với hắn, so Bạch Long tỷ tỷ và Tô Thị A Thập Lục quan hệ càng thêm phức tạp. Bạch Long tỷ tỷ càng có khuynh hướng phụ thuộc tính chất, mà tiên tử thì đã thành Tống Thư Hàng một bộ phận. Lấy hiện tại công đức xà mỹ nhân cùng Tống Thư Hàng quan hệ trong đó, nếu như có một ngày nàng thật sự cần rời đi, Tống Thư Hàng cũng sẽ hết sức phối hợp, nói thế nào cũng là vô số lần cùng chung hoạn nạn quan hệ. Công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu, tựa hồ tại nghiêm túc suy tư. Một lát sau, nàng đột nhiên nhãn tình sáng lên, trả lời, cần. Ta nghĩ, có lẽ, khả năng, có lẽ, ta cần một cây, que thử thai. Tống Thư Hàng, cái gì đều có thể bán đại lão. Que thử thai, có ý tứ gì, nàng trên người bá Tống đang đợi một loại nào đó thời cơ cùng que thử thai có quan hệ. Đợi đã, cái gì đều có thể bán đại lão phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn cúi đầu nhìn về phía bá Tống phần bụng. Hắn tại tiếp xúc bá Tống thời điểm liền cảm ứng được, bá Tống trong bụng có một cái tiểu sinh mệnh đang tại thai nghén. Chẳng lẽ, công đức tiên tử là phải chờ bá Tống mang thai sinh con, để cái này tân sinh tiểu sinh mệnh trở thành nàng thời cơ? Cái gì đều có thể bán đại lão càng nghĩ càng cảm giác có đạo lý. Hắn nhìn qua Tống Thư Hàng, vui à cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng kéo căng trên người mình cái chăn, thật tốt. Tống Thư Hàng không muốn ở cái này chủ đề bên trên tiếp tục nữa. Thế là, hắn cưỡng ép thay đổi hoán đổi chủ đề. Lại nói tiền bối. Đón lấy đến chúng ta muốn làm thế nào? Mới có thể tại chư thiên vạn giới thu hàng? Tống Thư Hàng hỏi. Chủ đề chuyển di cực kỳ cứng nhắc. Nhưng cái gì đều có thể bán đại lão cũng không ngại, ngược lại tâm tình rất tốt, giải thích nói, muốn mượn huyền thánh giảng pháp khâu, hướng chư thiên vạn giới thu hàng thủ đoạn kỳ thật có mấy loại. Bất quá bây giờ, chúng ta chọn lựa trong đó đơn giản nhất một loại phương án. Trước ngươi không phải vừa kết thúc lần thứ 6 huyền thánh giảng pháp, hiện tại chư thiên vạn giới công đức chi lực, còn tại hướng ngươi hội tụ đi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Lần thứ 6 giảng pháp tụ tập công đức chi lực rất nhiều, hiện tại liên tục không ngừng công đức chi lực còn chưa kết thúc, như trước đang cường hóa hắn, công đức xà mỹ nhân, công đức phỉ kình, công đức lôi kiếp cây cùng thuộc về hắn một chương cỡ nhỏ công đức võng lạc. Những thứ này công đức chi lực đầu nguồn, liên lạc mỗi một vị quan sát huyền thánh giảng pháp tu luyện giả. Mà mối liên hệ này, tại thông qua cái này công đức thế giới vì trung chuyển lúc, liền có thể hình thành một cái ổn định thông đạo. Chúng ta có thể nhờ vào đó, lâm thời mở ra một cái giao dịch cửa sổ, cùng chư thiên vạn giới quan sát giảng pháp tu luyện giả nhóm, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Cái gì đều có thể bán đại lão giải thích nói. Cụ thể muốn làm sao làm? Tống Thư Hàng hỏi. Cái gì đều có thể bán đại lão thuận miệng hỏi, người đối công đức võng lạc lý giải có bao nhiêu? Biết hay không công đức chi tuyến cơ cấu, còn có công đức võng lạc chi tiết điều chỉnh. Tống Thư Hàng lắc đầu. Vậy ngươi không thể giúp ta bận bịu, để ngươi phía sau công đức tiên tử hiệp trợ ta đi. Ngươi ở một bên nhìn lấy liền tốt, cái gì đều có thể bán đại lão ghét bỏ nói. Cá ướp muối Tống Thư Hàng. Thế là, ở cái này công đức võng lạc bên trong,
hắn nhìn lấy công đức xà mỹ nhân cùng cái gì đều có thể bán đại lão công việc lu bù lên. Cũng không biết qua bao lâu, dù sao công đức võng lạc thế giới bên trong thời gian cùng hiện thế tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Giải quyết, chúng ta trước tiên lui về huyền thánh giảng pháp không gian. Cái gì đều có thể bán đại lão nói. Đại lão nhẹ nhàng vung lên cái chăn, Tống Thư Hằng cùng hắn đồng thời đăng xuất công đức võng lạc thế giới. Chư thiên vạn giới tu luyện giả lúc này vẫn như cũ duy trì ngẩng đầu vọng thiên tư thế, nhìn lấy xứng sở bá Tống huyền thánh. Mà có một ít cơ chí tu luyện giả, đã thừa cơ ra ngoài bên ngoài đi săn ngũ phẩm trở lên có hạch tâm tà vọng. Tiếp đó, kêu gọi tên của ta, chúng ta tiến vào tiếp theo giai đoạn, cùng chư thiên vạn giới tu luyện giả tiến hành giao dịch. Cái gì đều có thể bán đại lão lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, cái gì đều có thể bán đại lão. Cái gì đều có thể bán đại lão nói, ta không gọi tên này. Tống Thư Hàng. Được rồi, nhảy qua cái này trình tự. Cái gì đều có thể bán đại lão lực lượng, lần nữa tiếp xúc Tống Thư Hàng. Sau một khắc chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm hai mắt có chút nhói nhói, sau đó bọn hắn nhìn thấy bá Tống huyền thánh bên người, xuất hiện hai cái nút. Thu về tà vọng hạch tâm. Nhận lấy linh thạch. Cực kỳ giống tam lưu web game cùng game mobile thao tác giao diện. Cùng lúc đó, Tống Thư Hàng đối chư thiên vạn giới tu luyện giả mở rộng hai tay, bắt đầu biểu diễn của hắn, chư thiên vạn giới đạo hữu nhóm. Các người còn tại sử dụng cổ xưa tu chân phiên chợ hình giao dịch hình thức sao? Ngày nay, thời đại đang biến hóa, vạn vật đều tại tiến bộ. Ta là bá Tống, hôm nay ta đem cùng cái gì đều có thể bán tiền bối cùng một chỗ, dẫn mọi người tiến vào hoàn toàn mới giao dịch hình thức. Tại tay trái của ta là thu về tà vọng hạch tâm tuyển hạng, chỉ muốn các người đem tinh thần lực tập trung ở cái này tuyển hạng bên trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liền có thể tại bên cạnh mình mở ra thu về tà vọng hạch tâm cũng đối bọn nó tiến hành kế giá không gian thông đạo. Chỉ cần đem bọn ngươi muốn bán ra tà vọng hạch tâm an trí tại không gian thông đạo này bên trong lòng mặc niệm xác nhận, liền có thể thu về tà vọng hạch tâm. Tại tay phải của ta là nhận lấy linh thạch tuyển hạng, khi các ngươi đem tất cả tà vọng hạch tâm bán ra hoàn tất về sau, có thể một kiện đem bản thân nên được linh thạch lấy ra, thuận tiện mau lẹ. Lần này nơi giao dịch có phí thủ tục. Điều từ Bạch Thánh nhà tài trợ duy nhất thanh toán. Nói cách khác, tại giao dịch thời điểm đại gia có thể không cần lo lắng phí thủ tục sự tình. Các ngươi tà vọng hạch tâm có thể bán ra bao nhiêu giá cả, các ngươi liền có thể thu đến bao nhiêu linh thạch. Còn đang chờ cái gì, tâm động không bằng hành động. Thời gian có hạn, lần này hoạt động vẻn vẹn tiếp tục đến ta lần này giảng pháp kết thúc. Tống Thư Hàng mặc dù thực chất bên trong còn có lười biếng di chứng, nhưng hắn gắng gượng. Đem diễn thuyết lời kịch niệm xong những thứ này lời kịch, là hắn ngày bình thường ngày nhớ đêm mong tích lũy đi ra. Dù sao hắn người mang mấy cái có thể kiếm tiền địa phương tốt án, chỉ là một mực không thời gian đi áp dụng. Những thứ này tiêu thụ lời kịch, đều là hắn vì chính mình tương lai kiếm tiền phương án thiết kế, hôm nay rốt cục có cơ hội đưa chúng nó niệm đi ra. Vì niệm xong những thứ này diễn thuyết lời kịch, Tống Thư Hàng dựa vào bản thân cường đại ý chí. Cứng rắn là khắc chế sở các chủ phục sinh lười biếng mỹ nhân di chứng hiệu quả. Nhất cổ tác khí đem lời kịch niệm xong về sau, Tống Thư Hàng cả người đã mất đi xương cốt, mềm nhũn trượt chân. Sau lưng, công đức xà mỹ nhân thuần thục đem hắn xách ở. Đinh 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 ngay sau đó, vô số tiếng nhắc nhở tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Đó là chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm, bắt đầu sử dụng tà vọng hạch tâm thu về công năng. Tà vọng thứ này từ viễn cổ thời đại lên liền có xuất hiện, chư thiên vạn giới tu luyện giả trong tay bao nhiêu đều có chút tà vọng hạch tâm hàng tồn. Bộ phận này lượng tin tức cực lớn đến đáng sợ, không kém gì Tống Thư Hàng trước đó không cẩn thận để chư thiên vạn giới tu luyện giả, quét hắn mã QR thêm hảo hữu lượng tin tức. Bất quá lần này, những thứ này giao dịch tin tức đều từ cái gì đều có thể bán đại lão xử lý, Tống Thư Hàng tồn tại tác dụng tựa như là một cây võng tuyến, đưa đến truyền lại tin tức công năng. Sở dĩ, lần này hắn cũng không biết đứng máy tự bảo. Dù cho không phải giảng pháp, nhưng bá Tống đại lão lần thứ 7 hiển thánh, vẫn như cũ tràn đầy kinh hỉ a. Chỉ là cái này thu về tà vọng hạch tâm công năng cùng nhận lấy linh thạch công năng, đã làm cho chúng ta xâm nhập nghiên cứu. Ở trong đó, ẩn chứa cực kỳ cao minh không gian thủ đoạn. Nếu chúng ta có thể nhìn trộm ra chút da lông, đều có thể được ích lợi vô cùng. Đối với phần lớn phổ thông tu luyện giả tới nói, tà vọng hạch tâm là rất gân gà đồ vật, cùng linh thú tinh có chút cùng loại. Mặc dù biết hắn là năng lượng thể,
nhưng bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách dẫn đạo ra tà vọng hạch tâm năng lượng. Nhưng ném đi lại cảm thấy đáng tiếc, lần này bá tống đại lão đại lượng thu hàng, cũng là giải quyết đại bộ phận tu luyện giả phiền não. Chư thiên vạn giới bên trong, có một ít cường đại tu sĩ âm thầm bắt đầu giao lưu. Thậm chí có rất nhiều đỉnh tiêm đại lão cấp nhân vật, cũng đem cất giữ tà vọng hạch tâm di giao hơn phân nửa bọn hắn là xem ở Bạch Thánh trên mặt mũi, đem tà vọng hạch tâm lấy ra giao dịch. Từ khi Bạch Thánh chứng đạo huyền thánh về sau, có bộ phận tâm tế đỉnh tiêm đại lão, liền đem vị này phi thường đặc thù Bạch Thánh ghi tạc trong lòng, đánh lên coi trọng nhãn hiệu. Hiện tại Bạch Thánh đại lượng thu tà vọng hạch tâm, đại lão nhóm cũng vui vẻ đến bán cái mặt mũi, nói không chừng còn có thể cọ một cọ may mắn cái này cùng phổ thông nhìn thấy cầu nguyện ao về sau, tiện tay liền hướng trong đó ném một cái tiền xu là một cái tâm tính. Bạch tiền bối, số lượng đủ chưa? Tống Thư Hàng cảm ứng được chư thiên vạn giới liên tục không ngừng thông qua cái gì đều có thể bán đại lão chuyển di qua tới tà vọng hạch tâm, có chút tim đập nhanh hơn. Những thứ này tà vọng hạch tâm, số lượng thực sự rất nhiều, lúc trước hắn thu thập núi nhỏ giống như tà vọng hạch tâm, so sánh dưới liền cửu mưu nhất mao cũng không bằng. Thô sơ giản lược đoán chừng, mỗi một cái hô hấp bên trong, liền có tương đương với ba cái Tống Thư Hàng thiếu bạch tiền bối linh thạch giá trị tà vọng hạch tâm được truyền tới. Nói cách khác mỗi một hô hấp ở giữa, bạch tiền bối liền phải bỏ ra ba cái Tống Thư Hàng linh thạch. Lần này bạch tiền bối rốt cuộc muốn bỏ ra bao nhiêu linh thạch? Tống Thư Hàng đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng bạch tiền bối bỏ ra linh thạch lớn bao nhiêu số lượng, cái này mức đã vượt qua nghèo khó Tống Thư Hàng đại não có thể tưởng tượng cực hạn. Vừa nghĩ tới bạch tiền bối nhiều linh thạch như vậy cứ như vậy như nước chảy thanh toán ra ngoài, Tống Thư Hàng liền một trận đau lòng. Còn chưa đủ. Ta hy vọng có thể dùng tà vọng hạch tâm phủ kín thí nghiệm dùng tiểu vị diện thế giới mỗi cái tọa độ trận pháp. Bạch tiền bối phân thân trả lời. Tống Thư Hàng. Phải dùng đồng giá linh thạch tà vọng hạch tâm phủ kín một cái thế giới. Không cần lo lắng cho ta linh thạch, lần này thí nghiệm lúc, chúng ta đang tìm kiếm thích hợp thí nghiệm vị diện thế giới lúc, phát hiện một cái hoàn toàn do linh thạch tạo thành tiểu hành tinh. Viên linh thạch kia tiểu hành tinh đủ để dùng để trả tiền. Bạch tiền bối phân thân giải thích nói. Tống Thư Hàng, cô. Cũng không phải là bồ câu, chỉ là yết hầu có chút khô. Hắn tống cẩu đàn cả đời này, cũng hy vọng có thể gặp gỡ như thế một cái từ linh thạch tạo thành tiểu hành tinh, sau đó hắn muốn ở phía trên kiến hành cung điện ở lại, thậm chí ngay cả bản thân đại mộ cũng phải đắp lên cái này linh thạch tiểu hành tinh bên trên. Đừng lẩm bẩm, người đừng lãng phí cùng cơ hội, thừa dịp cùng cái gì đều có thể bán đạo hữu hợp tác trạng thái. Người tinh tế lĩnh ngộ một chút công đức chi lực vận dụng hình thức. Bạch tiền bối phân thân truyền âm nhập mật, lặng lẽ nói. Công đức chi lực ngoại trừ ngưng tụ ra công đức xà mỹ nhân bên ngoài, còn có rất nhiều vận dụng khiếu môn. Mà cái này cái gì đều có thể bán đại lão rõ ràng là phương diện này người trong nghề. Mượn cùng cái gì đều có thể bán đại lão hợp tác hình thức bên trong, Tống Thư Hàng hoàn toàn có thể lặng lẽ học trộm. Học một chút kỹ thuật trở về đây cũng là trước đó cái gì đều có thể bán đại lão nói tới tiện nghi Tống Thư Hàng chân chính hàm ý. Tống Thư Hàng nghe vậy, vội vàng ổn định lại tâm thần, tinh tế bắt đầu suy nghĩ cái gì đều có thể bán đại lão đối với công đức võng lạc vận dụng. Mấy hơi về sau, trong lúc bất chi bất giác, Tống Thư Hàng tiến vào một tháng khó được một lần trạng thái nhập định. Bạch tiền bối phân thân hai tay chống cằm, phụ trách duy trì lấy thu hàng, trả tiền tính tiền. Ước chừng qua sau 10 phút, bạch tiền bối phân thân cảm giác có chút nhàm chán. Lại qua hơn 10 phút. Đúng rồi, cái gì đều có thể bán đạo hữu. Ngoại trừ tà vọng hạch tâm bên ngoài, người sẽ giúp ta thu một nhóm vật liệu được không? Thừa dịp hiện tại rảnh, ta đến vì bá tống đóng cái đại mộ vỏ đi ra. Bạch tiền bối phân thân bắt đầu vì chính mình tìm thú vui. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống Thư Hàng đã quên bản thân lần trước nhập định tu luyện là thời điểm nào cũng không phải là hắn không chăm chỉ tu luyện, mà là hắn có rất ít thời gian có thể đứng đắn ngồi xuống tới, hảo hảo bế quan tu luyện. Tại hắn ấn tượng bên trong chân chính có thể được cho tu sĩ thức bế quan tu luyện kinh nghiệm, vẫn là tại nhập mộng còn nhỏ thiên đế thời điểm, cùng còn nhỏ thiên đế cùng một chỗ kinh lịch từ nhất phẩm đến ngũ phẩm cảnh giới tu luyện thể nghiệm quá trình. Cái kia cấp nhập mộng bên trong. Hắn thường xuyên vừa bế quan nhập định tu luyện chính là thật lâu. Đây là đầy đủ chân quý một đoạn hồi ức. Kỳ thật, Tống Thư Hàng rất ưa thích nhập định tu luyện. Tu sĩ tại nhập định thời điểm, ý thức có thể duy trì lấy không huyền diệu trạng thái.
ở cái này trong trạng thái, vô ưu vô lự, là một loại cực kỳ tuyệt vời hưởng thụ chí ít tại thời khắc này, hắn có thể vứt bỏ mình đã tuyệt dục phiền não. Cũng không biết qua bao lâu về sau, trong nhập định tống thư hàng thần thức bị nhẹ nhàng kích thích. Lúc này hắn gánh chịu lấy võng tuyến tác dụng, liên tiếp lấy chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cái gì đều có thể bán đại lão. Sở dĩ tại hoàn toàn nhập định về sau, thần trí của hắn hóa thành công đức chi võng một bộ phận, thẩm thấu đến chư thiên vạn giới mỗi một hẻo lánh. Công đức chi tuyến kết nối lấy mỗi một vị tu sĩ đều phảng phất thành hắn mắt. Loại cảm giác này đồng dạng tuyệt không thể tả. Nếu như tương lai, hắn có thể như cái gì đều có thể bán đại lão triệt để như vậy nắm giữ công đức võng là cách dùng, đó cùng người chiến đấu lúc, liền có thể đem công đức chi võng trải rộng ra đến, đối phương một khi tiến vào hắn công đức chi võng phạm vi, liền sẽ xa vào đến vô hình mạng nhện bên trong, trở thành con mồi. Thậm chí nếu có thể lại cơ sở này bên trên tiến thêm một bước, cái kia chư thiên vạn giới mỗi một hẻo lánh phủ lên công đức chi võng đều có thể trở thành hắn lưới, một cái ý niệm trong đầu phía dưới. Chúng sinh đều tại hắn trong lưới bất quá, tại cái gì đều có thể bán đại lão trên cơ sở tiến thêm một bước, cái kia chính là thiên đạo. Hoặc là, chí ít cũng là cửu u chúa tể. Đợi đã, cửu u chúa tể. Ta hiện tại không phải liền là cửu u chúa tể nha, mặc dù là cái đại diện. Muốn hay không mượn nhờ cửu u chúa tể quyền hạn, thử một lần tiếp xúc cái này công đức võng lạc. Bất quá rất nhanh, Tống Thư Hàng liền bóp tắt cái này dục dịch suy nghĩ. Bành trướng, cửu u chúa tể quyền hạn thật là làm ta bành trướng. Đây chính là công đức chi quang biến thành mạng lưới, cùng cửu u chúa tể lực lượng trời sinh tương xung. Nếu như ta thật sự dùng cửu u chúa tể quyền hạn đi tiếp xúc cái này công đức võng lạc, đại khái suất đến lại bạo tạc một lần. Tử vong làm hắn đầu não thanh tỉnh. Tống, hôm nay đã chết qua một lần. Đặc biệt cẩn thận, Thư Hàng. Dựa vào nghị lực cùng cường đại ý chí. Tống Thư Hàng thành công áp chế bản thân nội tâm dục dịch suy nghĩ, để cho mình giữ vững tỉnh táo, lần nữa tiến vào đến không trạng thái nhập định. Thần trí của hắn, nhục thân lần nữa tiến vào hoàn toàn chạy không trạng thái nhập định. Cùng một thời gian, sau lưng Tống Thư Hàng, không ngừng tiếp thu lần thứ 6 huyền thánh giảng pháp công đức chi lực tiên tử, rốt cục mở ra mới tiến hóa. Tại chư thiên vạn giới tu luyện giả ánh mắt bên trong, tiên tử đuôi rắn khuếch tán ra đến, chia 10 cỗ. Hướng phía 4 phương 8 hướng tản ra. Nhưng lần này, nàng cái đuôi không phải đơn thuần phân nhánh, mà là chân chính biến hóa hình thái. Đuôi rắn khuếch tán ra đến về sau, cuối cùng hóa thành một đầu váy dài. Một đôi mới sinh chân ngọc từ đuôi rắn trong váy dài nhô ra, hai chân da thịt liền như là như trẻ con trơn bóng, trên đó bao trùm lấy một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch. Tiên tử mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất trọn vẹn 6 lần giảng khiết đại công đức tưới tiêu phía dưới. Nàng cuối cùng bỏ được đem hai chân của chính mình biến hóa ra. Sau khi hạ xuống, công đức xà mỹ nhân bên hông đôi kia khép lại cánh nhẹ nhàng triển khai, lộ ra cái kia nhẹ nhàng một nắm chính thống thân hình như thủy xà. Tiếp lấy nàng có chút cúi đầu, bày ra nhẹ nhàng đá chân động tác, nhìn lấy chính mình vừa giải sinh ra chân nhỏ nếu như không đá chân, chỉ cúi đầu lời nói, nàng không cách nào nhìn thấy mũi chân của mình. Một lát sau, nhìn lấy chính mình rốt cục mọc ra hai chân, tiên tử trên mặt lại đột nhiên bày ra ghét bỏ biểu lộ. Nàng cảm giác chân của mình hoàn toàn không có cái đuôi tới thuận tiện thực dụng. Thế là nàng thu hồi bản thân có chút bên trên đá chân nhỏ, duỗi nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ đuôi rắn váy. Hoa một tiếng, chia 10 cỗ đuôi rắn váy khép về, một lần nữa hóa thành linh hoạt đuôi rắn. Lần này, công đức xà mỹ nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu, nàng linh hoạt vỗ vỗ đuôi rắn. Tiến vào kế tiếp tiến hóa khâu lần thứ 6 giảng pháp công đức chi lực chung 2 làn sóng, là mấy lần trước giảng pháp gấp 2 nhiều. Tại tiên tử bên người, công đức phỉ kình cùng công đức lôi kiếp cây lần lượt hiển hiện. Khổng lồ công đức chi lực, rơi vào công đức xà mỹ nhân, phỉ kình, lôi kiếp trên cây, tại bọn chúng cùng Tống Thư Hàng ở giữa bện ra một chương cỡ nhỏ công đức chi võng. Công đức chi võng càng biên càng lớn, còn sót lại tất cả đợt thứ 6 giảng pháp công đức. Toàn bộ bị tiên tử chuyển rời đến chương này công đức chi võng bên trong. Đồng thời, tại tiên tử thao tác bên dưới, chương này cỡ nhỏ công đức local area neck bị nàng trực thuộc ở cái gì đều có thể bán đại lão cái kia cự đại công đức mạng lưới phía trên. Làm xong đây hết thảy về sau, tiên tử thỏa mãn nhẹ gật đầu chương này cỡ nhỏ công đức local area neck nàng tại Tống Thư Hàng mấy lần trước giảng pháp lúc, liền đã tại bện hình thức ban đầu.
Vì bệnh chương này công đức local area neck nàng thậm chí kéo dài tự thân tiến hóa tiết tấu, ưu tiên đem công đức chi lực cung cấp cho chương này local area neck. Hôm nay, rốt cục đại công cáo thành. Theo công đức xà mỹ nhân tiến hóa, đang đứng ở hoàn toàn chạy không trạng thái Tống Thư Hàng, tiến vào một cái mộng cảnh bên trong. Nhập mộng, Tống Thư Hàng hơi sững sờ. Chẳng lẽ ta ngồi xuống tu luyện, luyện luyện, liền ngủ mất rồi. Vọng thiên, ta thế nhưng là ở vào chư thiên vạn giới hiển thánh giảng pháp trạng thái bên trong a. Hiện tại chỉ hy vọng mình tại lúc ngủ, không muốn chảy nước miếng. Trong lúc đang suy tư, mộng cảnh bắt đầu biến hóa. Một cái gai mắt mặt trời xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mắt. Mặt trời trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng bành trướng, thiêu đốt, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tiến vào hắn nhân sinh giai đoạn sau cùng, cuối cùng dập tắt, hóa thành một quả bạch hoại tinh. Mộng cảnh thị giác bắt đầu kéo xa, hình ảnh hoán đổi đến cả cái bầu trời sao. Trong tinh không, như là quân bài hiệu ứng, vô số hằng tinh lần lượt trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp bắt đầu lóng lánh, cũng rất nhanh tiêu vong, dập tắt. Mặt trời hào quang kết thúc, tinh quang diệt tuyệt, hằng tinh tử vong. Cả cái bầu trời sao hóa thành mộ tràng, chôn giấu lấy tử vong hằng tinh thi thể. Hình ảnh lần nữa mở rộng, lần này chư thiên vạn giới tất cả vị diện, xuất hiện ở trong mắt Tống Thư Hàng. Tất cả vị diện, tất cả thế giới trong tinh không hằng tinh toàn bộ trong khoảng thời gian ngắn, đốt hết tử vong. Tống Thư Hàng, ngọa thảo, ta đại thế giới vong rồi. Đang khi nói chuyện, một viên cuối cùng mặt trời dập tắt. Chư thiên vạn giới đều đã mất đi sinh mệnh, tiến vào diệt tuyệt. Không có sinh mệnh có thể trốn tránh trận này tử vong, liền trường sinh giả cũng vô pháp ngoại lệ. Cả cái chư thiên vạn giới muốn triệt để hủy diệt, hết thảy ẩn tàng không gian đều đưa bị phá hủy, không chỗ có thể ẩn thân. Đây mới thực là thiên địa diệt tuyệt. Chỉ muốn còn bị hạn định tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, không có siêu thoát, liền không cách nào tránh né. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới, chúng sinh chân chính bình đẳng. Lần này mộng cảnh thời gian, tựa hồ không phải theo bình thường tốc độ chảy tiến hành. Không biết qua bao lâu sau. Tại cái này sụp đổ diệt tuyệt tận thế hình ảnh bên trong, có một đạo thon dài thân ảnh, chậm rãi bước ra. Đây là một vị đạo nhân ăn mặc nhân loại nam tử, sau lưng có so hằng tinh còn chói mắt hơn công đức chi quang. Hắn bước ra một bước, vũ trụ tinh không cũng bắt đầu chấn động. Thiên địa diệt tuyệt đại kiếp, không chút nào không cách nào ảnh hưởng đến đạo nhân này. Bất kể là cái gì phá hư cùng tai kiếp, đều không thể xúc phạm tới đạo nhân mảy may. Thiên địa hủ mà ta bất hủ, vạn giới diệt mà ta bất diệt, bất hủ bất diệt. Thiên đạo, chư thiên vạn giới xa vào đến vĩnh hằng hắc ám, chỉ có bất hủ giả đỉnh đầu công đức chi quang, tỏa ra ánh sáng chói lọi, trở thành thế gian này sau cùng quang minh. Tại bên cạnh hắn, không gian đang sụp đổ, thời gian tựa hồ cũng đã mất đi khái niệm, hóa thành vô tự loạn lưu. Bất quá vô luận là sụp đổ không gian vẫn là loạn tự thời gian, đều không thể ảnh hưởng đến bất hủ đạo nhân. Tống Thư Hàng ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn, ánh mắt của hắn rơi vào vị này bất hủ giả trên thân, không cách nào chuyển di. Đây không phải nhập mộng, Tống Thư Hàng trong lòng đột nhiên minh ngộ tới. Lần này, hắn không có thay vào đến bất kỳ sinh linh nhân sinh bên trong đi, hắn thuần túy là lấy đứng ngoài quan sát góc độ, lấy xem phim phương thức, đang nhìn phát sinh trước mắt chư thiên vạn giới diệt tuyệt tràng cảnh hình tượng. Trước mắt. Bất hủ giả tại hắc ám chư thiên vạn giới bên trong chậm rãi đi đi. Hắn mỗi một bước bước ra, tử vong chư thiên vạn giới liền sẽ khẽ chấn động. Đây là bất hủ giả tại xúc tích lực lượng, mỗi một bước thời gian bên trong, trên người hắn bất hủ pháp tắc liền sẽ nở rộ. Đây mới thực là bất hủ pháp tắc, không mang ngụy chữ. Phổ thông sinh linh bên trong, không ai có thể nhìn thẳng bất hủ pháp tắc. Nếu là cưỡng ép đi tiếp xúc bất hủ pháp tắc, trực tiếp sẽ xa vào đến vĩnh hằng giấc ngủ bên trong nằm tại Tống Thư Hàng sổ đen bên trong bất diệt chi chủ chính là vết xe đổ. Cho dù là tại mộng cảnh trạng thái bên trong, Tống Thư Hàng tại nhìn đến bất hủ pháp tắc thời điểm, vẫn như cũng nhận kinh khủng xung kích. Hắn cảm giác trong mắt của mình phảng phất muốn vỡ vụn ra, ánh mắt nóng lên, có sôi trào huyết lệ từ trong hốc mắt tuôn ra. Thuộc về bất hủ pháp tắc tin tức lực lượng, thông qua hắn thị giác, rót vào đến đầu óc của hắn, đánh thẳng vào hắn. Trong đầu hết thảy, đều bị bất hủ pháp tắc lực lượng rửa sạch, ngay cả suy nghĩ cũng bắt đầu dừng lại. Tống Thư Hàng thân thể bắt đầu không bị khống chế, từng đợt cảm giác uể oải phun lên.
Khi suy nghĩ bắt đầu đình chỉ lúc, ý của hắn biết dần dần bắt đầu mơ hồ. Không thể nhìn tiếp nữa, ta phải nhắm mắt lại. Lúc này, lựa chọn chính xác nhất chính là nhắm mắt lại, không đi nhìn thẳng bất hủ giả. Nhưng Tống Thư Hàng con mắt, lại phảng phất bị nam châm hấp dẫn, hoàn toàn không cách nào khống chế bất hủ bất diệt đối với chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện đến nói, đều có được chí mạng lực hấp dẫn, không ai có thể cự tuyệt bất hủ pháp tắc hấp dẫn. Giống Tống Thư Hàng dạng này tại đối mặt bất hủ pháp tắc lúc, trong đầu sẽ còn nổi lên nhắm mắt suy nghĩ, đã coi như là chư thiên vạn giới ý chí tối kiên định một nắm thành viên. Có thể là, Tống Thư Hàng ý chí mặc dù vô cùng kiên định, nhưng hắn nhục thể lại mềm yếu không bị khống chế. Cặp mắt của hắn dù là bắt đầu vỡ vụn, bắt đầu biến nóng lên khô quắt, nhưng như cũ cự tuyệt nhắm lại. Đây chính là bất hủ pháp tắc chân chính sức mê hoặc chí mạng. Muốn xong, còn tiếp tục như vậy, ta liền sẽ biến thành bất diệt bá tống, lâm vào vĩnh hằng giấc ngủ. Nếu như hắn cũng giống bất diệt chi chủ, trực tiếp từ viễn cổ thời đại một mực ngủ đến hiện đại, vậy thì cái gì đều xong. Bất diệt chi chủ còn có hắn đến tỉnh lại, mà hắn lại muốn do ai đến tỉnh lại. Trong lúc đang suy tư, ba một tiếng, Tống Thư Hàng mắt phải rốt cục không chịu nổi, hóa thành lưu ly, vỡ vụn thành cặn bã. Nhưng hắn mắt trái, lại không chút nào tổn thương, dù là huyết lệ đang không ngừng chảy xuôi, mắt trái nhưng như cũ cứng chắc. Phàm nhân cấm khu bất hủ pháp tắc tin tức, không ngừng in dấu nhập Tống Thư Hàng mắt trái. Phải chết, phải chết.